Vậy đâu được, sáng mai đại hội đại biểu nhân dân sẽ họp, chẳng qua chỉ là trình tự mà thôi. Du Minh Phú cười nói. Chủ tịch Triệu từ tỉnh xuống, điều kiện ở đây nhất định kém tỉnh thành, chẳng qua có một thứ tốt hơn là không khí rất được. Sau lưng nhà khách huyện ủy có rừng cây, còn có hồ nước nuôi không ít cá. Chủ tịch Triệu lúc rảnh có thể đến đó câu. Lão Mã. Đi qua một con đường, Du Minh Phú nói. Không biết lão Mã này lại chạy đi đâu rồi. Du Minh Phú hùng hổ gọi. Mã bản quý, mẹ nó chứ, ông đi đâu rồi, còn không ra đón chủ tịch Triệu. Triệu Quốc Đống nhíu mày, Du Minh Phú này nói chuyện hơi tục. Ngay trong nhà khách huyện ủy mà hò hét như vậy, có lẽ Du Minh Phú cũng nhận ra biểu hiện của Triệu Quốc Đống nên cười nói. Chủ tịch Triệu, chúng tôi ở nông thôn không thể so với tỉnh thành toàn người trí thức. Lão Mã này lại thích bị người mắng, nếu không cả người khó chịu. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, có người như vậy sao? Đến rồi. Một giọng nói từ bên kia truyền tới. Chánh văn phòng Du, ngài đến sao? Vị này là chủ tịch Triệu. Ồ, trẻ quá, lão Mã tôi gặp không ít lãnh đạo nhưng Long Phượng như chủ tịch Triệu thì đúng là lần đầu thấy. Tôi là Mã Bản Quý, phụ trách nhà khách huyện ủy. Chủ tịch Triệu, chào mừng ngài tới nhà khách. Sau này nhà khách sẽ là nhà của ngài. Có gì cần phân phó, 16 nhân viên trong nhà khách sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ngài. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận Du Minh Phú nói chính xác, Mã Bản Quý này không bị mắng sẽ không làm. Tên này trông rất thích nịnh bợ, nếu khách khí thì đối phương lại cảm thấy được nâng lên. Triệu Quốc Đống không muốn giải thích bây giờ mình chưa phải phó chủ tịch huyện, đúng như Du Minh Phú nói, đây là trình tự mà thôi. Anh Mã, chào anh, tôi là Triệu Quốc Đống. 3 năm tới còn cần nhờ anh giúp đỡ. Triệu Quốc Đống gật đầu đưa tay ra. Mã Bản Quý vội vàng dùng hai tay bắt tay Triệu Quốc Đống. Chủ tịch Triệu, Chánh văn phòng Du, mời đi bên này. Căn nhà số 2 đã sớm được bố trí. Tôi vừa rồi có chút lo lắng nên tới xem một chút. Chủ tịch Triệu có thể yên tâm vào ở. Lão Mã, dọn dẹp hết chưa, bố trí người cho bên nhà đó chưa? Du Minh Phú đi và hỏi. Y biết cán bộ tỉnh tới không yêu cầu cao về chỗ ở nhưng lại chú ý vệ sinh. Chánh văn phòng cứ yên tâm, lãnh đạo lần trước tới không phải do lão Mã tôi phục vụ tốt sao? Bọn họ đều nói lão Mã tôi có khả năng mà. Mã Bản Quý nói. Nhà khách tuy kém khách sạn Hoa Lâm, nhưng năng lực của nhân viên nhất định mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn nhiều thì Hà Xuân Mai là như thế nào? Như vậy mà cũng mạnh hơn. Du Minh Phú lạnh lùng nói. Ha ha, ngài không nên nói thế chứ, chủ tịch Triệu mới tới, chúng tôi cũng phải tạo ấn tượng tốt mà. Mã Bản Quý gãi đầu mà nói. Du Minh Phú có lẽ cũng thấy mình nói nhầm vì có Triệu Quốc Đống ở đây nên hừ một tiếng không nói nữa. Y đi tới trước và bỏ Triệu Quốc Đống lại đằng sau. Chánh văn phòng Du, đầu tiên tới sảnh trước, nhân viên nhà khách đều đợi ở đó. Bọn họ không biết chủ tịch Triệu, gặp trước, sau này chủ tịch Triệu có phân công gì cũng tiện. Mã Bản Quý nói, chủ tịch Triệu, sẽ phải là tới căn nhà số 2 ngài ở. 3 người vào sảnh, ở đây có 2 nhóm người đứng nghiêm tại đó. Mã Bản Quý lúc này nghiêm túc nói. Mọi người nhìn cho rõ, đây là phó chủ tịch Triệu mới tới huyện ta, từ trên tỉnh thành xuống, ở nhà khách chúng ta 3 năm. Huyện quyết định để chủ tịch Triệu ở nhà số 2, tạm thời do Tiêu Mẫu Đan cùng Thường Quế Phân phụ trách, sau đây chào mừng chủ tịch Triệu nói 2 câu. Mã Bản Quý dẫn đầu vỗ tay, Triệu Quốc Đống không ngờ mình lại còn phát biểu với nhà khách. Hắn nhìn Du Minh Phú thấy rất bình thường thì xem ra lãnh đạo tới đây đều sẽ như vậy. Chánh văn phòng Du, lão Mã, tôi cũng không có gì để nói, sau này tôi ở lại nhà khách 3 năm, ngày sau có gì làm phiền mọi người, mong mọi người thông cảm. Triệu Quốc Đống nói xong, Mã Bản Quý lại vỗ tay. 10 mấy người phụ nữ đều vỗ tay, người không biết còn tưởng là lãnh đạo nào tới kiểm tra nhà khách huyện ủy. Được rồi, Tiêu Mẫu Đan, Thường Quế Phân, 2 người sang bên nhà số 2, dọn dẹp. Bây giờ 2 người chính thức làm việc, chủ tịch Triệu. Có việc gì cứ sai 2 cô ấy, không nên khách khí. Tôi nói với 2 cô, làm tốt vào. Chủ tịch Triệu mà có gì không hài lòng thì mời ngài lập tức nói với tôi. Mã Bản Quý nói. Triệu Quốc Đống không ngờ Mã Bản Quý khi đối mặt nhân viên lại nghiêm khắc như vậy. Nhất là đám phụ nữ thấy Mã Bản Quý như chuột gặp mèo, đều cúi đầu không dám thở mạnh. Lúc Mã Bản Quý đang mắng nhân viên, Du Minh Phú kéo Triệu Quốc Đống sang bên. Đừng nhìn. Chủ tịch Triệu mà đứng đó xem, y càng ra oai hơn.
chẳng qua trong nhà khách phải có người như lão Mã thì lãnh đạo mới có thể yên tâm. Đều là phụ nữ, cả ngày tiếp lãnh đạo, cấp trên, bạn bè các đơn vị tới. Nếu xảy ra chuyện thì không ai được tốt cả. Cũng đúng, chẳng qua tôi thấy lão Mã có phải quá nghiêm khắc không? Triệu Quốc Đống chủ động lấy thuốc ra mời Du Minh Phú. Hắn mặc dù không hút thuốc nhưng theo tình huống mà cũng hút. Ví dụ như lúc này hút điếu thuốc sẽ kéo gần khoảng cách. Thấy Triệu Quốc Đống bị Du Minh Phú kéo sang bên, Mã Bản Quý liền nói vài câu rồi thôi. Y đi sang bên này và nói. Chủ tịch Triệu, tôi đoán đã dọn xong, hai vị sang xem một chút. Mọi người đi ra hết, Triệu Quốc Đống lặng lẽ đứng một mình trong căn nhà. Căn nhà này có hai căn phòng liền nhau, phía sau là phòng ngủ và nhà vệ sinh, một thư phòng. Ngoài phòng khách cũng có một nhà vệ sinh. Nhà có cửa nhưng xem ra chưa từng khóa, có lẽ là tiện cho nhân viên phục vụ vào dọn dẹp. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, không khí rất tươi mát. Mình sẽ ở đây 3 năm, không biết sau này sống như thế nào đây. Lão Mã, anh chú ý cho tôi. Chủ tịch Triệu không phải như cán bộ rèn luyện bình thường, mấy nhân viên của anh phải quản thật chặt vào, đừng có là làm chuyện như chủ tịch Điền, ôi Hoa Lâm chúng ta sao lại xảy ra chuyện như vậy. Du Minh Phú chắp tay sau lưng mà nói. Bực mình, xảy ra chuyện Hà Xuân Mai làm ối cô suy nghĩ. Ả nào cũng muốn dụ được lãnh đạo mà thoát khỏi nông thôn, làm nhân viên chính thức. Cũng không xem bùn vẫn dính ở ống quần đó. Nhưng lãnh đạo có yêu cầu thì nhân viên nhà khách phải phục vụ mà, nếu không sẽ mất mặt huyện Hoa Lâm. Mã Bản Quý nói. Lãnh đạo có suy nghĩ của lãnh đạo, Hoa Lâm chúng ta có gì đâu. Lãnh đạo cấp trên xuống mà thấy toàn người quê mầu vậy không phải càng có ấn tượng không tốt với Hoa Lâm chúng ta sao? Phụ nữ đẹp cũng có thể khiến người ta vui vẻ, làm lãnh đạo thoải mái. Du Minh Phú thở dài một tiếng. Nói trắng ra do Hoa Lâm nghèo, ngoài đồi núi thì có mẹ gì. Cả ngày làm mấy mẫu ruộng. Mã Bản Quý cũng thở dài một tiếng. Thằng con tôi học đại học ở Ando, nó ngay cả kỳ nghỉ đông cũng không muốn về Ninh Lăng, cùng đừng nói Hoa Lâm chúng ta. Nó chấp nhận ở lại Ando làm thuê cũng không về. Quyển 5, chương 10, anh em. Triệu Quốc Đống nhìn tín hiệu điện thoại, cũng may là có hai vạch, nếu không có sóng thì nguy. Hắn gọi về nhà báo mình đã tới, sau đó lại gọi cho Trường Xuyên. Trường Xuyên rất hưng phấn mà nói. Đức Sơn đến mở thị trường Hồ Nam, Hồ Bắc rất thành công. Hiệu quả quảng cáo trên CCTV đúng là rất lớn, vì thế Đức Sơn ở Vũ Hán và Trường Sa đều chọn lựa con đường tiêu thụ cẩn thận. Bây giờ Đức Sơn đã hoàn thành việc ở đây, chuyển sang Thành Đô và Quý Dương, mỗi tuần đều bay qua bay lại giữa Thành Đô và Quý Dương. Bây giờ đã lục tục có nhiều người tới mua hàng, sản xuất không thể tiến hành sớm hơn nửa tháng. Sau khi kiểm tra và bảo dưỡng, máy móc vận hành rất bình thường, chạy đủ công suất. Bây giờ mỗi ngày làm ra 300.000 bình, có lẽ đến tháng 4 sản lượng tiêu thụ sẽ tăng lên 500.000 bình. Vào tháng cao điểm thì sản lượng tiêu thụ sẽ tăng lên đến 800.000 bình. Việc này Triệu Quốc Đống đã sớm đoán trước, quảng cáo trên CCTV sẽ có hiệu quả khác hẳn, khiến hình tượng nước suối Thương Lãng đạt đến độ cao mới. Mặc dù thời gian quảng cáo không lâu, chỉ 5 giây nhưng Triệu Quốc Đống nhận thấy quảng cáo này cũng có hiệu quả tăng sức tiêu thụ. Triệu Quốc Đống nhắc Trường Xuyên khi mở rộng thị trường phải chú ý lượng sản xuất, không được vô hạn mở rộng quy mô sản xuất, cần phải thích hợp lựa chọn các địa điểm ở các tỉnh mà lập chi nhánh, qua đó giảm giá thành vận chuyển. Khi nước suối Thương Lãng là thương hiệu thì lấy nước từ đâu không quá quan trọng, đương nhiên hình ảnh và thương hiệu công ty cần phải tăng lên. Sản lượng lớn nhất bên huyện Thương Lãng chỉ có thể thỏa mãn một ngày 1,5 triệu bình, vượt quá sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể chữa khỏi cho khu vực. Điểm này Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên đã mời cơ quan chuyên môn đến nghiên cứu. Trường Xuyên, chú và Đức Sơn bây giờ sướng rồi. Đi đâu đều đi máy bay, anh thì khổ rồi. Đứng ở đất quỷ quái Hoa Lâm này, cảm nhận không được nhịp sống hiện đại, bước ra cửa thì thấy đường không khác gì giang miếu, lên Ninh Lăng thì đường rất sóc, mất hơn 2 tiếng. Nếu đi xe bus chắc mất 4 tiếng. Triệu Quốc Đống nằm trên giường thấy rất thoải mái. Chú xem có nên đến khích lệ anh một chút không? Ở đây anh thấy có lẽ ngay chỗ ăn ngon chút cũng không có. Hay là chú mang mấy món ngon cho anh? Trường Xuyên im một lúc rồi nói. Anh sao phải làm như vậy? Còn đến Ninh Lăng nữa chứ? Ở đó một tháng kiếm được bao tiền? Bây giờ công ty đang phát triển mạnh, có anh cầm lái thì công ty sẽ phát triển nhanh hơn. Sao anh cứ muốn làm cán bộ chứ? Ở Duyên Hải rất nhiều người rời khỏi cơ quan nhà nước mà, anh sao không thấy rõ điểm này? Trường Xuyên, anh biết suy nghĩ của chú và Đức Sơn.
công ty bây giờ đúng là trong thời kỳ phát triển, nhưng có phải không thể không có anh sao? Anh ở đây vẫn có thể gọi điện với chú, vẫn có thể trao đổi, công ty có biến hóa gì thì anh đều rõ. Còn thực hiện cụ thể thì chú và Đức Sơn có thể làm. Anh có suy nghĩ của mình, kinh doanh không phải mục tiêu của anh. Triệu Quốc Đống nói. Vậy anh muốn làm gì? Làm quan đến mức nào mới thỏa mãn được anh? Trường Xuyên nói. Đối với anh thì làm quan chẳng qua chỉ là thủ đoạn. Một sân khấu để thực hiện suy nghĩ của anh. Anh muốn làm việc thật sự nên mới chọn Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Ninh Lăng rất nghèo và lạc hậu, anh cảm thấy mình có thể làm được gì đó cho nơi này. Anh không phải thánh, muốn dùng sức mình gánh cả thiên hạ là không thể, nhưng anh cảm thấy mình có thể làm trong phạm vi năng lực của mình. Trường Xuyên bên kia không nói gì. Tâm tư của Triệu Quốc Đống không ai có thể đoán ra, kinh doanh của công ty tốt như vậy còn muốn làm cán bộ làm gì, còn chủ động đến khu vực nghèo khó. Đức Sơn và Trường Xuyên đều không hiểu về ông anh. Anh, có cần công ty hỗ trợ không? Trường Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Không cần, quyên góp không có tác dụng gì cả. Đối với một nơi khó khăn mà muốn thay đổi hoàn toàn thì không thể dựa vào tiền trợ cấp, mà phải để bọn họ có năng lực, cơ chế phát triển, đây là một công trình mang tính tổng hợp. Triệu Quốc Đống hiểu rõ bất lợi của tiền trợ cấp, cái gì mà tiền phát triển, tiền hy vọng thoát nghèo, mặc dù có một mặt tích cực nhưng khiến cho chính quyền địa phương ỷ lại, để bọn họ lười suy nghĩ xem làm như thế nào thay đổi bộ mặt địa phương. Triệu Quốc Đống rất phản cảm dùng cách này mà thoát nghèo. Vậy anh định làm như thế nào để giúp nơi đó thay đổi bộ mặt khó khăn? Trường Xuyên nói, phương thức có nhiều loại như thu hút đầu tư, ví dụ như kiếm vài hạng mục, hoặc là lợi dụng ưu thế mà tạo mấy công ty gia công, mấy thứ này nói ra thì vẫn còn sớm. Anh chuẩn bị chờ huyện phân công công việc cụ thể cho mình rồi sẽ hoạt động. Chẳng qua anh thấy hệ thống giao thông ở đây quá kém, cho nên vì đảm bảo an toàn cho mình nên anh chuẩn bị trưng dụng chiếc xe Toyota của công ty. Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, anh, nói một lúc thì ra anh chú ý đến chiếc xe, đây là thứ anh hai yêu nhất. Anh mà đoạt thì anh hai về không liều mạng với em mới lạ. Bình thường chỉ cần anh hai ở đây thì ngay cả em cũng không được dùng. Trường Xuyên cười phá lên, hiếm khi nghe thấy ông anh cần gì, bây giờ nghe thì thấy cũng lạ. Sao, Đức Sơn dám tranh với anh lấy xe còn cần chờ chỉ thị của nó. Triệu Quốc Đống cười nói. Định làm phản sao, anh đập xe ngay trước mặt nó thì nó cũng dám làm gì. Ha ha, anh Đức Sơn cũng không chọc anh mà. Ý em là không cần, anh nếu cần thì anh Đức Sơn còn không cam tâm tặng anh sao? Chỉ là tặng anh Đức Sơn lại đòi mua một chiếc nữa. Anh ấy dùng xe này quen, cảm thấy thoải mái, còn có thể để ý tới xe Audi của công ty sao? Trường Xuyên nói, tốt hơn hết là mua một xe mới, đăng ký của công ty, anh lấy đi dùng cho đỡ phiền phức. Tân Châu cách đó có xa không anh? Xe Audi cũng không muốn đi. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, đây là chênh lệch. Thị ủy Ninh Lăng cũng chỉ có 4 xe Audi, ngoài bí thư thị ủy, thị trưởng ra thì chỉ có phó bí thư thị ủy, chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân là được đi xe Audi. Các thường vụ thị ủy khác đều dùng xe Santana. Cũng được, nếu không Đức Sơn lại nói anh đoạt sở thích của nó. Đúng, bên Thương Lãng chú có không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Anh, em đã sớm suy nghĩ, công ty vừa mua một chiếc Cherokee. Chuẩn bị giao sang bên kia. Cũng tiện cho Lưu Thành đi làm việc. Ừ, chú có thể suy nghĩ như vậy thì anh rất vui. Người nhà nhưng phải chú ý mấy chi tiết này, nếu không sẽ có mâu thuẫn không cần thiết. Triệu Quốc Đống đúng là rất vui. Trường Xuyên đã trưởng thành, đã suy nghĩ đến nhiều mặt là không dễ. Anh yên tâm, em biết chừng mực. Công ty đang phát triển, em cũng phải học cách quản lý nếu không sẽ bị đào thải mà. Trường Xuyên cười nói. Anh... Đây không phải anh thường xuyên bảo em sao? Sống đến già, học đến già. Được rồi, đừng đổ hết công lao lên đầu anh. Chú học tập cũng là anh bảo sao? Chú cần tự vận dụng đầu óc, học theo ai cũng vô dụng. Triệu Quốc Đống cắt ngang lời Trường Xuyên mà nói. Được rồi, bao giờ đến thăm anh đây? Ở đây rất lạc hậu nhưng không khí tươi mát, làm việc ở đây 3 năm có lẽ sống lâu thêm vài năm. Được, em lập tức bố trí văn phòng liên lạc với Ando mua xe. Tranh thủ trong vòng một tuần là xong. Còn có một việc trong điện thoại nói không rõ, bao giờ gặp thì em nói. Một tuần, nhanh như vậy sao? Triệu Quốc Đống có vẻ không tin. Anh, Ando bây giờ không phải chỉ có một nhà bán xe, đương nhiên là có thể rồi.
Về phần đăng ký, công ty chúng ta đóng góp rất nhiều thuế cho Tân Châu, xe của chúng ta đăng ký cũng phải nhanh hơn chứ. Cùng lắm anh cứ dùng, sau đó đeo biển cũng được mà. Trường Xuyên tự hào nói. Được, bên Ninh Lăng mà có công ty đóng thuế nhiều như nước suối Thương Lãng thì có lẽ cũng sẽ được tiếp đón nhiệt tình. Được rồi, có gì chờ chú tới rồi nói. Quyển 5, chương 11, phân công. Hội nghị đại hội đại biểu nhân dân diễn ra rất thuận lợi, dù sao chỉ là trình tự mà thôi. Cán bộ kiêm nhiệm cũng cần hoàn thiện thủ tục. Chẳng qua trong hội nghị thường ủy chiều hôm đó của huyện ủy đã có ý kiến khác nhau về phân công công việc của Triệu Quốc Đống. Bí thư và chủ tịch khác ý nhau là điều hiếm thấy ở Hoa Lâm. Không phải nói Châu Trì Trường và La Đại Hải rất hoàn thuận. Bí thư và chủ tịch của một nơi hiếm có thể có quan hệ mật thiết, trừ khi cả hai do một người phụ trách. Nhưng tình hình Hoa Lâm có chút đặc thù. Châu Trì Trường đã làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm gần 4 năm, vẫn mong rời đi, nhất là cơ hội thị xã Ninh Lăng lên cấp, có thể dính tới một loạt điều chỉnh nhân sự. Châu Trì Trường rất có thể được điều lên, La Đại Hải cũng có thể thuận lợi tiếp nhận chức bí thư huyện ủy. Vì thế quan hệ trong một năm qua của cả hai khá thuận lợi. La Đại Hải có thể thành bí thư huyện ủy, Điền Ngọc và Phương Trì Quốc vẫn tranh chức chủ tịch huyện. La Đại Hải không muốn việc kia gây ảnh hưởng tới mình, như vậy không có lợi cho y. Bây giờ một tên thanh niên muốn vào phụ trách công việc, La Đại Hải lo xảy ra loạn. Mặc dù Tương Uẩn Hoa đã nói nhưng La Đại Hải thấy nên ổn định thì hơn. Cho nên y chỉ đề nghị do Triệu Quốc Đống phụ trách công tác thu hút đầu tư, về phần công tác của Điền Ngọc thì do Lưu Vĩnh Trung phụ trách nông nghiệp, còn thủy lợi do ba vị phó chủ tịch huyện khác phụ trách. Nhưng Châu Trì Trường lại phản đối. Theo Châu Trì Trường thấy thì nếu Tương Uẩn Hoa đã nói, huyện ủy, ủy ban huyện phải trao trách nhiệm cho Triệu Quốc Đống. Về phần Triệu Quốc Đống có quen tình hình hay không sẽ cần một quá trình. Châu Trì Trường muốn giao mấy mảng công tác bên công nghiệp, giao thông thì do Triệu Quốc Đống phụ trách. Một phó chủ tịch huyện Miêu Nguyệt Hoa phụ trách bên khoa học kỹ thuật thì cũng giao cho Triệu Quốc Đống phụ trách. Mà mảng xây dựng, đất đai do Miêu Nguyệt Hoa phụ trách. Như vậy chính là tăng cường mảng mà Miêu Nguyệt Hoa phụ trách. Về phần phó chủ tịch huyện Dân Minh Thành tiếp tục phụ trách bên kế hoạch hóa gia đình, buôn bán, bảo vệ môi trường, du lịch, dân chính. La Đại Hải đương nhiên hiểu ý của Châu Trì Trường. Miêu Nguyệt Hoa đi theo Châu Trì Trường từ lâu lúc Châu Trì Trường làm phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy. Châu Trì Trường tới làm phó chủ tịch huyện liền kéo Miêu Nguyệt Hoa đến làm chánh văn phòng ủy ban nhân dân Hoa Lâm. Mà khi Châu Trì Trường lên làm bí thư huyện ủy, Miêu Nguyệt Hoa cũng lên làm phó chủ tịch huyện. Bây giờ Châu Trì Trường sắp đi thì có lẽ muốn đỡ Miêu Nguyệt Hoa vào thường vụ huyện ủy. Điều này làm La Đại Hải rất tức giận. Châu Trì Trường sắp đi còn thích làm loạn thì sao La Đại Hải không khó chịu. Nhưng Châu Trì Trường mặc dù có thể đi nhưng đi đâu thì chưa rõ. Bây giờ y là bí thư huyện ủy nên nhiều việc quyết định được, ngay cả công việc bên chính quyền do La Đại Hải phụ trách mà Châu Trì Trường cũng có thể xen vào. Cả ngày hôm đó điện thoại của Triệu Quốc Đống không đổ chuông là mấy. Sáng hắn được thông qua trong đại hội đại biểu nhân dân, chiều hội nghị thường ủy họp bà về phân công công việc thì Triệu Quốc Đống không được tham gia. Ngoài buổi trưa Du Minh Phú lén lút nói cho hắn là đã được thông qua ra, còn đâu ngay cả Mã Bản Quý cũng không thấy. Điều này làm Triệu Quốc Đống thấy được mình khá cô đơn ở đây. Cốc cốc, vào đi. Triệu Quốc Đống ngồi trong phòng mà rất buồn bực, chỉ có thể mở sách ra đọc. Bây giờ thời đại Internet sắp nổ ra, hắn ở Hoa Lâm xa xôi, máy tính không có vài cái thì không biết cách thời đại kia bao xa. Một cô gái lo lắng tiến vào. Đây là Tiêu Mẫu Đan, là nhân viên phục vụ ba căn nhà phía sau. Chính xác mà nói đây là nhân viên phục vụ riêng của hắn. Bởi vì trong cả ba căn nhà mới có mình hắn ở. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng thấy một người có hai nhân viên phục vụ riêng thì có phải hơi xa xỉ không? Mà câu nói của Mã Bản Quý làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Hoa Lâm không có gì đáng, người càng không đáng tiền. Nếu Triệu Quốc Đống không đến kiêm nhiệm thì nhà khách huyện ủy chỉ cần 14 nhân viên, tức là hai cô kia chỉ có thể về. Nói cách khác các cô gái khó khăn lắm từ núi đi ra mà về nhà thì không ai muốn. Bởi vì hắn tới nên nhà khách mới nhận thêm hai nhân viên hợp đồng, hắn cũng biến tướng giải quyết sức lao động ở nông thôn Hoa Lâm. Ít nhất có hai cô gái có công việc ổn định. Tiểu Tiêu, có chuyện gì? Thấy Tiêu Mẫu Đan cúi gằm mặt đầy sợ sệt, Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Cô bé này da trắng, đôi mắt to đen, nếu tóc cột kiểu đuôi ngựa thì đúng là giống. Chủ tịch Triệu, em đến hỏi ngài có quần áo nào cần giặt không? Tiêu Mẫu Đan vừa vào phòng liền thấy tim mình đập mạnh. Nói chuyện cũng lý nhí. Không có,
tôi có chiếc áo thì đã được hai cô cầm rồi, không còn gì. Không được, sếp Mã nói tất cả quần áo của ngài do bọn em giặt. Ngài yên tâm, bọn em giặt sạch lắm. Mặt Tiêu Mẫu Đan đỏ bừng, ngực càng nhấp nhô hơn. Không cần đâu, tôi tự giặt được. Triệu Quốc Đống cười nói, Mã Bản Quý này có phải coi mình là trẻ con không nhỉ? Không được chủ tịch Triệu, em và chị Quế Phân được phân công phục vụ ngài, nếu không làm tốt sếp Mã sẽ trách. Tiêu Mẫu Đan là nhóm mới vào, đây là do cậu của cô tặng một lãnh đạo huyện ủy hai bao thuốc, hai chai rượu mới được. Không sao, tôi nói với lão Mã là được. Triệu Quốc Đống nói. Không được, chủ tịch Triệu, ngài đừng nói, ngài nói là sếp Mã thấy bọn em không làm việc, không chừng sẽ đuổi bọn em về. Tiêu Mẫu Đan rất lo lắng, nghe nói vì xảy ra chuyện nên nhà khách cũng quản nhân viên chặt hơn, chỉ đẹp cũng không được, còn phải thành thật nếu không lại xảy ra chuyện. Mã Bản Quý thấy cô và Quế Phân kia thành thật nên mới giao công việc. Hơn nữa nếu lãnh đạo mà thuận mắt với cô thì giải quyết cho một biên chế trong huyện thì coi như cô đã sống. Bây giờ chủ tịch Triệu này lại nói không có việc gì làm, sếp Mã sẽ nghĩ chủ tịch Triệu không hài lòng, sẽ thấy mình lười, vậy xong rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Các cô quét dọn rất sạch, quần áo không thể nào để các cô giặt suốt mà. Tiêu Mẫu Đan lo đến muốn khóc. Chủ tịch Triệu, ngài thương bọn em, sau này ngài dậy đừng gập chăn, việc này do bọn em làm. Ngài chờ bọn em chuẩn bị nước cho ngài rửa mặt. Thấy Tiêu Mẫu Đan lo như vậy, Triệu Quốc Đống thầm nghĩ việc nhỏ này cũng quyết định được vận một người, điều này không khỏi làm hắn than thở. Đây là quan trường, bảo sao nhiều người như vậy tiến vào. Cô ngồi đi, ngồi rồi nói. Chủ tịch Triệu, em xin ngài, em và chị Quế Phân vào được nhà khách làm việc là không dễ, bây giờ đi đâu tìm công việc tốt như thế này bây giờ. Mặc dù ở nhà làm ruộng thì sống được nhưng mãi nghèo. Em đang đi học, em muốn kiếm tiền về cho nó học. Nhà em mong nó thi vào trường sư phạm để thoát khỏi nông thôn. Tiêu Mẫu Đan không biết sao lại nói như vậy, cô chỉ thấy mình rất sợ hãi. Nhà em có một mẫu ruộng, bốn mẫu đất, còn mười mấy mẫu núi hoang, một năm đủ loại thuế nông nghiệp, thủy lợi, tiền giống, phân bón, không tính nhân công thì một năm chẳng còn là bao, chỉ đủ lương thực nuôi sống gia đình. Vậy tại sao ở đó không phát triển thêm ngành nghề gì? Nhà cô ở đâu? Nhà em ở xã Song Hà, nghề khác ư? Ngài nói là nuôi lợn hay nuôi gà, nuôi lợn thì giá thức ăn tăng cao, không lãi bao nhiêu, không chừng lỗ vốn. Nuôi gà làm gì chứ, bị bệnh là mất hết. Tiêu Mẫu Đan dần bình tĩnh lại, cô thấy vị chủ tịch Triệu không quá kiêu căng, có lẽ là người từ tỉnh tới nên thân thiện chăng. Vậy sao không nghĩ tới biện pháp trồng thêm cây cối, hoa quả gì để phát triển kinh tế? Triệu Quốc Đống biết nuôi gia súc gia cầm là khá mạo hiểm, dễ bị bệnh, giá thức ăn lại cao. Quy mô nhỏ thì chỉ có thể nuôi ăn, thậm chí ngay cả tiền lãi cũng không có. Trồng cây gì bây giờ? Trước đây huyện cũng muốn làm như trồng táo, sang năm trồng lê, bỏ không ít tiền mua giống, nhưng trồng xuống mãi không lớn, hoặc là không kết quả, hoặc là kết quả nhưng không bán được, chỉ có thể để nuôi lợn. Tiêu Mẫu Đan thở dài một tiếng. Không có cái nào thành công sao? Triệu Quốc Đống có chút không tin. Có, thị trấn Linh Thủy trồng lê, ăn cũng ngon. Vừa ngon vừa nhiều nước nhưng bán cho ai? Bán được lên huyện một chút nhưng hầu hết không bán đi được. Huyện cũng lên tỉnh và Ninh Lăng mời người tới mua nhưng đường khó khăn, xa xôi. Chở một xe về cũng dập nát gần nửa. Triệu Quốc Đống cười nói. Tiểu Tiêu, cô vì sao không đi học? Em có, nhưng học mất tiền, mà em học cũng không giỏi, học cũng không thi vào đại học được. Tiêu Mẫu Đan nói. Triệu Quốc Đống buồn bực không nói gì. Kinh tế nông thôn quá kém thì không phải chuyện mới gì. Mặc dù hầu hết có thể giải quyết cơm ăn, nhưng muốn tăng đời sống lại không thể. Chủ yếu là do người lao động không tìm được đường ra. Đây không phải vấn đề một người hoặc một lãnh đạo là giải quyết được. Hoa Lâm có 680.000 dân, trong đó dân chúng ở nông thôn là 650.000, Hoa Lâm là nơi thu nhỏ của Ninh Lăng. So sánh với An Đô, Kiến Dương có nhiều công ty ở xã, thị trấn thì ở đây rất trầm lắng. Tiêu Mẫu Đan đột nhiên nhảy dựng lên mà nói. Xin lỗi chủ tịch Triệu, em sao có thể nói nhiều như vậy trước mặt ngài? À, ngài đừng nói với sếp Mã, cảm ơn ngài. Triệu Quốc Đống chưa kịp có phản ứng thì Tiêu Mẫu Đan đã vội vàng chạy ra ngoài. Triệu Quốc Đống đọc qua tài liệu giới thiệu về Hoa Lâm. Đây là do văn phòng ủy ban huyện chuẩn bị. Triệu Quốc Đống chỉ xem qua và muốn khảo sát thực địa về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, buôn bán.
Mặc dù hắn không biết huyện phân công công việc gì cho mình nhưng có một điều hắn tin giao thông sẽ vứt cho mình. Mà giao thông chính là khó khăn lớn nhất của Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống nhìn vào bản đồ, vị trí của Hoa Lâm đúng là không ổn, nó nằm ở phía đông nam tỉnh An Nguyên, đi lên phía đông là Hồ Nam, xuống tây bắc và tới Ninh Lăng thì phải qua huyện Tào Tập, đi tới phía nam thì đến huyện Bồng Sơn Tân Châu, mà về bắc lại là Thông Thành. Hoa Lâm là khu vực đồi núi, giao thông chậm phát triển, ngay cả đường đi lên Ninh Lăng cũng rất xấu, đây là nguyên nhân lớn ngăn cản sự phát triển của Hoa Lâm. Nếu muốn giàu phải làm đường, lời này càng có ý nghĩa với Hoa Lâm, nhất là ở nơi không có đường sắt thì làm đường quốc lộ càng thêm quan trọng, chỉ là dựa vào tìm hạng mục là không thực tế. Dù sở giao thông có thể hỗ trợ tài chính nhất định nhưng chỉ dựa vào cấp trên là không thể giải quyết hoàn toàn. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy vào. Chủ tịch Triệu, Chủ tịch Triệu. Triệu Quốc Đống vừa nghe là biết Mã Bản Quý. Lão Mã, có việc gì? Ha ha, ngài đúng là có thể ngồi, chiều nay huyện ủy không phải nghiên cứu công việc của ngài sao? Ngài không đi hỏi sao? Mã Bản Quý tiến vào rồi nhỏ giọng nói. Huyện đã phân công xong, ngài phụ trách công nghiệp, giao thông, thu hút đầu tư và khoa học kỹ thuật. Ồ! Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi xua tay ra hiệu Mã Bản Quý ngồi xuống. Sao anh biết? Ha ha, tin của lão Mã tôi rất nhanh, huyện ủy, ủy ban huyện có tin gì thì không lọt khỏi tai tôi. Chủ tịch Triệu, tôi thấy lần này huyện cố ý vứt mấy bao quần áo cho ngài. Ngài cần lập tức đi phản ánh với Bí Thư Châu. Ngài nghĩ xem mấy lĩnh vực đó là việc gì, nếu để ở tỉnh thì còn đỡ. Nhưng ở Hoa Lâm này thì lại không phải vậy, đó là lừa ngài. Mã Bản Quý cười nói. Quyển 5, chương 12, thu mua. Ồ, là như thế nào? Triệu Quốc Đống hỏi. Ha ha, Chủ tịch Triệu, tình hình Hoa Lâm thì ngài còn không biết sao. Công nghiệp ư, cái gì là công nghiệp chứ? Chỉ là mấy nhà máy khó khăn, hiệu quả kinh doanh kém. Hay là mấy công ty xây dựng nhỉ? Mã Bản Quý khinh thường nói. Mấy nhà máy sắp phá sản có thể gọi là công nghiệp sao? Giao thông. Hệ thống giao thông Hoa Lâm có thể nói kém nhất cả Ninh Lăng. Ngài từ sở giao thông đi ra nên mảng này ngài không thoát được. Thu hút đầu tư cũng thế, Hoa Lâm có gì đáng để người ta chú ý và ném tiền vào. Khoa học kỹ thuật, ồ, tôi không biết Hoa Lâm có khoa học kỹ thuật gì. Mã Bản Quý nói như vậy nhưng Triệu Quốc Đống không hề giận. Hắn không biết người này có phải được phái tới gây mâu thuẫn không, nhưng suy nghĩ một chút thấy không giống. Mình không phải thằng ngốc mà tin ngay lời đối phương. Hơn nữa đây là quy định của hội nghị thường ủy, mình dù bực bội cũng phải làm mà. Lão Mã, tình hình Hoa Lâm đúng là rất kém, chẳng lẽ nói mấy năm trước đến giờ vẫn không có biến hóa gì sao? Anh nói lãnh đạo huyện ta có thể thấy mấy điểm này không? Triệu Quốc Đống ra vẻ tùy ý mà hỏi. Nếu nói lãnh đạo huyện không bản lĩnh là không đúng, ít nhất Chủ tịch Điền cũng có chút bản lĩnh. Mã Bản Quý ấp a ấp úng một chút rồi nói. Ồ! Tôi tới Ninh Lăng nghe thấy không ít người nói tới vị Chủ tịch Điền kia, nhưng chưa từng gặp mặt, không biết vị Chủ tịch Điền là thần thánh phương nào mà nhiều người nhắc tới như vậy. Triệu Quốc Đống đúng là có chút tò mò về Điền Ngọc này. Ha ha, cái này, Chủ tịch Triệu, chuyện này trong lúc nhất thời không thể nói rõ. Ngài vừa tới, ở một thời gian là sẽ biết. Được rồi, tôi không làm phiền ngài. Chủ tịch Triệu nghỉ một chút nhưng không được quên bữa đó. Mã Bản Quý cũng hiểu mình ngồi tiếp sẽ nóng mông nên vội vàng đứng dậy muốn chạy. Lão Mã, còn sớm mà, tôi muốn nghe một chút về Chủ tịch Điền kia. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói, hắn lấy một điếu Trung Hoa ra rồi châm hút. Giống như bị câu nói lạnh nhạt của Triệu Quốc Đống làm cho sợ hãi, Mã Bản Quý vốn định đi nhưng đã phải xoay người lại, cười khổ một tiếng mà nói. Chủ tịch Triệu, ngài có phải muốn hại tôi không? Nếu để người khác biết tôi nói loạn với ngài. Tôi còn có thể làm ở nhà khách huyện ủy sao? Anh đang làm tốt ở nhà khách, sau này có lẽ còn tốt hơn nữa. Đây là lời tôi nói, anh phải nhớ kỹ. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Về phần mấy tin đồn kia tôi hỏi anh hiểu rõ tình hình, chẳng lẽ còn cần xin chỉ thị của ai sao? Hoặc là anh không tự tin các nhân viên của không giữ miệng, lo lắng bọn họ nói ra sao? Bị Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm như vậy, Mã Bản Quý cảm thấy ấn tượng thân thiện về Triệu Quốc Đống đã biến mất. Y nuốt nước miếng rồi nói. Chủ tịch Triệu, tôi không nói gì mà, thực ra tôi không biết mấy, tôi. Được rồi, nếu anh thật sự không biết gì thì có thể đi. Triệu Quốc Đống hút một hơi thuốc, làn khói bay ra ngoài tạo thành vòng cung.
nhưng nhớ về sau trước mặt tôi anh đừng nói gì cả. Mã Bản Quý tái mặt lại, y muốn đi nhưng lại không cam tâm. Mã Bản Quý cười khổ nói. Chủ tịch Triệu, tôi chỉ biết một chút tình hình, về phần nội tình sau lưng thì tôi không rõ. Anh cứ nói thứ mình biết, đầu tôi không phải đất sét, biết suy nghĩ. Tai tôi không phải chỉ nghe một phía, không phải có thể nghe anh nói. Triệu Quốc Đống chỉ vào ghế rồi nói. Ngồi đi, anh cảm thấy con người tôi là loại người không giữ được miệng mình sao? Chủ tịch Triệu, ngài không biết là Hoa Lâm này rất phức tạp sao? Mã Bản Quý khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh. Nghe nói con anh học ở Đại học Ando. Triệu Quốc Đống ra vẻ tùy ý mà nói. Mắt Mã Bản Quý sáng lên mà nói. Đúng, chủ tịch Triệu, ngài cũng biết. Ừ, học gì? Triệu Quốc Đống phun một hơi thuốc, giả vờ lạnh nhạt và hút thuốc không quá thích hợp với hắn. Nhưng muốn giả vờ chín chắn với người hơn mình tầm 20 tuổi thì Triệu Quốc Đống đúng là không tìm được biện pháp nào tốt. Học pháp luật tại Đại học An Nguyên. Mã Bản Quý có chút tự hào mà nói. Ừ, có dự định ở lại An Đô không? Triệu Quốc Đống cũng biết lời này hơi đường đột, nhưng hắn muốn nắm giữ tình hình Hoa Lâm trong thời gian ngắn nhất có thể. Nếu như nói hắn mất tầm nửa năm mới tìm hiểu được chi tiết về cán bộ Hoa Lâm, vậy hắn không có thời gian và tâm trí như vậy. Mã Bản Quý này là đối tượng thích hợp nhất bây giờ. Mà muốn tên này tình nguyện làm việc cho hắn thì chỉ dựa vào uy hiếp là không đủ, cần phải có lợi ích. Mã Bản Quý thấy môi mình khô khốc, con y đã học năm thứ ba, sắp tốt nghiệp và sẽ phải lo việc làm. Bây giờ mặc dù quốc gia không phân công công việc, nhưng vấn đề công tác thì không sao. Nhưng con y đã nói rõ không về Ninh Lăng, không về Hoa Lâm. Nhưng An Đô dễ ở lại vậy sao? Chỉ sợ con trai. Con gái bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện tốt nghiệp đại học, muốn ở lại An Đô cũng không dễ. Nhưng bây giờ Mã Bản Quý lại thấy hy vọng. Sao không có, chỉ là tỉnh thành đâu dễ ở lại như vậy. Trường bây giờ không phân công công việc, nếu phân tới công ty nào đó thì cuộc sống sẽ khó khăn. Ở huyện ủy chưa ai nói với Mã Bản Quý về việc này, dù có hỏi cũng chỉ nói cố gắng học tốt và xin vào cơ quan nhà nước. Mà bây giờ vị chủ tịch Triệu này lại tỏ vẻ tùy ý như vậy. Giống như việc này là rất đơn giản. Lão Mã, anh nếu tin tôi thì sau này con anh có gì cần tôi giúp thì cứ nói. Chuyện khác không dám nói, chuyện này thì không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Mã Bản Quý tất nhiên biết ý trong lời của đối phương. Nếu mình đi theo y, vậy công việc của con mình sẽ không vấn đề gì, đây là giao dịch, nói khó nghe là thu mua. Nhưng trên đời này có gì là không giao dịch, chỉ là xem anh ra giá có đủ hay không. Mà bây giờ mình không còn lựa chọn, nhưng lại muốn đối phương mua mình. Bởi vì điều kiện Triệu Quốc Đống đưa ra, Mã Bản Quý không thể từ chối. Gần tiếng sau Mã Bản Quý có chút hưng phấn rời khỏi chỗ ở của Triệu Quốc Đống. Đối phương cần biết gì thì y đều đã nói. Mã Bản Quý cũng hiểu Triệu Quốc Đống sớm muộn sẽ biết, dù không hiểu rõ bằng mình nhưng đa số thì sẽ có. Triệu Quốc Đống ngồi dựa lưng vào ghế và nở nụ cười. Thú vị! Hắn trong lúc nhất thời không biết dùng từ gì để đánh giá Điền Ngọc, có tình có nghĩa hay to gan. Đi trên đây thường sao? Dù như thế nào thì Triệu Quốc Đống cũng thừa nhận Điền Ngọc có năng lực. Năng lực sợ là có nhiều phương diện, bao gồm cả trên giường, nếu không sao có thể làm mấy người phụ nữ ngoan ngoãn như vậy. Điền Ngọc năm 31 tuổi còn là một nhân viên bình thường của Cục Nông nghiệp thành phố, 38 tuổi đã lên làm phó chủ tịch thường trực huyện, hơn nữa chút thì thành chủ tịch huyện. 7 năm mà phát triển nhanh như vậy, nguyên nhân không gì khác mà do dám đặt cược. Đặt cược vào Phó Cục trưởng Cục Nông nghiệp Mạch Gia Huy lúc ấy. Mạch Gia Huy phát triển, y cũng phát triển theo. Điền Ngọc có thể tạo nhiều sóng gió ở Hoa Lâm như vậy thì không thể không có bản lĩnh. Nhất là ở một huyện tài chính một năm thu vào vài chục triệu thì đó là nhân tài. Theo Mã Bản Quý nói thì Điền Ngọc đã suy nghĩ không ít biện pháp ví dụ như tài chính trợ cấp. Y quan hệ khá tốt với sở dân chính trên tỉnh. Hàng năm có thể kéo không ít tài chính. Dù La Đại Hải rất khó chịu với Điền Ngọc nhưng điểm này không thể không thừa nhận Điền Ngọc. Đồng thời Điền Ngọc hàng năm cũng có thể gọi được một vài hạng mục, tài chính từ Sở Nông nghiệp và Sở Lâm nghiệp tỉnh tới Hoa Lâm, thậm chí có tài chính không thông qua thành phố, trực tiếp đưa thẳng tới Hoa Lâm, làm cho mấy cơ quan trên thành phố chỉ có thể trơ mắt nhìn tài chính chảy vào túi Hoa Lâm. Điều này khiến Hoa Lâm mặc dù là huyện nghèo cấp quốc gia nhưng cơ quan nhà nước vẫn sống tốt. Mấy huyện khác như Thương Hóa, Phong Đình, Tào Tập cũng nghèo khó như Hoa Lâm thì khó hơn nhiều. Đến Tết cán bộ đều chửi huyện vì không có tiền mừng, nhưng quả thật muốn để bọn họ bỏ công việc thì không ai dám. Về phần việc Điền Ngọc ngã ngựa,
Mã Bản Quý chỉ có thể cung cấp tin bên ngoài. Nhưng dù là Mã Bản Quý hay Triệu Quốc Đống đều có thể xác định đây là người gài bẫy cho Điền Ngọc chui vào. Phải biết Điền Ngọc rất cẩn thận, mặc dù quan hệ với mấy người phụ nữ thì có người biết nhưng không có chứng cứ. Cũng may Điền Ngọc còn có bản lĩnh, chạy thoát khỏi vực thẳm, giữ lại cơ hội. Đây có thể nói là thủ đoạn rất cao của y. Quyển 5, chương 13, chướng ngại. Quả nhiên Mã Bản Quý vừa đi, Du Minh Phú thông báo hắn đến phòng hội nghị số 2 của Ủy ban huyện họp. Triệu Quốc Đống biết đây là giao công việc cho hắn. Buổi họp này kéo dài tới 8 giờ tối mới kết thúc. La Đại Hải thông báo quyết định bổ nhiệm của hội nghị thường ủy Đại hội đại biểu nhân dân, miễn chức của Điền Ngọc, đồng thời bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm. Đồng thời y thông báo về việc phân công công việc của hội nghị thường vụ huyện ủy. Do Liêu Vĩnh Trung tạm thời phụ trách mấy mảng trước đây do Điền Ngọc phụ trách như tài chính, nhân sự, pháp chế, tiếp dân. Phó chủ tịch Vi Biểu phụ trách mảng nông nghiệp như lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy lợi. Đây vốn là mảng công việc do Phan Viên Chiêu phụ trách. Hoa Lâm là huyện nông nghiệp nên công tác nông nghiệp càng thêm quan trọng. Các phó chủ tịch là thường vụ huyện ủy đều phụ trách mảng này. Vi Biểu mặc dù không vào thường vụ nhưng nhận mảng này cũng là bình thường. Nhưng một mảng mà Vi Biểu phụ trách cũng bị đẩy đi. Phó chủ tịch Miêu Nguyệt Hoa vốn phụ trách công tác văn hóa cũng giao mảng khoa học kỹ thuật ra. Lại tiếp nhận mảng xây dựng và đất đai. Mà một phần công việc của Vi Biểu là giao thông, an toàn lao động, thu hút đầu tư cùng với mảng khoa học kỹ thuật của Miêu Nguyệt Hoa được giao cho Triệu Quốc Đống. Đây là quyết định của hội nghị thường vụ huyện ủy, bây giờ họp thường trực ủy ban chỉ là thông báo mà thôi. Tin của Mã Bản Quý khá nhạy bén và chính xác, cho nên khi La Đại Hải thông báo, Triệu Quốc Đống không có phản ứng gì. Khi La Đại Hải hỏi Triệu Quốc Đống có ý gì không, hắn nói chấp hành quyết định của tổ chức. La Đại Hải cuối cùng nhấn mạnh và đưa ra vài yêu cầu cụ thể, nhất là mảng mà Triệu Quốc Đống phụ trách. La Đại Hải hy vọng Triệu Quốc Đống phát huy tính năng động, cố gắng trong 3 năm cải thiện hệ thống giao thông Hoa Lâm, đồng thời cố gắng thu hút các công ty tiến vào phát triển kinh tế Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống về chỗ ở rồi nhìn bản danh sách trong tay. Đây là số điện thoại liên lạc với lãnh đạo các phòng ban mà hắn phụ trách. Nhìn qua có một loạt như phòng công nghiệp, chi nhánh điện, phòng giao thông, phòng chiêu thương. Phòng an toàn lao động, thêm cả mấy đơn vị như bưu điện, chi nhánh công ty thuốc lá. Triệu Quốc Đống xem một chút rồi không có hứng thú. Mấy ngành này mặc dù không ít nhưng bây giờ không có nhiều ý nghĩa đối với hắn. Chủ tịch Triệu, ngài chưa ăn gì sao? Triệu Quốc Đống đưa mắt nhìn thì thấy mấy món ăn rất ngon ở trên mầm, hắn không khỏi thấy đói. Cảm ơn tiểu thường. Triệu Quốc Đống nói. Từ văn phòng về, Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ xem làm như thế nào mở cục diện. Ba ngành công nghiệp, giao thông, thu hút đầu tư liên quan tới nhau, nhưng Hoa Lâm không có công nghiệp trụ cột. Theo Mã Bản Quý nói chỉ có một nhà máy thiết bị nông nghiệp, một công ty xây dựng, và nhà máy gia công đều đang sống dở chết dở. Làm thế nào để bọn họ không bị phá sản là câu hỏi rất khó trả lời. Nếu theo ý của Triệu Quốc Đống thì bán ra hoặc tặng cũng được. Chỉ cần đối tác nhận nhân viên nhà máy là được, như vậy các công ty này có thể đi theo hướng của Sơn Đông. Nửa bán nửa tặng hoặc cho không cũng được. Chẳng qua căn bản không cần phải tham gia vào mấy công ty làm gì, cũng không phải phí công suy nghĩ về sự sinh tồn của công ty. Nhưng Triệu Quốc Đống biết đây không phải huyện Hoa Dương, đây không phải Giang Khẩu, quan niệm ở đây không thể so sánh với An Đô. Ngay cả thị ủy cũng không định thực hiện chính sách này, mình mới đến thì sao có thể đưa ra vấn đề này. Vậy không phải thành kẻ bị bao người chỉ trích sao? Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng không hề bồng bột. Hắn muốn đột phá ở phương diện khác, tạo trụ cột, sau đó đẩy mạnh cải cách. Nhưng điểm đột phá là ở đâu? Thường Quế Phân rất cẩn thận đứng ở cửa mà nhìn vị chủ tịch Triệu nghe nói trẻ nhất từ trước đến giờ của Hoa Lâm. Nghĩ đến mẫu đàn nói vị chủ tịch huyện này khá thân thiện, còn thích nói chuyện, Thường Quế Phân không khỏi suy nghĩ. Hà Xuân Mai nghe nói là như vậy nên bị chủ tịch Điền hấp dẫn lên giường. Chủ tịch Điền là người thích kể chuyện xưa, có đôi khi ăn cơm với Hà Xuân Mai. Cuối cùng nghe nói Hà Xuân Mai còn sinh con cho chủ tịch Điền. Bây giờ không biết đi đâu, nghe nói là lên Ninh Lăng, có người nói là lên tỉnh thành. Triệu Quốc Đống ăn rất ngon, trứng rán chín tới. Triệu Quốc Đống đúng là đói, hội nghị mãi mới kết thúc, mọi người không có hứng thú tụ tập nên tự về nhà mình. Triệu Quốc Đống uống hết bát canh rồi vỗ vỗ bụng, lúc này hắn thấy Thường Quế Phân còn đứng ở cửa nên nói. Tiểu Thường, cô đứng đó làm gì? Ngồi đi. Không cần. Chủ tịch Triệu, ngài ăn xong rồi sao, em dọn bát đi.
Thường Quế Phân thấy đối phương nói chuyện khá thân thiện nên trong lòng càng thêm lo lắng. Cô vội vàng đi lên dọn bàn. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Hắn phát hiện hai cô gái phục vụ mình đều có vẻ sợ sệt, chẳng lẽ mình đáng sợ vậy sao? Cô sao vậy? Không, không sao ạ, em rất tốt. Thường Quế Phân thấy Triệu Quốc Đống nhìn mình thì tim càng đập mạnh hơn, mặt nóng bừng. Chủ tịch Triệu không lầm gì mình chứ? Chẳng lẽ nói người từ tỉnh tới đều như vậy? Thấy Thường Quế Phân dọn bát mà như thỏ gặp cọp vậy, Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Chẳng qua hắn rất nhanh dồn suy nghĩ vào việc mở ra cục diện như thế nào. Quốc lộ 915 của tỉnh đã được đưa vào kế hoạch của Ban Quy hoạch Tổng hợp hồi năm trước. Mặc dù là con đường quốc lộ nối thông đông sang tây nhưng không khối lượng xe tải đi qua quá nhiều, không được bảo dưỡng nên xuống cấp nghiêm trọng. Hơn nữa việc xây dựng hai đường cao tốc kia càng làm cho tài chính giảm đi, đường càng lúc càng xấu khiến xe cộ đi lại ít hơn, điều này làm người của Vĩnh Lương và Ninh Lăng rất phản đối. Trong Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh năm nay, đại biểu của hai thị xã đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa làm hai đường cao tốc kia, đồng thời phải chú ý xây dựng giao thông khu vực khó khăn. Cho nên năm nay Sở Giao thông dự định đưa ra việc cải tạo hoàn toàn quốc lộ 915. Quốc lộ 915 chạy từ Thổ Thành, qua Ninh Lăng đến Tào Tập. Nhưng Hoa Lâm lại ở phía Bắc, thị trấn Tân Bình cách huyện thành Hoa Lâm không đầy 23 km. 23 km này mặc dù là đường nhựa nhưng nhiều năm không sửa chữa nên đã xuống cấp. Ngay cả Tương Uẩn Hoa đưa Triệu Quốc Đống tới đây cũng không nhịn được mà mắng. Điều này bảo sao thị ủy cũng tổ chức vài nhà đầu tư tới Hoa Lâm nhưng bọn họ sợ vì vấn đề giao thông nên bỏ hết. Chướng ngại lớn nhất là 23 km đường từ Tân Bình tới Hoa Lâm. Mà Hoa Lâm chạy mãi về phía đông tới thị trấn Hà Khẩu còn có 35 km, con đường này đã xuống cấp. Đây vốn là con đường rất quan trọng nối Hoa Lâm và Tân Châu, nhưng vì đường xấu, xe cộ không thể qua lại nên hầu hết xe từ Tân Châu đến Ninh Lăng phải đi vòng qua Vĩnh Lương. Giao thông vẫn ngăn cản sự phát triển của Hoa Lâm, nhưng phát triển giao thông phải đầu tư lớn, chỉ dựa vào Hoa Lâm và Ninh Lăng đầu tư là không thể chịu được. Hơn nữa muốn cải thiện giao thông không chỉ dựa vào mình Hoa Lâm, mấy huyện khác như Thương Hóa, Phong Đình, Thổ Thành, thậm chí Ninh Lăng cũng phải sửa đổi. Nhưng tài chính của Ninh Lăng chỉ có như vậy, hàng năm phải đảm bảo trả lương cho nhân viên, vậy đâu ra tiền mà làm đường. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, đã tìm được chướng ngại đó là giao thông, mà đoạn từ Trung Tân Bình tới thị trấn Thành Quan thông từ Ninh Lăng tới Hoa Lâm càng quan trọng nhất, hắn muốn phá vỡ cục diện thì đầu tiên phải giải quyết vấn đề này. Chỉ sợ đám người La Đại Hải, thậm chí Chỉ Trường đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Bọn họ cũng hiểu mục đích thị ủy đưa Triệu Quốc Đống tới Hoa Lâm để làm gì. Thậm chí còn để chống một chức thường vụ huyện ủy dành cho Triệu Quốc Đống nếu như hắn làm tốt công việc. Quyền Nam Chương 14, dựa vào cái gì mà ra vẻ? Lão Du, có hứng thú đi với tôi chạy quanh các nơi không? Văn phòng ủy ban có 3 phó tránh văn phòng, ngoài Du Minh Phú ra thì 2 vị còn lại Triệu Quốc Đống không quen. Tránh văn phòng huyện ủy, Uông Minh Hy lại phụ trách toàn cục. Triệu Quốc Đống cẩn thận quan sát 2 vị kia đi lại khá gần với Liêu Vĩnh Trung và Vi Biểu. Thật ra Du Minh Phú lại không được quá nhiều người thích. Chủ tịch Triệu muốn đi đâu? Du Minh Phú mắt sáng lên và đứng dậy. Từ Tân Bình tới Hà Khẩu, tôi định chạy dọc tuyến này xem một chút. Triệu Quốc Đống nói. Bình thường chủ tịch, phó chủ tịch huyện nhận chức thì đều được bố trí một nhân viên văn phòng đi cùng. Mặc dù chưa nói là thư ký nhưng trên thực tế cũng là thư ký. Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy thì nếu chọn người lớn tuổi một chút sẽ không hợp, nhưng sinh viên mới tốt nghiệp ra thì huyện không sẵn. Được, lão Du này không có bản lĩnh gì nhưng tôi quen đường bên Hoa Lâm. Chẳng qua hôm nay văn phòng hình như không còn xe, chủ tịch Liêu lên ủy ban thị xã, chủ tịch Miêu lên thị ủy. Du Minh Phú có chút khó xử nói. Hay là sáng mai ngài nói với tránh văn phòng Uông là mình cần xe. Huyện ủy, ủy ban Hoa Lâm có không ít xe nhưng muốn từng lãnh đạo đều có xe dùng thì không dễ. Bên ủy ban huyện thì ngoài chủ tịch có xe riêng, còn đâu chỉ còn 2 xe Santana và 1 xe 16 chỗ cũ. 2 xe Santana thì có 1 xe Điền Ngọc Trưng dụng. 4 phó chủ tịch huyện khác chia nhau 1 xe. Còn xe 16 chỗ dùng để nhân viên ủy ban đi công tác. Chẳng qua người của ủy ban đều biết xe này đi rất sóc. Bọn họ thà đi xe đạp hoặc đi xe bus cũng không đi xe này. Xe đó đang đi không chừng sẽ chết máy, nếu ở chỗ mà không có sóng điện thoại thì toi. Ồ, Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn không ngờ lại gặp vấn đề này. Phòng giao thông có xe không? Tôi không rõ.
Du Minh Phú biết trưởng phòng giao thông Ngưu Đức Phát là một kẻ rất kiêu ngạo, phó chủ tịch huyện bình thường thì y không nể mặt. Trước đó ở huyện Ngưu Đức Phát chỉ nể mặt Châu Trì Trường, La Đại Hải cùng với Phương Trì Quốc. Chẳng qua mấy lần bị Điền Ngọc làm khó dễ nên nể mặt thêm tên này. Dù là phó chủ tịch Lưu Vĩnh Trung phụ trách trực tiếp cũng không sai được. Được rồi, tôi gọi cho trưởng phòng giao thông. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy phòng giao thông không dễ tiếp xúc. Triệu Quốc Đống về văn phòng mình. Văn phòng ủy ban sau khi hỏi ý kiến của hắn đã chuyển văn phòng trước đây của Điền Ngọc sang cho hắn dùng. Điền Ngọc vốn lên làm phó chủ tịch thường trực huyện thì được đổi phòng, nhưng y vẫn ở phòng cũ. Sau khi Điền Ngọc bị đình chỉ công tác thì căn phòng này là nơi ít người qua lại. Triệu Quốc Đống thật ra rất hài lòng khi văn phòng ở một góc, cách xa với mấy vị phó chủ tịch huyện khác, lại được bóng cây che cho nên mùa hè rất mát. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống mà rất buồn bực, nhưng suy nghĩ một chút nên nhịn xuống. Tên Ngưu Đức Phát kia đúng là kiêu căng, mày họp hay không thì có liên quan gì với nhau. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phòng giao thông mà không điều ra được chiếc xe nào, đây trừ khi là làm khó phó chủ tịch huyện mới tới là hắn ra, Triệu Quốc Đống không thể tưởng tượng ra lý do nào khác cả. Trong điện thoại hắn đã muốn phát tác nhưng hắn biết thời cơ chưa thích hợp. Hắn biết Ngưu Đức Phát có quan hệ rất rộng ở huyện này, có quan hệ khá tốt với Châu Trì Trường, lại cùng quê với Phương Trì Quốc, còn có quan hệ họ hàng gì đó với La Đại Hải. Đây là điều hắn biết được từ chỗ Mã Bản Quý. Hắn dù có mắng cũng không ăn thua, người ta không để ý thì sẽ không để ý. Lão Ngưu, ông nói với ai đó? Trưởng phòng giao thông huyện Phong Đình ngồi bên hỏi. Còn có thể là ai chứ? Một tên kiêm nhiệm chức phó chủ tịch huyện mà thôi, nghe nói từ trên sở xuống. Ngưu Đức Phát không nhịn được tắt máy. Ở sở à, được đó, qua đó bên ông có lẽ lấy được vài hạng mục thì sao? Được rồi, tôi đã hiểu, chẳng phải nhân vật lớn gì cả. Ông nghĩ xem đám cán bộ này bị đẩy xuống nơi nghèo khó nhất huyện thì có năng lực gì? Không chừng bị lãnh đạo sở đá đít. Ngưu Đức Phát cười nói. Tôi đã hỏi qua cục trưởng Lục. Y nói cũng không nghe thấy tin gì ở trên tỉnh, trong thời gian này cũng không có hạng mục gì. Bây giờ tỉnh đang dồn hết tâm trí vào hai đường cao tốc. Việc sửa quốc lộ 915 bên Ninh Lăng chúng ta chắc phải dừng lại rồi. Ừ, ông nói cũng đúng. Bị đẩy đến Ninh Lăng thì đâu ra là nhân vật lớn chứ, nếu không sao không chạy tới mấy nơi như Miên Châu, Kiến Dương, hoặc kém ra cũng là Tân Châu Đường Giang. Đối phương thấy Ngưu Đức Phát phân tích có lý nên nói. Quan mới lên thường hay ra uy, cẩn thận đó. Cái này có gì phải lo. Hắn nói muốn xuống xã xem tình hình đường xã, muốn người đi cùng nhưng lại muốn phòng tôi bỏ xe ra. Đường đường phó chủ tịch huyện mà không lấy được xe của huyện, như vậy mà còn muốn lập uy sao? Được, hắn muốn lập uy thì phải lấy gì thực tế ra đi. Nếu không sẽ bị mọi người cười cho. Ngưu Đức Phát có chút khinh thường mà nói. Điền Ngọc trước đây một mình chiếm một xe Santana và không ai dám nói gì, bốn phó chủ tịch huyện khác tranh nhau một xe. Lưu Vĩnh Trung là thường vụ huyện ủy thì cũng có gì hơn, cũng phải đứng sang bên. Bây giờ một thằng phó chủ tịch huyện vừa tới lại muốn phòng giao thông này bỏ xe ra, xem ra cũng chỉ là thằng tới ngồi chờ quá độ mà thôi. Đúng thế, không bản lĩnh thì đừng ra vẻ, mọi người đứng bên ngồi hưởng gió đâu. Có giỏi kéo hạng mục, kéo tài chính xuống, mọi người sẽ coi là ông lớn. Trưởng phòng giao thông Phong Đình có lẽ cũng bực tức đám cán bộ phái xuống cơ sở rèn luyện nên khinh thường nói. Mấy năm trước chỗ tôi cũng có một cán bộ trên sở phái xuống, làm phó bí thư chỗ tôi. Người ta khá thành thật được nửa năm nhưng không kéo được hạng mục, tài chính gì về. Vì thế y liền về tỉnh, nửa năm kết thúc mà hầu hết các bí thư, chủ tịch xã và trưởng phòng ban huyện tôi không biết có người này làm phó bí thư. Như vậy cũng tốt, ít nhất không gây loạn cho chúng ta. Ừ. Loại người như vậy cho gặp khó hai lần là biết điều ngay. Ông mà nể mặt hắn, hắn lại nghĩ mình là bí thư, chủ tịch huyện. Ngưu Đức Phát cười nói. Tôi nói với hắn là đang họp, không rảnh, về phần xe ư thì xuống xã hết rồi. Hắn nếu rảnh thì đợi xe về rồi nói tiếp. Ngưu Đức Phát đang đắc ý thì Triệu Quốc Đống đang tức muốn nổ phổi. Thằng Ngưu Đức Phát quá kiêu căng, nhưng mình bây giờ chỉ có thể nhịn. Không có xe, mình chẳng lẽ sẽ cùng Du Minh Phú đi xe khách sao? Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống liền động tâm, việc này cũng được mà, ít nhất hôm nay cũng có thể chạy được tới Tân Bình mà. Khi Triệu Quốc Đống đưa ra yêu cầu muốn cùng Du Minh Phú đi xe khách, Du Minh Phú há hốc mồm không thể tin. Y không thể tưởng được vị chủ tịch Triệu này muốn làm gì. Bên ủy ban huyện không có xe, xe của văn phòng ủy ban cũng phái ra ngoài.
phòng giao thông cũng không có xe. Triệu Quốc Đống mới tới nên chưa tạo được quan hệ tốt với các phòng ban bên dưới nên không trách được ai. Nhiều lắm chỉ là tức Nghiêu Đức Phát mà thôi, nhưng không đến mức bắt buộc phải xuống xã trong hôm nay sao. Nhưng thấy Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh, Du Minh Phú biết mình mà từ chối thì sẽ mất địa vị trong mắt vị chủ tịch Triệu này. Đừng nói là đi xe khách, dù đi bộ cũng phải đi. Du Minh Phú không nói nhiều mà cầm cặp đi theo Triệu Quốc Đống ra ngoài. Lên xe khách, Triệu Quốc Đống và Du Minh Phú ngồi dưới cùng của xe. Triệu Quốc Đống đột nhiên nói. Lão Du, anh nói sao Nghiêu Đức Phát lại kiêu căng như vậy? Du Minh Phú không ngờ Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi như vậy nên ngẩn ra một chút rồi nói. Chủ tịch Triệu, bởi vì y là trưởng phòng giao thông, chẳng những có quan hệ mật thiết với lãnh đạo huyện, nghe nói y cũng có quan hệ tốt với lãnh đạo cục giao thông thành phố, có hạng mục gì cũng có thể dính tới một chút. Lãnh đạo coi trọng y chính là nhờ điểm này. Vậy y trời sinh đã kiêu căng, hay do ngồi ở vị trí trưởng phòng giao thông nên mới vậy? Du Minh Phú có thể nhìn ra Nghiêu Đức Phát kia đã bị chủ tịch Triệu bực tức, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Chẳng qua Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào nên y chỉ có thể trả lời. Ha ha, y không phải trưởng phòng giao thông thì dựa vào cái gì mà kiêu căng? Quyển 5, chương 15, vấn đề nan giải. Triệu Quốc Đống khẽ cười một tiếng nhưng không nói gì. Chiếc xe khách xuất phát từ Huống Chi tới Tào Tập, đường đi phải ngang qua Tân Bình, hai người Triệu Quốc Đống gần như là cưỡi trên con xe cũ nát này. Bà chị, chiếc xe này của chị có được mấy đời rồi? Triệu Quốc Đống bỏ tiền ra mua vé nhưng lại bị Du Minh Phú thanh toán trước, hắn cũng không khước từ mà hỏi thẳng. Mấy đời, xe này của tôi chính là xe mới, vẫn chưa được 3 năm đâu, là do con đường này đó, cứ 3 đến 5 năm là phải đổi xe nếu không riêng tiền phí sửa chữa cũng đã chịu không nổi rồi. Người phụ nữ trung niên bán vé nói đầy oán hận. Cũng không biết đám người phòng giao thông kia làm ăn kiểu gì không biết. Năm nào cũng đều thấy tu tu bổ bổ, có lẽ chưa thấy con đường này tốt được lâu bây giờ, chưa đầy 2 tháng đã biến thành tình trạng này, đây không phải là cố ý tạo mối làm ăn cho hội sửa xe sao? Hừ, cô không biết em vợ cái tên họ Nghiêu kia có một cửa hàng sửa chữa ở thị trấn Thành Quan à, nghe nói đội cảnh sát giao thông xác định địa điểm sửa chữa sự cố ở đó. Hai nhà cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm chỉ cho phép sửa chữa xe xảy ra sự cố ở đó. Một vị hành khách cười nói. Tiếp sau thì nhớ đi làm quan nhé, có như vậy thì mới có thể kiếm tiền một cách quang minh chính đại. Du Minh Phú thầm kêu khổ trong lòng, liếc nhìn thấy Triệu Quốc Đống ngoảnh mặt làm ngơ nên đành ho khan một tiếng. Vì nguyên nhân gì mà con đường này tả tơi đến như vậy? Đều vì tu bổ, hơn nữa lại không chịu sử dụng hết kinh phí để sửa tổng thể. Mỗi năm chỉ sửa đoạn này rồi bổ đoạn khác, nếu không thì cũng bị mấy tên ở phòng giao thông ăn chặn hết. Một hành khách khác nói chen vào. Bọn chúng cho rằng cứ đổ trách nhiệm do xe chở cát đá tải trọng lớn là mọi sự đều êm xuôi. Tưởng dân chúng không hiểu, dễ lừa bịp sao? Ồ, không phải do xe chở cát đá tải trọng lớn phá hủy đường sao? Du Minh Phú cũng ngẩn người. Cũng có liên quan với xe tải trọng lớn nhưng anh cứ nhìn phía bên dưới những đoạn đường bị phá hư thì biết. Có nhiều vật liệu không? Giải nhựa đường nhiều hay ít? Dưới đáy mỏng hay không? Hừ hừ, cách làm này quá tuyệt, ai muốn hưởng bao nhiêu thì tùy, chỉ khổ những người như chúng ta cứ cách vài ngày là lại phải tới An Đô nhập hàng. Chỉ cần ngồi một chuyến thì chắc xương cốt cũng phải giãn 3 phần. Người hành khách nói chen vào kia hiển nhiên là một hành khách lâu năm, hầm hừ nói. Chỉ bằng con đường này thì xử bắn trưởng phòng giao thông huyện cũng không oan uổng. Du Minh Phú không dám tiếp lời. Bình thường hắn cũng ít khi đi loại khách này nên cũng khó được nghe những lời bực tức của đám lữ khách chuyên chạy cả ngày trên con đường này. Em vợ của Nghiêu Đức Phát hình như là mở một cửa hàng sửa chữa ô tô, chẳng qua điều này cũng rất bình thường, chỉ có điều trong chuyện này có nhiều đường cong khúc rẽ như vậy thì hắn lại không rõ lắm, không ngờ khi hắn được biết đến thì đồng thời Phó Chủ tịch huyện Triệu cũng vểnh tai lên nghe rõ ràng. Được rồi, đừng nói mấy cái chuyện ăn no dỗi việc này nữa, huyện nào mà không như vậy chứ, tôi thấy bên Phong Đình, Thương Hóa cũng chẳng có nơi nào tốt cả, ngay cả đường quốc lộ cũng tương tự. Một gã hành khách khác cũng đáp lời. Trên đời này quả đen mãi mãi vẫn đen, từ ngàn xưa làm qua chỉ vì tiền tài, nếu không thì hầu bao của bọn họ sao phồng lên được. Lời này kéo theo liên tiếp tiếng phụ họa của những hành khách khác. Triệu Quốc Đống cũng chỉ đành hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Có không ít những người trên xe vì con đường mà sinh ra bực tức, tình hình giao thông kém phỏng chừng cũng không phải một nguyên nhân. Tài chính duy tu không đủ, xe trọng tải lớn qua lại.
Bên Tân Bình kia là nơi cung cấp cát đá chủ yếu để kiến thiết huyện Hoa Lâm nên xe tải trọng lớn qua lại chắc chắn không ít, nhưng đơn vị thi công có ăn bớt xén nguyên vật liệu hay không thì không chắc. Chẳng qua từ những lời dân oán này cũng rất đáng được chú ý. Kiến thiết giao thông đã không còn chỉ là nhu yếu phát triển kinh tế nữa mà còn xuất phát từ nhu cầu của dân chúng. Từ huyện Hoa Lâm tới Tân Bình rồi Ninh Lăng, con đường này vốn là tuyến đường quan trọng nhất nối liền giữa huyện Hoa Lâm với bên ngoài. Tuyến đường này không những là mạch máu phát triển huyện Hoa Lâm mà còn là đường qua lại chủ yếu của dân chúng để ra vào Hoa Lâm. Nơi này mà không thông suốt thì có thể nói là kinh tế Hoa Lâm phát triển không thông suốt. Lúc này Triệu Quốc Đống đúng là đã có cảm giác khinh thường trưởng phòng Ngưu kia, là một trưởng phòng mà ngay cả thể diện của công trình mà cũng không muốn làm. Có thể thấy trình độ của tên trưởng phòng này rất bình thường. Con đường dài có 23 km mà chiếc xe phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới được Tân Bình. Đương nhiên điều này cũng có liên quan tới tính chất của loại xe khách này, khách lên xuống dọc đường cũng khiến trì hoãn thời gian không ít. Đứng ở ngã ba đường Tân Bình, bụi đất mịt mù. Quốc lộ 915 từ nơi này đi thẳng theo hướng đông là tiến vào địa phận Hồ Nam, còn nếu xuyên theo hướng tây thì sẽ thông tới huyện Tào Tập và Ninh Lăng. Nhiều đoạn đường trên đường này bị tổn hại nhựa đường nhưng lại khiến cho công nhân bảo dưỡng tiện lợi không ít, chỉ đơn giản kéo một chiếc xe hoàng thổ trộn lẫn cát đá bổ sung trực tiếp vào. Cho xe lu lăn qua vài lần là trở về nguyên trạng. Phương thức này tiện nghi đơn giản nhưng bình thường đều chỉ dùng cho đường xã hoặc là đường tạm thời, còn đường huyện, đường tỉnh thì đều rất ít dùng phương thức này chứ chẳng phải nói tới đường quốc lộ. Triệu Quốc Đống thầm than trong lòng, như này cũng chẳng trách dân chúng chửi tung trời, dùng phương thức này tu bổ thì dân chúng không ý kiến chắc. Thấy ánh mắt của Triệu Quốc Đống cứ nhìn chằm chằm vào mấy chỗ tổn hại, trong lòng Du Minh Phú cũng không được tự nhiên. Phó Chủ tịch Triệu, có lẽ đây chỉ là tu bổ tạm thời một chút, nghe nói quốc lộ 915 năm nay sẽ đại tu, nếu chúng ta lại đổ tiền vào tu sửa thì sẽ rất lãng phí. Tôi biết, chẳng qua tôi thấy từ Tân Bình tới Thành Quan thì cứ một đoạn là lại có chuyện, vì sao lại dùng phương thức tu bổ này nhiều như vậy chứ? Triệu Quốc Đống hỏi lại. Lão Du, anh chớ giả bộ lừa gạt trước mặt tôi, anh không nói thì tôi cũng có thể hỏi được mà. Ha ha, sao tôi dám thế chứ? Du Minh Phú cười cười xấu hổ. Hàng năm đại biểu Đại hội Nhân dân huyện thị sát kiến thiết quốc lộ đều vào giữa tháng 9, cho nên bình thường phòng giao thông đều chọn tiến hành tu bổ giữa tháng 7 tháng 8, thời tiết khi đó cũng thích hợp giải nhựa đường. Nhưng anh cũng biết hai mùa đông xuân mới là thời gian cao điểm kiến thiết, xe tải trọng lớn từ Tân Bình qua đây đặc biệt nhiều, ngày nào cũng rầm rập chạy cho nên đường cũng bị hư hỏng nhanh chóng. Phòng giao thông cũng không có khả năng năm nào cũng phải tu bổ hai làn cho nên cũng chỉ có thể dùng phương thức này để ứng phó tạm thời. Triệu Quốc Đống cũng biết đây là thủ đoạn quen dùng của các địa phương nghèo khó trong giao thông, nói thật cũng không tính là sai lầm lớn gì, tu bổ tạm thời một chút còn hơn là để mặc kệ đó. Vấn đề ở chỗ việc tu bổ chính thức con đường này vào mùa hè hàng năm có phải chỉ bảo đảm được một quý hay không? Trong chuyện này liệu có lừa gạt nào không? Đường bị hủy hoại nhanh như vậy có phải là kết quả do xe trọng tải lớn qua lại hay không, nếu thật sự là vậy thì giải quyết vấn đề này như thế nào? Bên Tân Bình này sản xuất cát đá lớn như vậy, chẳng lẽ huyện chưa từng suy nghĩ qua mấy vấn đề này sao? Hàng năm đều tu bổ như vậy, tiền bỏ vào năm trước lại như ném xuống nước, chưa từng nghĩ biện pháp nào lâu dài hay sao? Triệu Quốc Đống nói, có nghĩ, sao lại không nghĩ chứ? Hàng năm đại biểu Đại hội Nhân dân toàn quốc trong huyện đều có vô số đề án cải thiện đường giao thông Hoa Lâm, huyện cũng không phải là không có tâm tư tu sửa con đường này, thảo luận điều tra nghiên cứu nhiều vô kể nhưng cuối cùng lại để đó vứt xó. Tuy rằng tình hình quốc lộ 915 cũng không được khá lắm nhưng còn tốt hơn nhiều so với đoạn từ Tân Bình cho đến huyện Hoa Lâm chúng ta, nếu như có thể thông suốt con đường này hoàn toàn thì huyện Hoa Lâm có thể coi là phất rồi. Nhưng đoạn đường từ Tân Bình tới huyện Hoa Lâm chỉ có 23 km. Nếu như muốn về lâu về dài thì chỉ còn cách xi măng hóa con đường này, hơn nữa còn phải dựa theo tiêu chuẩn mặt đường xi măng cấp 2 để thi công. Điều này thì không có mấy triệu thì không được nhưng bất kể là phòng giao thông huyện hay là cục giao thông thì đều không thể chịu được khoản chi khổng lồ như vậy. Tài chính huyện năm trước mới hơn 3 triệu, chi ra đã gần 4 triệu, chỗ thiếu còn phải nghĩ biện pháp khác bù vào, ngay cả chuyện ăn cơm no bụng mà còn chưa được chú ý đến thì sao huyện còn có tâm tư sửa đường. Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu lời của Du Minh Phú đại khí là ám chỉ việc Điền Ngọc có thể kiếm được một ít tài chính từ văn phòng xóa đói giảm nghèo tỉnh và sở nông nghiệp. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Điền Ngọc với thân phận phó chủ tịch huyện dám ngang ngược ở huyện Hoa Lâm này, khó trách ngay cả Ngưu Đức Phát châu bò như thế mà ở trước mặt Điền Ngọc cũng phải cúi đầu,
không có tiền thì dù mày có là trưởng phòng giao thông thì cũng chỉ là quả bóng ra thôi. Có tiền chính là đại gia, những lời này càng về sau càng thể hiện vô cùng sâu sắc. Nếu như mình có thể kiếm được tài chính thì chắc là Ngưu Đức Phát kia cũng sẽ hấp tấp chạy đến trước mặt mình giống như chó vẫy đuôi mừng chủ vậy, Triệu Quốc Đống nghĩ thầm như thế. Ừ, đây cũng là một vấn đề, một huyện nghèo thu nhập tài chính chỉ có hơn 3 triệu mà muốn bỏ ra mấy trăm ngàn để sửa đường, hơn nữa là sửa một con đường thì hiển nhiên không thực tế. Không thể tranh thủ một ít tài chính bên cục giao thông sao? Triệu Quốc Đống trầm ngâm nói, đây là một ván cờ đầu tiên bày ra trước mặt hắn, hắn bắt buộc phải phá, nếu không hắn sẽ chẳng thể tạo lập được uy tín ở Hoa Lâm này. Tôi đoán tranh thủ thì chắc là có thể được một chút, nhưng là bao nhiêu chứ? 3 đến 500 ngàn cho anh thì cũng phải xem anh có kế hoạch sửa đường chắc chắn hay không, hơn nữa hơn phân nửa tài khoản được chỉ mặt gọi tên là dùng ở bên trên. Đầu năm nay biến đổi phương thức đồng bộ số liệu tài chính, các cục cũng đều tinh khôn, nếu thấy số liệu tài chính đồng bộ thì mới trình lên, huyện chúng ta thì sao có thể tính ra được những con số kia chứ? Du Minh Phú đã hết sức quen thuộc với mánh lưới của đám cơ quan trong huyện. 3 đến 500 ngàn chẳng qua cũng chỉ như muối bỏ biển, tác dụng không lớn. Triệu Quốc Đống lắc đầu thở dài một hơi. Ôi Phó Chủ tịch Triệu của tôi, nếu thật sự có thể cho ngài 3 đến 500 ngàn thì đó là đã quá nể mặt ngài rồi đó. 3 đến 500 ngàn đối với huyện chúng ta mà nói thì cũng không phải con số nhỏ, ngài không thấy hai con xe Santana rách nát của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị của huyện sao, muốn đổi xe, báo cáo gửi vô số, huyện cũng đã phê duyệt, chỉ là không có tiền. Chủ tịch Hoa bên Đại hội đại biểu nhân dân huyện lên trụ sở ủy ban nhân dân huyện trách móc suốt 2 ngày trời, nói đến cả những lời khó nghe mà còn không có. Chủ tịch huyện La cũng chỉ mặt dày ra cười ứng phó, không có tiền, anh có là chủ tịch huyện thì cũng chỉ là cháu con rùa. Du Minh Phú cười khổ nói. Chuyện này thì Triệu Quốc Đống đã nghe Mã Bản Quý nói qua, sau hôm Điền Ngọc bị cách chức tạm thời thì chủ tịch Hoa bên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện nhận được tin tức đã tới liên tục yêu cầu lập tức thực hiện thủ tục mua xe, đoán chừng là do cảm thấy một khi Điền Ngọc sụp đổ thì kế hoạch mua xe sẽ thất bại. Kết quả không phải dự đoán, việc mua xe tự nhiên bị bỏ đó, báo cáo phê duyệt trước đó cũng đành đặt vào trong đống văn kiện, lão chủ tịch Hoa trong lòng không thoải mái nên tự nhiên muốn chút giận, đổ vấy trách nhiệm. La Đại Hải và mấy phó chủ tịch huyện khác nghe được cũng chẳng biết trong lòng có tư vị gì. Quyển 5, chương 16, hạ khẩu. Từ Tân Bình trở về trung tâm huyện thì cũng đã hơn 12 giờ trưa, Triệu Quốc Đống và Du Minh Phú cũng không về nhà khách mà tùy tiện tìm một quán cơm nhỏ ở bên đường ăn cơm. Du Minh Phú cảm thấy rất hứng thú đối với vị phó chủ tịch huyện có tập quán sinh hoạt thoải mái như này, không hút thuốc lá cũng không thích uống rượu, tùy tiện gọi mấy đồ ăn là có thể chén xong 2 bát cơm, cơm nước xong xuôi là lập tức lôi kéo mình lên minibus đi về phía nam khiến Du Minh Phú không thể không bội phục tinh lực người này tràn trề. Trên đường trở về Hà Khẩu thì sắc mặt của Triệu Quốc Đống không được tốt cho lắm. Tuy rằng trên danh nghĩa từ Hà Khẩu đi xa thêm về phía nam là có thể tới huyện Bồng Sơn nhưng từ Hà Khẩu mà xuôi nam thì không phải ô tô bình thường có thể thông hành được. Ngoại trừ máy kéo hoặc là một xe tải lớn trong tình trạng tốt chứ còn xe bình thường thì không dám đi con đường này, chật hẹp thì không nói. Hơn nữa tình trạng đường cực kém, nếu nói con đường toàn đá vụn là còn tốt chán, mặt đường gồ ghề khiến Triệu Quốc Đống không dám tiếp tục ngồi trên con xe 3 bánh thuê từ Hà Khẩu nữa. Nói cách khác trên thực tế Hoa Lâm cũng chỉ có một con đường có thể ra vào, đó chính là dọc theo phía bắc qua quốc lộ 915, còn phía nam thì coi như là một con đường cụt. Phòng trừng huyện Bồng Sơn cũng không tốt lắm nên phòng giao thông cũng không có tâm tư thông suốt hoàn toàn con đường này. Khiến cho đây vốn là con đường ngắn nhất nối liền Tân Châu với Ninh Lăng lại trở thành một con đường cho có. Phía Bắc Tân Bình còn có một con đường khả dĩ thông tới huyện Tây Hà bên thị xã Thông Thành, nhưng tình trạng con đường này cũng không hơn gì bên Hà Khẩu, rách mướp, ô tô bình thường cũng không đi đường này. Mà kinh tế Tây Hà cũng gần như Hoa Lâm, đều là huyện nghèo khó cấp quốc gia. Con đường này đã trở thành một nơi có cũng được mà không có cũng không sao. Du Minh Phú cũng nhìn ra tâm trạng của vị phó chủ tịch Triệu này rất xấu, chẳng qua ngẫm lại cũng hiểu, người ta được phân công quản lý mảng giao thông, trông thấy tình trạng như này thì trong lòng cũng chán nản, cho dù anh có từ sở giao thông tỉnh xuống dưới thì sao chứ? Không nói toàn tỉnh, mà ngay cả toàn bộ tình hình giao thông thị xã Ninh Lăng đều như vậy, không ai có cách nào để giải quyết khốn cục loại này mà chỉ còn cách thông qua thời gian để giải quyết từng chút một mà thôi. Do vậy đối với một phó chủ tịch huyện với nhiệm kỳ 3 năm như Triệu Quốc Đống mà nói thì cũng khá gian nan. Trở lại nhà khách, Triệu Quốc Đống gần như là cả đêm không ngủ, hắn rất hiếm khi mất ngủ,
nhìn toàn cảnh giao thông huyện Hoa Lâm đến ngẩn người, con đường từ Tân Bình tới huyện Hoa Lâm nhất định phải sửa. Chẳng những phải sửa mà còn phải biến thành một con đường đúng nghĩa, đoạn đường từ Hà Khẩu đến huyện Hoa Lâm cũng phải sửa. Từ huyện Hoa Lâm về phía nam là đến Hà Khẩu, càng đi càng thấy cảnh vật kiến trúc càng rách nát, khi đến Hà Khẩu thì xung quanh phần lớn là nhà cửa vẫn còn nhà tranh vách đất. Bây giờ đã là thập niên 90 của thế kỷ 20 rồi, nếu anh tới Thượng Hải nhìn thấy những tòa nhà cao tầng đồ sộ rồi so với nhà cửa bên này thì chắc sẽ cảm thấy đây là hai thế giới khác. Bởi vậy anh cũng có thể biết được do đường giao thông không thông suốt nên mới khiến cho dân chúng bị vây trong nghèo khổ, khó có thể biết được sự đổi thay và tiến bộ thời đại ở bên ngoài, đồng thời cũng khiến cho bọn họ không tìm được biện pháp tốt nhất để thay đổi cuộc sống của mình. Một đêm dựa bàn viết nhanh, Triệu Quốc Đống phát thảo qua loa một dự án giản lược để tăng cường kiến thiết đường quốc lộ huyện Hoa Lâm. Trong đó trọng điểm là đưa con đường quốc lộ từ Tân Bình tới thành quan huyện Hoa Lâm là công trình số 1, còn 35 km quốc lộ từ thành quan đến Hà Khẩu là công trình số 2. Triệu Quốc Đống không có ý gì khác, trong vòng 3 năm mình có thể đẩy mạnh hoàn thành kiến thiết hai quốc lộ này thì hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Coi như là không uổng phí 3 năm đến huyện Hoa Lâm mạ vàng. La Đại Hải cẩn thận quan sát vẻ mặt trầm tĩnh của Triệu Quốc Đống. Nếu như là một người khác thì chỉ sợ hắn đã sớm vứt bản dự thảo này sang một bên và không muốn trả lời đối phương nữa. Kiến thiết 58 km đường, hơn nữa còn dự tính xi măng hóa cấp 2, 3 năm quy hoạch. Nếu không phải người này từ Sở Giao thông tỉnh xuống thì hắn thật sự nghi ngờ đối phương rốt cuộc có biết kế hoạch này hao tổn bao nhiêu của cải hay không. Sau một lúc trầm ngâm rất lâu, La Đại Hải mới chậm chậm nói. Quốc Đống, tôi biết tâm trạng và ý tưởng của cậu. Tôi đã sinh sống ở Hoa Lâm 24 năm rồi, có thể nói Hoa Lâm chính là cố hương thứ hai của tôi. Từ đáy lòng tôi rất muốn thay đổi diện mạo địa phương này. Tình trạng giao thông Hoa Lâm đích xác rất kém nhưng việc này cần phải có thời gian, tình hình tài chính Hoa Lâm tôi cũng đã thông báo cho cậu biết rồi. Năm trước tài chính thu vào là 3.280.000, tài chính xuất ra là 3.700.000, còn thiếu hơn 400-500.000. Chủ tịch La, tôi hiểu ý của ngài. Ý của ngài là tài chính Hoa Lâm không thể đầu tư cho giao thông đúng không? Triệu Quốc Đống tỏ ra rất bình tĩnh. Quốc Đống, trong số 3.280.000 thu vào năm trước thì huyện đã chi 1.800.000 vào giáo dục, còn lại là hơn 1.400.000. Toàn bộ huyện còn có hơn 1.000 cán bộ, nhân viên hành chính, cùng cán bộ về hưu ăn lương tài chính nên còn được khoảng 1 triệu. Cậu tính xem cơ quan đơn vị nào cũng phải có kinh phí công tác, tiền thuốc men cho nhân viên về hưu cũng phải suy xét chứ. Rồi còn đủ thứ khác nữa. Cậu nói xem nếu cậu ngồi vào vị trí của tôi thì có làm được không? La Đại Hải thở dài một hơi thật sâu, cười khổ. Đấy là còn nhờ Phó Chủ tịch Điền trước kia thu xếp khắp nơi mới được thêm không ít tiền khẩn cấp thì mới có thể sống qua từng năm một. Câu nói sau cùng của La Đại Hải khiến Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Có thể thản nhiên nói ra lời như thế thì bất kể thế nào thì ít nhất La Đại Hải cũng không phải là một người biết chịu trách nhiệm. Tuy rằng nghe nói quan hệ giữa hắn với Điền Ngọc không tốt cho lắm. Chủ tịch La, ngày hôm qua tôi đi một vòng từ Tân Bình tới Hà Khẩu, nói thật, tình trạng đường rất gay gâu, có thể nói nếu như đoạn đường từ Tân Bình tới Hà Khẩu mà không được cải thiện thì tôi nghĩ công tác thu hút đầu tư của huyện chúng ta rất khó đột phá. Hơn nữa tôi cũng thấy điều kiện các xã trấn phía nam của huyện rất kém, cuộc sống của dân chúng rất khổ, về cơ bản đều là kiếm cơm ăn theo kiểu tự nhiên. Dựa vào ruộng đất, muốn cho nông dân tăng thu nhập thực sự quá khó khăn. Triệu Quốc Đống càng thẳng thắn hơn. Tôi cũng có hiểu biết sơ bộ về tình hình công nghiệp huyện chúng ta, tuy rằng chúng ta là huyện nông nghiệp nhưng huyện nông nghiệp thì cũng nên có kinh tế công nghiệp nhất định làm hậu thuẫn. Nếu không tài chính của chúng ta vĩnh viễn không thể cải thiện được, và mãi sẽ chỉ như lời ngài nói là hàng năm dựa vào sự giúp đỡ xung quanh mà sống. La Đại Hải làm sao lại không hiểu rõ đạo lý trong đó? Dựa vào các khoản trợ giúp người nghèo và trợ cấp khác thì chỉ có thể trị phần ngọn chứ không thể trị tận gốc. Hơn nữa bên trên càng lúc càng giám sát nghiêm khắc việc sử dụng khoản tiền này, La Đại Hải cũng biết loại chuyện tốt này không duy trì được bao lâu, đến lúc đó tài chính trong huyện thật sự sẽ không chống đỡ nổi. Khi tất cả mâu thuẫn sẽ đều bộc lộ ra hết thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, cho nên khi Triệu Quốc Đống đề xuất một phương án cực lớn như vậy thì hắn cũng không có cự tuyệt ngay lập tức mà muốn nghe xem có ý kiến gì hay hay không. Phó Chủ tịch Triệu, không phải là tôi không biết tầm quan trọng của quốc lộ đối với việc phát triển kinh tế và giúp nông dân thoát khỏi nghèo khó làm giàu của huyện chúng ta. So với cậu thì tôi còn nôn nóng hơn, cậu thử đi hỏi xem vì chuyện này mà tôi tìm lên cục giao thông bao nhiêu lần rồi.
Nhưng nếu muốn xi măng hóa theo tiêu chuẩn cấp 2 đoạn đường dài 23 km từ Tân Bình đến huyện thì cậu có biết là cần bao nhiêu tiền không? La Đại Hải thật sự không nhịn được bật hỏi. Vâng, Chủ tịch La, tôi đi ra từ Sở Giao thông tỉnh, ngài không cho là tôi chỉ ở đó chỉ ngồi không đấy chứ? Bình thường xi măng, bê tông hóa đường cấp 2, nếu dựa theo đất nền 12 thước, đường rộng 8,9 thước, tổng hợp giá cả xi măng, sỏi, cát, phôi cùng với nhân công từ khu 325 và 425 của Ninh Lăng chúng ta thì kinh phí dự tính khoảng 400.000 trên 1 km, nói cách khác tổng chi phí 23 km đường từ Tân Bình đến huyện Hoa Lâm đại khái vào khoảng trên dưới 9 triệu. Triệu Quốc Đống nói một cách thản nhiên. La Đại Hải tính toán một lát, hắn tuy không phải xuất thân làm giao thông nhưng đại khái cũng biết chi phí xây dựng đường xi măng tiêu chuẩn cấp 2, và hắn tự tính giá cả cũng không kém nhiều, vì thế gật gật đầu. Không sai biệt mấy, dự tính của tôi là trên dưới 10 triệu. 10 triệu, Phó Chủ tịch Triệu à, đây cũng không phải là một con số nhỏ, tôi biết cậu từ Sở Giao thông tỉnh xuống, chắc chắn là ở trên đó cũng có phương pháp. Nhưng chuẩn xác mà nói thì từ Tân Bình đến huyện chúng ta chỉ có duy nhất một con đường, chẳng phải quốc lộ cũng không phải tỉnh lộ, cậu cảm thấy Sở Giao thông tỉnh có thể cung cấp cho chúng ta được bao nhiêu để kiến thiết con đường này. Triệu Quốc Đống khẽ cười một tiếng, Chủ tịch La này cũng thật là thẳng thắn. Gì không nói mà lại hỏi thẳng sở có thể cho bao nhiêu chứ cơ bản không nói trong huyện có thể xuất ra bao nhiêu. Chủ tịch La, tỉnh có thể cấp bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng sẽ cố gắng đi thử, có điều trước tiên tôi muốn biết huyện có thể bỏ ra được bao nhiêu thì tôi mới có cơ sở để nói. Triệu Quốc Đống mỉm cười. La Đại Hải thật không ngờ rằng đối phương lại thực sự tỏ vẻ quyết sửa con đường này, thầm nghĩ, mày thật sự có thể sửa con đường này mà tao làm chủ tịch huyện có thể không phụng bồi sao? Nói thật nếu có thể sửa thì đây chính là một tấm bia kỷ niệm lớn dành cho mình, coi như là đã đưa một câu trả lời thỏa đáng cho dân chúng huyện Hoa Lâm. Được, nếu đoạn quốc lộ này thật sự có thể sửa thì dù bất ăn, bất mặc tôi cũng sẽ cấp cho cậu 2 triệu. La Đại Hải trầm ngâm một hồi dường như quyết định rồi mới cắn răng nói. Ha ha, Chủ tịch La, ngài cũng thật là hào phóng đó, đầu tư hạng mục gần 10 triệu, trong huyện xuất 2 triệu. Ngài cũng biết con đường này vừa không phải quốc lộ cũng không phải tỉnh lộ mà. Trong lòng Triệu Quốc Đống thoáng nới lỏng, hắn rất sợ La Đại Hải chỉ đưa ra 300, 500 ngàn rồi đuổi mình đi, vậy thật sự mình không có cách nào làm nổi, như vậy dù có lên tỉnh cầu mãi thì cũng không thể nào được. Phó Chủ tịch Triệu, không phải tôi không chịu mở lời, dù tôi nói có thể xuất 5 triệu thì cậu cũng phải để tôi lấy ra được đã chứ, đến lúc đó chính quyền huyện chịu không nổi nữa thì không phải là tôi và cậu cùng rơi vào tình trạng khó xử ư. La Đại Hải cười khổ nói. Số tiền 2 triệu này tôi cũng còn phải cân nhắc xem đào từ chỗ nào ra đây. Được, Chủ tịch La, tôi cũng không giấu ngài, tôi định từ giờ trở đi sẽ dồn tinh lực chủ yếu vào việc chủ bị kiến thiết đoạn quốc lộ này. Tuần sau tôi tính toán cụ thể rồi sẽ lên tỉnh một chuyến, ngoại trừ trong huyện thì bên thị xã tôi cũng phải chạy, có được hay không thì tôi cũng không dám nói trước, dù sao cũng phải đi thử mới biết được. Triệu Quốc Đống đứng dậy. Các chuyện khác tôi cũng chỉ tạm thời để sang một bên, tôi thấy trưởng phòng Ngưu bên giao thông cũng rất bận, ngài xem có thể gọi điện thoại của trưởng phòng Ngưu bảo hắn bố trí một người đi cùng tôi hay không. La Đại Hải vừa nghe lời này liền biết Triệu Quốc Đống chắc chắn không thoải mái với cái tên Ngưu Đức Phát kia. Nhưng tên Ngưu Đức Phát kia là thân tin của Châu Chỉ Trường, tuy rằng có chút quan hệ thông gia với mình nhưng trên thực tế lại không mấy khi qua lại. Được, tôi sẽ bảo hắn bố trí một người chuyên môn đi theo cậu. Quyển 5 Chương 17, tình nhân trời sinh. Triệu Quốc Đống cuối cùng phải đổi lượt một hồi mới có thể dùng xe, kéo phó phòng giao thông Lưu Hỏa Trạch cùng với Du Minh Phú lên xe. Chiếc bao xin của Ủy ban Nhân dân huyện chạy ròng rã suốt 2 ngày trời, từ Tân Bình tới Thành Quan, dọc tuyến 4 xã, trấn, Triệu Quốc Đống xuống thăm hỏi, tọa đàm từng nơi một, thậm chí còn xuống các thôn dọc tuyến để chứng thực tình hình. Sau khi đi hết 4 xã trấn này xong, thừa lúc còn có thời gian ban ngày nên Triệu Quốc Đống lại hét chạy tới Hà Khẩu một chuyến, chuyến đi xuống dưới này lại gây sức ép quá mức với một đám người. Không ngoài ngoại lệ, tất cả dân chúng đều ngóng trông con đường có thể tu sửa, nhưng ai cũng khiếp sợ khoản kinh phí cách xù để sửa con đường này. Nhất là mấy lãnh đạo chính quyền xã trấn vừa nghe nói sẽ sửa đường thì cả đám đều nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng vừa nghe nói kinh phí khó khăn nên có khả năng sẽ gom góp bằng mọi cách thì cả đám không ngừng kêu khổ. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống cảm nhận sâu sắc hàm nghĩa chân thật của câu nói, tiền không phải tình cảm. So với những xã, trấn ở phía nam huyện thì kinh tế mấy xã ở phía bắc tốt hơn chút ít, nhưng nếu trông cậy những xã, trấn này xuất tiền ra để sửa đường thì cũng không thực tế,
còn nếu muốn dân chúng góp vốn sửa đường thì sẽ gặp phải sự phản ứng dữ dội. Hiện tại các cấp chính quyền đều đang kêu gọi giảm nợ, hiện tượng nông dân trốn nộp và giữ các khoản thuế nông nghiệp thì chỗ nào cũng có. Phụ Tiểu Xuân vừa qua đi là cán bộ xã, trấn võ trang đầy đủ như lâm đại địch để đi xuống bên dưới thu thuế nông nghiệp. Hiện tượng nông dân khất nợ chỗ nào cũng có, cự tuyệt giao nộp cũng nhìn mãi tới quen mắt, nếu là muốn để bọn họ góp vốn sửa đường thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến thành một ngọn lửa lớn lớn. Triệu Quốc Đống cũng không còn nghĩ cách trên đám người chậm phát triển này nữa, nếu để cho chính quyền xã trấn nghĩ biện pháp về chuyện này, làm không tốt khiến cho bọn họ chia nhau tăng giá ầm ầm lên đầu nông dân. Tình hình cơ bản bắt đầu được lần mò ra, hai người Du Minh Phú và Lưu Hỏa Trạch đi qua đi lại sắp chịu không nổi, ngay cả tay lái xe của văn phòng ủy ban cũng cảm thấy mệt mỏi, hoảng sợ, lấy lý do xe cần duy tu bảo dưỡng để không đi nữa. Triệu Quốc Đống lại không có thời gian để suy xét đến việc này, dục tốc bất đạt những lời này không thích hợp với mình, ít nhất lúc này là như vậy. Vài xã, trấn tuy đều không thể đóng góp được bao nhiêu tài chính nhưng Triệu Quốc Đống cũng tìm được một chút căn nguyên, ý nguyện của dân chúng địa phương rất mãnh liệt. Triệu Quốc Đống cũng chỉ vô tình hỏi được bởi vì mở rộng đường thì có khả năng sẽ phải chiếm dụng một phần ruộng đất, mà chính quyền thậm chí thôn tổ cùng nông dân bản địa đều tỏ vẻ rất rộng lượng, chỉ cần có thể tu sửa con đường tốt lên, ngoại trừ tiền thì đều sẵn lòng cung cấp, ủng hộ tất cả những cái khác. Cũng may cơ sở con đường này có thể lợi dụng đường quốc lộ sẵn có, chỉ cần mở rộng nền đường, dù sao thì một con đường xi măng, bê tông hóa cấp 2 ở huyện Hoa Lâm này là một điều gì đó khá xa xỉ. Một khi con đường được xây dựng xong thì các xã, trấn thậm chí thôn, các tập thể, tổ chức dọc tuyến đường đều có thể cảm nhận được lợi ích mà con đường này mang đến. Khi hai chiếc xe Toyota Desert Brigham rú xông vào trụ sở ủy ban nhân dân huyện thì Triệu Quốc Đống đã ở trong phòng làm việc nhàn nhã 2 ngày rồi. Sau 2 ngày điều động chiếc xe Santana, tay lái xe văn phòng ủy ban nhân dân Tiểu Hoàng và chiếc xe Santana liền biến mất, nghe nói chiếc xe đang nằm tại cửa hàng sửa chữa, giảm sóc, ổ trục, biến tốc đều cần phải đại tu. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không rõ là mình trùng hợp gặp chiếc xe cần đại tu hay là do bị mình thúc giục đi mấy chục km đường mục nát nên chiếc xe mới không chịu nổi. Triệu Quốc Đống cũng không phải là một nhân tài gây chuyện, một chiếc xe bị Triệu Quốc Đống dùng đến mức phải nằm trong cửa hàng sửa chữa. Chỉ còn lại một chiếc bao xin thì Triệu Quốc Đống lại không biết xấu hổ đi xếp hàng. Coi như hết, bỏ đi, La Mã không phải một ngày là xây xong, chỉ đành mong Triệu Trường Xuyên có thể đưa xe tới sớm một chút. Nhân viên công tác trong Ủy ban Nhân dân huyện đều kinh ngạc thò đầu ra xem hai chiếc xe Toyota Desert Print 4500 mới tinh này, một chiếc màu trắng bạc, một chiếc màu xanh thẫm đồng loạt dừng trong trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện. So với hai chiếc xe uy phong thì chiếc bao xin của La Đại Hải đỗ trong sân giống như một nữ nhân chân bó nông thôn bình thường. An ơ 10888, biển số khủng như vậy cũng chỉ có loại người như Triệu Đức Sơn mới có thể dùng. Lấy chính hắn mà nói thì Triệu Trường Xuyên đã rất khiêm tốn rồi, cũng chỉ có anh em hắn mới giữ vững thể diện công ty nước khoáng Thương Lang. Mà đối với hắn mà nói thì biện pháp giữ thể diện tốt nhất chính là một chiếc xe tốt cùng với một biển số xe khủng. Một chiếc xe Toyota Desert Print 4500 khác biển An E màu xanh lá cây không thể nghi ngờ chính là do Triệu Trường Xuyên chuẩn bị cho mình. Triệu Quốc Đống đứng ở trên tầng 2 nhìn xuống thấy có 4 người bên dưới thì trong lòng có hơi kỳ quái, sao cô cũng tới. Đôi bốt ống dài, áo khoác ngoài màu trắng ngà, áo lông cừu màu đỏ rực, cố ý bộc lộ đôi chân dài ngạo nghễ trong chiếc quần jean cộng thêm mái tóc dài xoăn xoăn và một chiếc kính râm. Nếu đặt vào những năm 80 thì nhìn kiểu gì cũng giống một hoa kiều về nước. Cổ Tiểu Âu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu Quốc Đống đứng ở góc tầng 2 nên hưng phấn vẫy tay liên tục rồi tìm cầu thang lên tầng. Còn hai anh em Triệu Đức Sơn cũng nhanh chóng phát hiện Triệu Quốc Đống đứng ở trong góc. Văn phòng của Triệu Quốc Đống không tính là lớn nhưng chứa 3-4 người thì vẫn dư giả, thấy một người đàn ông không đi lên mà chỉ đổi ngồi sang chiếc xe màu trắng ngà. Triệu Quốc Đống đoán đây là lái xe mà công ty mới tuyển dụng. Chậc chậc, anh, đây là văn phòng của anh sao? Đường đường là văn phòng của phó chủ tịch huyện mà như này sao? Triệu Đức Sơn đánh giá xung quanh rồi chật chật không ngừng. Văn phòng của chuyên viên Hác bên Tân Châu hơn văn phòng của anh nhiều lắm. Phòng của chuyên viên Tôn kia không phải văn phòng chuyên viên sao? Triệu Quốc Đống hơi kinh ngạc nên thuận miệng hỏi. Ha ha, chuyên viên Hác là cán bộ quân đội chuyển ngành trở về, rất trượng nghĩa lại hợp với tính em nên chỉ sau vài lần uống rượu là đã quen thân. Người đó cũng rất thú vị. Đều xưng anh em luôn, công ty có chuyện gì thì đều gọi hắn tới trợ giúp. Triệu Đức Sơn chớp chớp mắt dường như có chút thâm ý.
Chuyên viên Tôn cũng tới chỗ em hai lần, tạm được, chỉ là hơi ít nói. Triệu Quốc Đống thật không ngờ đứa em của mình còn có thể tạo dựng quan hệ với Hắc Dược Long, xem ra ở Tân Châu thì Triệu Đức Sơn lăn lộn cũng không tệ. So với sự trầm ổn kiên định của Triệu Trường Xuyên thì Triệu Đức Sơn ngay thẳng hướng ngoại nên đích xác có nhiều khả năng kết bạn, hơn nữa thằng này cũng khá hào phóng nên từ từ cũng có thể tạo dựng quan hệ thân thiết. Người ta là chuyên viên, anh là phó chủ tịch huyện, khoảng cách chênh lệch rất lớn, huống chi kinh tế Tân Châu mạnh hơn nhiều so với nơi này, không thể so bì được. Triệu Quốc Đống khẽ cười một tiếng. Tiểu Âu, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới thăm Quốc Đống ca của em thế? Anh Quốc Đống, đây chính là trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện các anh sao? Không đúng, em thấy cũng không khác gì với Ủy ban Nhân dân thị trấn, anh Quốc Đống, phó chủ tịch huyện như anh thì quản lý bao nhiêu người? Cổ Tiểu Âu nhìn xung quanh với vẻ mặt tò mò, bên cạnh hai chiếc xe Toyota đã xuất hiện vài người đang đánh giá, xem ra đều tới để xem người đến là thần thánh phương nào. Tiểu Âu, phó chủ tịch huyện như anh không quản người nào, chỉ có tập trung làm việc, em từ đâu tới đây? Triệu Quốc Đống cười hỏi. Còn có thể từ chỗ nào chứ? Lúc đầu còn tưởng có thể từ Bồng Sơn tới đây, về sau mới biết được con đường đó xuống cấp quá nguy hiểm cho nên mới trở về Giang Miếu một chuyến rồi mới tới đây. Triệu Đức Sơn nói một cách tùy tiện. Trở về liền đụng phải cổ thúc của cô ấy, nghe nói chúng em muốn tới chỗ anh thế là nha đầu này liền bám theo, đuổi cũng không đuổi được. Nha đầu cái gì, tên Triệu Đức Sơn nhà ngươi nói chuyện khách khí một chút, biết đâu ngày nào đó tôi trở thành bạn gái của anh trai anh thì chưa biết chừng anh còn phải gọi tôi là chị dâu đó. Cổ Tiểu Âu hầm hừ nói. Thành chị dâu tôi, Cổ Tiểu Âu, tôi không nghe lầm chứ. Thật sự có chuyện này sao, có phải cô bị điên rồi không? Nếu không thì anh tôi bị dở. Triệu Đức Sơn cười ngặt nghẽo nói. Sao anh tôi nhìn chúng cô được chứ? Anh! Bị Triệu Đức Sơn nói khiến cô tức giận đỏ bừng cả mặt, ngực cứ phập phồng kịch liệt. Trên đường đi hai người đều không ít tranh cãi nhưng đều nhờ Triệu Trường Xuyên chen vào nói mới khiến hai người không ầm ĩ nữa. Đức Sơn, em bớt nói không được sao? Triệu Quốc Đống nhướng mày, lời của Đức Sơn đúng là tổn thương tự tôn của người ta. Một cô gái xinh đẹp như Tiểu Âu. Nếu tham gia cuộc thi người mẫu thì tuyệt đối cầm chắc quán quân. Tiểu Âu, em đã đừng nghĩ phát triển theo phương diện này chưa? Hứ, anh Quốc Đống, làm người mẫu thì có thể làm cả đời sao? Tuổi thanh xuân qua một cái là lại già đi, rồi sao? Cổ Tiểu Âu thở dài một hơi rồi bỗng nhiên lại bật cười. Trừ phi anh Quốc Đống đáp ứng nuôi em suốt đời. Nghe thấy lời nói có phần trẻ con của Cổ Tiểu Âu thì Triệu Quốc Đống sờn tóc gáy, vội vàng nói. Ăn nói cái kiểu gì đó, chẳng lẽ không có ai nuôi dưỡng sao? Em cũng không muốn tự lập nghiệp, trở thành anh thư sao? Bỏ đi, mệt người lắm, em không thích cái cuộc sống dốc sức làm cả ngày lẫn đêm, lúc trẻ thì còn ham muốn chứ lớn thêm ít nữa còn được như vậy sao? Cổ Tiểu Âu lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra sự khát khao. Em hy vọng qua 30 tuổi thì có thể thoải mái một chút, tốt nhất là có thể làm chuyện nhàn nhã mà mình muốn làm, ví dụ như ra nước ngoài du lịch. Tìm nơi phong cảnh tốt nghỉ ngơi, mua sắm, hoặc là nuôi chó, mèo hay trồng hoa gì đó. Triệu Quốc Đống không phản bác được, con bé này mới tí tuổi đầu mà đã nghĩ xa xôi rồi, hơn nữa nghe tưởng tượng của cô về cuộc sống sau này thì sao có vẻ giống cuộc sống của tình nhân thế nhỉ, chẳng lẽ Cổ Tiểu Âu là dạng người sinh ra để làm tình nhân? Nằm mơ đi, ai vớ phải người vợ như cô thì xem như cả đời này hỏng mất rồi. Triệu Đức Sơn thật sự không nhịn nổi bật thốt lên. Hừ! Loại người thô thiển như anh thì biết gì là cuộc sống hưởng thụ chứ? Chỉ sợ là anh chỉ có thể tìm bà cô ở dưới thôn rồi lại bắt ở nhà bán mạng làm việc thay anh, như thế anh cảm thấy thực tế nhất. Cổ Tiểu Âu chẳng thèm để ý, vẻ mặt khinh miệt. Bị Cổ Tiểu Âu nói một tràng tức giận đến trợn mắt, đang định đả kích đối phương một chút thì Triệu Trường Xuyên lôi hắn lại. Triệu Đức Sơn thấy sắc mặt khó chịu của anh trai mình mới nuốt cục tức lại rồi không lên tiếng nữa. Anh đang ở chỗ nào thế? Triệu Trường Xuyên chuyển hướng chủ đề. Đi thôi, đi tới chỗ anh ở xem, tạm được, không khí rất tốt, có thể sống lâu thêm vài năm. Quyển 5, chương 18, cuộc họp bí mật. Dẫn theo hai anh em Triệu Đức Sơn và Cổ Tiểu Âu về tới căn nhà nhỏ của mình, lại dẫn đám người đi một vòng về phía rừng tùng và hồ nước đằng sau. Mấy người đều cảm thấy hoàn cảnh này không tồi, đúng như lời Triệu Quốc Đống nói, ít nhất thì không khí trong lành dễ chịu. Hơn nữa gian nhà nhỏ ba căn phía sau mà chỉ có một mình Triệu Quốc Đống ở thì đúng là có chút xa xỉ. Cổ Tiểu Âu biết điều đi về phía trước, ánh mắt của Triệu Quốc Đống cứ dõi theo bóng lưng thon dài của Cổ Tiểu Âu. Anh,
không phải anh nhìn chúng nhà đầu này đấy chứ. Triệu Đức Sơn có hơi khẩn trương, nói đúng ra thì cô gái lai xinh đẹp của Tiểu Âu đúng là hấp dẫn không ít người, nhưng trong nhà máy đều nói cô gái này quyến rũ trời sinh, thân phận, địa vị anh trai mình là gì chứ, sao có thể động vào loại gái như vậy. Nếu nói chỉ có ý định vui đùa một chút thì thôi, nhưng bên cổ thúc kia hình tượng cùng với anh trai mình làm một công ty kiến trúc gì gì đó nên cũng coi như là cùng nhóm hợp tác, nếu mà như này thì khó mà nói nổi. Sao, chú khẩn trương cái gì, Tiểu Âu đúng là không tệ, anh cảm thấy cô ấy có thể phát triển theo nghề người mẫu được, năm nay cô ấy mới chỉ 21 tuổi, so với Thường Xuyên còn nhỏ hơn một tuổi, lấy thân hình và khí chất của cô ấy thì hoàn toàn có thể thử phương diện đó. Triệu Quốc Đống cũng không trả lời thẳng vấn đề của Triệu Đức Sơn mà nói. Ngày nào đó mà công ty cần người chụp quảng cáo thì có thể để Tiểu Âu đi thử xem. Triệu Quốc Đống vừa nói như vậy khiến ngay cả Triệu Trường Xuyên cũng phải nghiêm túc hẳn lên, nhìn kỹ thì thấy vẻ mặt anh mình không giống như đang nói đùa nên đành phải gật gật đầu đáp ứng. Hắn thật sự không ngờ Triệu Quốc Đống lại đột nhiên quan tâm đến mấy việc nhỏ như lông gà lông vịt này. Ba người đơn giản hàn huyên về tình hình công tác của Triệu Quốc Đống. Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên đều không hiểu được vì sao Triệu Quốc Đống lại một lòng một dạ đặt ở nơi này, nếu thật sự muốn cống hiến cho địa phương nghèo khó thì cũng có thể tiến hành thông quan các phương thức khác, tỉ như để công ty quyên tặng một ít tiền để giải quyết vấn đề phúc lợi hoặc trường học. Triệu Quốc Đống cũng không muốn nhiều lời với hai em trai mình, công tác của mình cũng không cần người khác bận tâm, cứ dựa theo mình nghĩ mà làm là được. Công ty ở bên Tân Châu kia phát triển rất thuận lợi. Dựa theo ý tưởng của Triệu Quốc Đống thì hơn 200 mẫu đất bờ sông và bãi tha ma đã nắm được thành công. Công tác san phẳng cơ bản đã bắt đầu thực hiện, bản thiết kế tòa nhà công ty cũng đã ủy thác ra ngoài, mời nhiều công ty thiết kế nổi tiếng từ Bắc Kinh, Thượng Hải cùng với Hồng Kông tới bỏ thầu. Về chuyện này thì công ty đã nhiều lần kết nối với Tân Châu, khiến Tân Châu tin tưởng trụ sở làm việc của công ty tuyệt đối ưu việt bất phàm, thậm chí còn đáp ứng chờ thiết kế xong sẽ đưa cho Tân Châu thẩm tra mới được qua cửa. Dự tính sau một thời gian ngắn bản thiết kế trụ sở công ty được lấy ra thì chuẩn bị chính thức khởi công. Chẳng qua đây cũng không phải là sự vụ khẩn yếu nhất hiện giờ của công ty, từ tháng 4 tới nay, lượng tiêu thụ nước khoáng Thương Lãng liên tục sôi động, Lưỡng Hồ, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây, Quý Châu, Tứ Xuyên cùng với bản địa An Nguyên đều tăng vọt. Uy lực của quảng cáo của con át chủ bài truyền thông CCTV bắt đầu thể hiện ra, vốn dự tính sau 7. 8 tháng thì lượng nước xuất khẩu có khả năng đạt tới 800.000 bình, nhưng giờ xem ra nhờ thị trường Lưỡng Hồ và Quý Châu được khai thác thuận lợi thậm chí có thể nói hoàn mỹ để hình dung, do đó chắc chỉ cần 5 tháng là có thể đạt được tiêu chuẩn này. Trong tình hình như vậy thì bước tiếp theo nên phát triển như nào là vấn đề mà ba anh em Triệu gia cần suy xét. Người không nhìn xa tất phải lo gần. Triệu Quốc Đống biết rõ điểm này, mà Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên cũng hiểu được đằng sau tình hình sôi động hiện nay cũng ẩn chứa sự lo lắng. Nếu chỉ mỗi nước khoáng Thương Lãng đóng chai thì sẽ hạn chế mở rộng ra bên ngoài, tuy rằng trước mắt thì phí vận chuyển vẫn còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu muốn mở rộng thị trường đến các nơi như Hoa Bắc, Hoa Đông thì gần như là lực bất tòng tâm. Lựa chọn một thậm chí hai điểm ở vùng phụ cận để phân phối nước khoáng Thương Lãng ra ngoài phạm vi thị trường trước mắt đã trở thành tất yếu. Triệu Quốc Đống đề nghị Triệu Trường Xuyên dù là hai nơi cũng phải đi, Hoa Đông và Hoa Bắc, thậm chí là Đông Bắc, nơi đó càng thích hợp để dừng chân phát triển. Dựa vào hiệu ứng nhãn hiệu nước khoáng Thương Lãng trước mắt cùng với việc đã bước đầu tạo dựng được mạng lưới marketing thì có thể dễ dàng phục chế đến các thị xã khác. Khi đám người Triệu Quốc Đống trở lại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện thì bên cạnh hai chiếc xe Toyota Desert Green đã có không ít người. Vài lái xe trong Ủy ban Nhân dân huyện cùng với các nơi khác đều tới thảo luận với vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ở thời điểm này thì Desert Green kiểu mới còn chưa ra nhiều, ngay cả toàn bộ thị xã Ninh Lăng cũng không có được mấy chiếc Desert Green đời mới này. Toàn huyện Hoa Lâm cũng chỉ có phòng giao thông, thủy lợi, đất đai cùng với mấy phòng khác là có mấy chiếc Mitsubishi Pajero đời cũ. Du Minh Phú thấy Triệu Quốc Đống đi ra từ phía nhà khách liền cuống quýt chạy tới. Phó Chủ tịch Triệu, đây là bạn của ngài sao? Ừ, mấy người bạn từ Tân Châu tới. Triệu Quốc Đống cũng lười giải thích, Du Minh Phú này cũng không tệ nhưng còn phải quan sát thêm một thời gian rồi nói sau. Ha ha, Desert Green, sa mạc vương tử đó. Nghe nói tầm 5 đến 600.000 một chiếc đó. Du Minh Phú chậc chậc tán thưởng. Là xe tư sao? Không, của công ty. Triệu Quốc Đống cười cười. Lão Du, lão hãy đi chuẩn bị ngay cho tôi mấy món đặc sản địa phương Ninh Lăng như nấm rừng, nếu có thêm mấy loại thịt ướp muối thì càng tốt. Chiều nay tôi sẽ trở về Ando,
mấy ngày cuối tuần sẽ lên tỉnh thành, bên lão Lưu thì lão hãy thúc giục một chút để bọn họ nhanh chóng làm xong kế hoạch và dự toán. Tính tôi vốn nôn nóng, bất kể có được hay không thì chúng ta cũng phải thử mới được. Được, không thành vấn đề. Phó Chủ tịch Triệu, ngài yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay lập tức. Du Minh Phú xoa tay hưng phấn, xem ra Phó Chủ tịch Triệu đã coi mình như người nhà, loại chuyện này cũng không hề tị hiềm mình. Đây là 3.000 đồng, lão xem rồi làm là được. Triệu Quốc Đống thuận tay rút một chồng nhân dân tệ ra. Cái này, như vậy sao được, tôi sang bên tài vụ mượn một chút. Không để Du Minh Phú nói xong, Triệu Quốc Đống đã khoát tay. Không cần thiết, đây là chút tâm ý của tôi mang ít đặc sản rừng núi biếu mấy lãnh đạo tỉnh, bất kể có được hạng mục hay không thì tôi đều làm như vậy. Tôi không phải người lập dị, lão cứ làm theo ý tôi là được, sắp tới huyện sẽ đến thời điểm cần chi tiền, tôi sẽ sang chào Chủ tịch La. Nhìn Du Minh Phú kích động rời đi, Triệu Quốc Đống trở lại văn phòng, Triệu Đức Sơn cười nói. Anh, người này khá nhiệt tình đó. Nếu em bị người ta vứt xó vào một góc mấy năm, sau đó có người lại cho em một cơ hội thì có khi em còn nhiệt tình hơn cả hắn. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Thực ra có rất nhiều người có bản lĩnh, chỉ tiếc là không ai cho cơ hội. Chiếc Toyota Desert Prince lao đi trên con đường quốc lộ 915. May là tính năng việt dã của Desert Prince không tồi nhưng cũng phải mất 6 tiếng đồng hồ mới chạy tới Ando, khi đến nơi thì cũng đã 10 tối rồi. Cổ Tiểu Âu hiển nhiên không muốn chia tay Triệu Quốc Đống, nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của Triệu Quốc Đống nên cũng chỉ đành hậm hực trở về trường học, chẳng qua giao hẹn chủ nhật nhất định muốn Triệu Quốc Đống đưa cô đi chơi khiến hắn dù rất đau đầu cũng phải cố gắng đáp ứng. Kỳ thật trước khi trở về Ando thì Triệu Quốc Đống đã hẹn Thái Chính Dương rồi. Một hạng mục lớn như vậy nếu không được phê duyệt của Thái Chính Dương thì không có khả năng thành, nhưng loại chuyện này thì dù là Thái Chính Dương cũng không thể một mình độc đoán càn khôn, Triệu Quốc Đống cũng hiểu mấu chốt trong chuyện này. Trương Trung Thuận hay là Từ Hoành thì đều phải tới thăm hỏi, tặng một ít đặc sản địa phương, ăn một bữa cơm tăng cường cảm tình, báo cáo sự khó khăn trong công tác của mình ở bên dưới. Mấy điều này không thể tránh được, chỉ là bên Trầm Tự Nhiên và Nhạc Vân Tùng thậm chí Phó Thiên và Điêu Hoa Bình đều phải tới ngồi một chút. Nếu không quan tâm đến quan hệ những lãnh đạo này thì nhỡ đâu mình lại đột ngột bị đẩy tới cái nơi khỉ ho cỏ gáy nào đi thì sao? Quốc Đống, Ngưu Đức Phát mà cậu nói cũng coi là một nhân vật, đối phó loại người này thì có hai biện pháp. Một là lôi kéo mua chuộc rồi mình thu nhận sử dụng, hai là nhất lao vĩnh giật khó nhọc một lần để được thong thả mãi mãi, dùng mọi biện pháp quật ngã hắn hoàn toàn, không để cho hắn có cơ hội xoay chuyển. Còn nếu như không có nguyên nhân khác thì nên vì khí phách tranh đấu. Tôi đề nghị cậu áp dụng phương thức một thì thích hợp hơn, chỉ cần cậu bộc lộ thực lực của mình một cách thích hợp thì tin chắc người như thế sẽ lập tức phủ phục dưới chân cậu. Sau khi nghe xong Triệu Quốc Đống giới thiệu trọn vẹn các hành động đã thực hiện ở huyện Hoa Lâm, Thái Chính Dương không nói lời nào, chỉ khi đề cập đến trưởng phòng giao thông Ngưu Đức Phát thì Thái Chính Dương mới nói ra ý kiến của mình. Nhưng e là tên Ngưu Đức Phát này có không ít vấn đề. Triệu Quốc Đống lại nói ra những gì mình được nghe và thấy. Sắc mặt Thái Chính Dương liền lạnh lùng, quả quyết nói. Vậy thì quật ngã hắn hoàn toàn, nâng một người mà cậu tin tưởng lên, đương nhiên việc này cần phải có sự ủng hộ của bí thư huyện ủy. Việc nhỏ mà bản thân còn không khống chế được thì đại sự không biết sẽ hỗn loạn đến như nào, cậu không thể đem tiền đồ chính trị của mình giao vào tay loại người này. Kéo một phó phòng phụ trách hạng mục này theo như cậu nói không phải là kế lâu dài. Hắn là trưởng phòng, can thiệp vào một công trình là một chuyện hoàn toàn chính đáng. Huống chi sau này công trình càng lúc càng nhiều, phương thức, danh mục giao thông có đủ loại, nếu hắn thật sự muốn ăn chặn tiền thì biện pháp gì cũng nghĩ ra, một phó phòng có thể cản trở công tác của trưởng phòng không? Cậu cũng không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bên giao thông này, kiến thiết giao thông chỉ là vì xây dựng một hoàn cảnh tốt để phát triển kinh tế địa phương. Nếu muốn thay đổi diện mạo hoàn toàn thì xét cho cùng đều phải làm cho công nghiệp đi lên, công nghiệp mà không phát triển nổi, không có nguồn thuế sung túc thì tất cả chỉ là nói suông. Nhưng Châu Chỉ Trường có khả năng sẽ bị điều đi, giờ ai tới cầm lái còn rất khó nói. Triệu Quốc Đống cũng rất buồn rầu, cục diện huyện Hoa Lâm này khá hỗn loạn khiến trong lúc nhất thời hắn cũng không đoán được hoa rơi vào nhà nào. Tìm bí thư, nhớ kỹ, ngày nào hắn không bị điều đi thì ngày đó không kết thúc, hắn là một người đứng đầu. Huống chi loại bí thư thực dụng này thì càng dễ nói chuyện, có ai nguyện ý đắc tội với một cấp dưới tiền đồ vô lượng hay không? Thái Chính Dương lắc đầu. Nhưng nghe nói Ngưu Đức Phát kia là thân tín của Châu Chỉ Trường. Triệu Quốc Đống biết trước mặt Thái Chính Dương một bí thư có tiếng là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn ở Hoa Dương thì kinh nghiệm quan trường của mình rất ít.
Hừ, đứng trước một con đường với gần chục triệu tiền đầu tư và một tấm bia lưu danh thì chỉ một cái gọi là thân tín cũng không đáng. Thái Chính Dương khẽ cười. Người có thể lên làm bí thư huyện ủy thì ở phương diện tâm tư đều phải rất linh hoạt, cậu không cần phải nói nhiều, chỉ cần lặng lẽ điểm tới một chút là hắn sẽ hiểu được. Quyển 5, chương 19, hoạt động. Lý luận sâu sắc của Thái Chính Dương khiến trong lòng Triệu Quốc Đống thấy run sợ, trước mặt lợi ích thì tất cả đều vứt bỏ, trên quan trường chẳng lẽ không có tiếng nói chung và tương chi, tương giao chân chính sao? Dường như cảm nhận được sự bàng hoàng và ngỡ ngàng trong lòng Triệu Quốc Đống, Thái Chính Dương thở dài một hơi. Quốc Đống, cậu không thể nghĩ chuyện gì cũng đơn thuần như vậy, người khác nói chuyện hợp với cậu mà cậu đã cảm thấy có tiếng nói chung, là người thích hợp cùng đường, sai, trên thực tế có thể cũng không phải như cậu tưởng tượng. Cái đó còn phải xem giữa cậu và người đó có quan hệ lợi và hại hay không, tôi không phủ nhận cái gọi là người cùng chung chí hướng thuần túy nhưng loại kỳ ngộ này cực kỳ nhỏ. Rất nhiều người mà cậu chẳng những phải nghe lời của họ mà còn phải xem, cố gắng đừng vội kết luận. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ. Nghi ngờ thì không dùng người chính là đạo lý này. Triệu Quốc Đống lặng lẽ gật đầu. Quốc Đống, cậu phải nhớ kỹ, nếu cậu thực sự muốn có được thành tích ở Hoa Lâm thì cậu phải làm cho bản thân dung nhập triệt để, phải làm cho mình biến thành một người Hoa Lâm. Nếu cậu cứ luôn ôm tâm tính đối đãi của một người ngoại lai thì vĩnh viễn cậu không thể có được sự ủng hộ thực tâm của người khác. Mấy lời này của Thái Chính Dương có thể nói là những lời tâm huyết. Tôi hiểu được, Thái ca, 3 năm. Tôi phải biến mình trở thành người Hoa Lâm hoàn toàn, mỗi lời nói, hành động đều phải đặt bản thân vào góc độ Hoa Lâm để suy xét vấn đề. Triệu Quốc Đống cũng ý thức được lúc trước mình luôn có cảm giác không hợp với cán bộ bản địa Hoa Lâm, dù gì mình cũng chỉ làm 3 năm rồi sẽ rời đi, có thể giúp được Hoa Lâm ít nào hay ít đó. Chính vì loại tâm tình này tác quái nên dù thế nào thì nhìn đám cán bộ Hoa Lâm này mình cũng không thấy vừa mắt. Cậu hiểu được điều này là tốt rồi. Cán bộ bản địa đều hy vọng quê hương của mình trở nên tốt hơn, ngoại trừ một số người luôn tìm cách nhét đầy hầu bao của mình. Cán bộ bình thường vẫn có thể phân rõ tốt xấu thị phi, trong đó cũng không thiếu người có năng lực, cậu có thể quan sát rồi chọn lựa để đến thời điểm thích hợp cần dùng người thì có thể lấy ra được. Quốc Đống, đây là một cơ hội. Năm nay tỉnh đề cao cuộc chiến xóa đói giảm nghèo, không ít lãnh đạo các ngành nghề đều nói tới chuyện này, chuyện mà cậu nói vừa lúc có thể nhân cơ hội này. Bên chiến tuyến giao thông chúng ta cũng phải giúp đỡ người nghèo, ai tới được sớm thì làm sớm, vậy có thể chọn lấy cơ hội này. Thái Chính Dương mỉm cười nói. Lần này cậu không bị vấp nữa, sắp tới mấy lãnh đạo sở đều định dẫn người xuống mấy khu giao thông lạc hậu để xem, tôi chuẩn bị tới Ninh Lăng, đến lúc đó sẽ gặp mặt bí thư Kỳ ở thị xã các cậu, coi như là tiếp sức cho cậu. Triệu Quốc Đống cười nói. Đúng là chuyện tốt, giao thông trong tỉnh Ninh Lăng chúng tôi rất lạc hậu. Mà Hoa Lâm lại là nơi lạc hậu nhất Ninh Lăng nên nếu xét về tình về lý thì trọng điểm giúp đỡ của sở chắc cũng vào Hoa Lâm chúng tôi đúng không? Ừ, về tình lý thì như vậy, Quốc Đống, cậu phải nắm bắt tốt kỳ ngộ này, tôi đoán các thị xã khác cũng sẽ lập tức xông vào chuyện này, đến lúc đó đợi người khác tới trước thì các cậu đã bị động rồi. Thái Chính Dương nhắc nhở. Hai người bàn chính sự xong thì nói chuyện phiếm. Bắt đầu thì Triệu Quốc Đống nhất nhất nói ra những gì mình nghe, thấy ở Hoa Lâm khiến Thái Chính Dương nghe mà cũng phải thổn thức không ngớt. Tình trạng nghèo khó của Hoa Lâm cũng không phải là duy nhất ở một huyện, trên thực tế mặc dù An Nguyên được coi là tỉnh có kinh tế mạnh số 1 số 2 trong vùng Trung Tây nhưng chênh lệch tốt xấu lại cực lớn, giống như là khoảng cách chênh lệch giữa vùng Duyên Hải và vùng Trung Tây vậy. Ví như An Đô, Miên Châu, Kiến Dương đều là những thành phố có kinh tế phát triển vượt xa những thị xã xa xôi của tỉnh An Nguyên. Sự chênh lệch này càng ngày càng gia tăng mà dường như hiện tại Trung ương và tỉnh cũng đã ý thức được điều này cho nên mới đề xuất phải tăng cường giúp đỡ các thị xã nghèo khó xa xôi. Hai người vừa nói đến vấn đề cán bộ thì đều cho rằng muốn thay đổi diện mạo một thị xã mà chỉ dựa vào một ít tài chính và hạng mục thì không thể giải quyết vấn đề hoàn toàn, mấu chốt là phải thay đổi được quan niệm đòi hỏi của địa phương, cán bộ dám làm dám chịu, tác phong vững vàng. Chỉ khi có được những người như vậy thì mới có thể thúc đẩy kinh tế phát triển. Cũng mới có thể đẩy mạnh chuyển biến quan niệm tư tưởng tiến tới một vòng tuần hoàn tốt. Nhưng đám cán bộ như thế này chỉ dựa từ bên ngoài điều tới hoặc là tự thân sinh ra thì đều có khó khăn nhất định. Có thể áp dụng trao đổi địa phương nhưng vẫn giữ nguyên chức vụ để rèn luyện, dựa vào bồi dưỡng để đề bạt cán bộ ưu tú tại chỗ. Xúc tiến cán bộ quần thể từ một đầm nước lặng đưa ra được một dòng máu mới, chỉ có như vậy thì mới có thể hình thành một bầu không khí phát triển tốt. Thái Chính Dương thấy Triệu Quốc Đống chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà hiểu được như vậy thì cảm thấy rất mừng.
Đến một thị xã bần cùng tạm giữ chức thì cũng phải có chút dũng khí, Triệu Quốc Đống có thể quyết định không ở lại Sở mà dứt khoát đi xuống dưới rèn luyện thì thật hiếm có. Hơn nữa còn có thể thông qua đủ loại phương pháp khéo léo để thúc đẩy chuyện này thành công thì càng chứng tỏ hắn đã dần dần trở nên thành thục rồi. Chỉ là kinh nghiệm công tác cơ sở còn quá khiếm khuyết thì vẫn là một nhược điểm của Triệu Quốc Đống. Mình cũng chỉ cố hết mức đem những tâm đắc của mình nói cho hắn biết để hắn đỡ phải đi đường vòng hay tránh đụng phải vách tường. Phó Thiên nhận được điện thoại của Thái Chính Dương yêu cầu hắn lập tức làm một kế hoạch để Sở Giao thông tỉnh tăng cường giúp đỡ các địa khi nghèo khó thì cảm thấy có phần ngạc nhiên. Đang là chủ nhật mà sếp lớn còn vội vã như vậy lại còn yêu cầu thứ hai phải làm xong thì thật là hiếm thấy. Tại sao đột nhiên sếp lớn lại cảm thấy hứng thú với chuyện giúp đỡ người nghèo nhỉ? Ý kiến và kế hoạch thì cũng không phải là việc gì khó, chỉ cần an bài thủ hạ làm là được, chỉ căn cứ theo tinh thần của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh từ các văn kiện đầu năm nay rồi lại kết hợp tình hình thực tế bên mảng giao thông là có thể đưa ra được một bản quy hoạch giản lược cùng với ý kiến thực thi, cần thiết thì tăng chút thời gian là xong. Chẳng qua khi nhìn thấy Triệu Quốc Đống vào thứ hai thì hắn liền minh bạch vì sao ngày hôm qua Thái Chính Dương lại vội vã yêu cầu lấy văn kiện ra, một bên vừa hàn huyên xã giao, một bên vừa thầm than vận số người kia thật tốt. Phân đến nơi nghèo nhất Ninh Lăng thì vốn tưởng rằng hắn phải chịu đựng ở đây 3 năm, không ngờ tên này lại giống như con rán đánh không chết còn cố dẫy giụa. Trùng hợp là lúc này tỉnh lại coi trọng công tác giúp đỡ người nghèo. Hơn nữa Thái Chính Dương dốc hết sức thúc đẩy thì xem ra một khoản tài chính riêng của Ninh Lăng làm rạng rỡ, vinh dự cho người kia là điều không thể tránh được. Người so với người đúng là tức chết đi. Triệu Quốc Đống lấy một ít thổ sản vùng núi ra phân phát, mấy lời nói khách sáo để báo cáo công tác trong 1-2 ngày này cũng liên miên không dứt. 7 lãnh đạo sở ngoại trừ chỗ của Thái Chính Dương và Từ Hoành hơi tốt một chút thì ở chỗ các lãnh đạo còn lại hơn phân nửa thời gian hắn đều khóc lóc kể lể điều kiện gian khổ, cuộc sống gian nan, yêu cầu lãnh đạo sở suy nghĩ xem có thể mau chóng triệu hồi mình trở về hay không. Đương nhiên dù là Trầm Tự Nhiên hay là Trương Trung Thuận đều khó tránh khỏi phải động viên cùng khen ngợi một phen, yêu cầu hắn tiếp tục kiên trì tranh thủ thắng lợi đến cuối cùng. Còn Nhạc Vân Tùng thì lại nói đầy ý vị sâu xa, nói rằng là một đảng viên Đảng Cộng sản thì cần phải đến những địa phương gian khổ nhất để rèn luyện bản thân, muốn mình phải chút được gánh nặng mà xông pha ra trận. Điêu Hòa Bình thì lại nhẹ nhàng an ủi bảo mình yên tâm công tác, sở nhất định sẽ không quên biên chế và phúc lợi đãi ngộ của hắn. Nói tóm lại, tất cả mọi người đều hy vọng hắn có thể an tâm công tác ở Ninh Lăng, làm ra thành tích, về phần tâm tư cuối cùng của bọn hắn muốn gì thì cũng chỉ có bọn họ là biết. Thông qua giới thiệu của Bùi Hoài Viễn thì cuối cùng Triệu Quốc Đống cũng bắt sóng được với bên Học viện Nông nghiệp, Đại học An Nguyên. Kỳ thật trở về An Đô lần này thì Triệu Quốc Đống còn có một ý tưởng quan trọng chính là muốn nhằm vào hiện trạng nông nghiệp Hoa Lâm trước mắt để làm một quy hoạch. Hoa Lâm là huyện nông nghiệp điển hình, nói là huyện nông nghiệp nhưng thực ra nông nghiệp trong huống chi lại rất bạc nhược, ngoài ít ruộng nước và cây lương thực là sản nghiệp chính thì phần lớn đồi núi đều để hoang không dùng tới, nông dân thiếu hẳn một con đường tăng thu nhập hữu hiệu. Triệu Quốc Đống cũng biết mình không phải chuyên gia trong phương diện này. Nếu muốn quy hoạch phát triển nông nghiệp thì cần phải có chuyên gia bày mưu tính kế rồi sau cùng là chính quyền thúc đẩy. Nhất là loại địa phương có tỷ lệ diện tích đồi núi bỏ hoang chiếm tương đối lớn như Hoa Lâm thì làm cách nào để thông qua phát triển cây kinh tế hoặc là phát triển công nghiệp trồng trọt theo hình thức đặc sắc nhất để đi tắt, kéo nông hộ địa phương tăng thu nhập, làm giàu thì cũng là chuyện Triệu Quốc Đống quan tâm nhất. Việc này cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Thái Chính Dương. Thái Chính Dương rất tán đồng với lối tư duy không câu nệ của Triệu Quốc Đống nhưng cũng nhắc nhở hắn cần phải chú ý phương thức phương pháp, tránh cho tạo ra những chuyện mẫn cảm trong huyện. Kết quả phát triển cây kinh tế của không ít địa phương trong giấc mơ khiến Triệu Quốc Đống tỉnh ngủ, làm thế nào để lợi dụng quy hoạch hợp lý, nhưng cần phải cân nhắc, công tác tiền kỳ phải khởi động trước, cũng may mình được phân công quản lý công tác khoa học kỹ thuật, đây vốn là chuyện bên nông nghiệp nên nếu nhìn từ góc độ khoa học kỹ thuật thì mình cũng miễn cưỡng có thể nhúng tay hỏi đến một chút. Học viện Nông nghiệp An Nguyên đã sớm sát nhập vào Đại học An Nguyên, Học viện Nông nghiệp An Nguyên vốn khá nổi tiếng trong nước, mặc dù sau khi sát nhập vào Đại học An Nguyên thì mất đi sự độc lập nhưng thực lực tổng hợp thì lại được tăng cường lớn, còn danh tiếng thì không những không bị yếu bớt mà ngược lại một số hạng mục nghiên cứu được Đại học An Nguyên giúp đỡ tài chính nên liên tiếp đạt được thành quả. Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Đại học An Nguyên cũng cảm thấy khá hứng thú đối với việc Ninh Lăng thành lập một cơ sở thực tiễn. Nhất là khi biết ở phương diện này thì Hoa Lâm còn sẵn lòng cung cấp một ít đất đai không ràng buộc, cũng phụ trách bảo đảm và hứa hẹn điều kiện cuộc sống cơ bản sau này thì những người lãnh đạo Học viện Nông nghiệp lại càng hứng thú hơn.
Bọn họ cũng hiểu rõ thực trạng kinh tế bên Ninh Lăng nên cũng không hy vọng xa vời rằng Ninh Lăng có thể giúp đỡ gì đó về mặt tài chính. Còn Triệu Quốc Đống thì đưa ra thỉnh cầu Học viện Nông nghiệp có thể phái lực lượng nghiên cứu nhất định nhằm vào hoàn cảnh địa lý và địa chất phổ biến ở Ninh Lăng để làm nghiên cứu và phân tích điều tra mang tính cơ sở. Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp cũng tỏ vẻ sẽ thận trọng suy xét. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hợp tác, nhất là khi nhìn thấy Triệu Quốc Đống còn trẻ tuổi như vậy, nghe nói còn đang nỗ lực học tại trước Đại học An Nguyên nên mặc dù là phó chủ tịch huyện nhưng vẫn khiến lãnh đạo Học viện Nông nghiệp không chắc chắn lắm. Mấy bữa cơm cộng thêm một ít lễ vật rốt cuộc cũng có chút tác dụng nhưng Triệu Quốc Đống biết vậy còn chưa đủ, muốn để đám quan liêu ở Học viện Nông nghiệp chân chính hạ quyết tâm thì cần bên chính quyền gây ảnh hưởng lên thượng cấp học viện. Quyển 5, chương 20, xuất kích. Tuần này Triệu Quốc Đống rất bận, ngoài việc gặp người của sở và Học viện Nông nghiệp thì hắn còn việc riêng cần làm. Ví dụ như Lôi Hướng Đông tuần trước đã chính thức được bổ nhiệm làm trợ lý giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh An Nguyên. Có lẽ chỉ là chức quá độ, rất nhanh sẽ lên làm phó giám đốc. Triệu Quốc Đống cũng hẹn chúc mừng đối phương. Bạn bè càng đi càng thân, không cần quá long trọng nhưng phải có thành ý. Triệu Quốc Đống cũng nghĩ có lúc quan hệ cá nhân sẽ mang tới tác dụng không ai có thể tưởng tượng ra. Ví dụ như bây giờ Hoa Lâm đang cần tranh thủ hạng mục giúp huyện khó khăn của sở giao thông. Bây giờ cho huyện Phong Đình, Thương Hóa đều được, đưa cho Thông Thành, Tây Hà đều được. Điều này đối với sở giao thông là không quá quan trọng. Nhưng đối với một huyện lại là cơ hội ngàn năm có một. Ai có thể nắm chắc, ai có thể khiến huyện của mình đi trước vài năm thì đó sẽ là thành tích đáng nói, ít nhất cũng làm anh được cấp dưới tôn trọng. Nhưng không phải hắn từ sở giao thông đi ra là có thể có được ưu đãi, điểm này Triệu Quốc Đống hiểu rõ. Dù là Thái Chánh Dương hay là Trầm Tự Nhiên có thể đi tới vị trí này thì cũng có nhiều quan hệ với chính quyền địa phương, ai không muốn vì bạn bè, người quen của mình mà lấy được khoản tài chính này vào tay. Ai không muốn nơi mình từng công tác tốt lên, ai không muốn để địa phương mình từng công tác nhớ tới mình. Nhưng ở điều kiện ngang nhau thì phải xem quan hệ. Thái Chánh Dương có quyền quyết định ở việc này, nhưng Triệu Quốc Đống cũng không muốn làm khó Thái Chánh Dương. Như vậy được Trương Trung Thuận cùng Từ Hoành là rất quan trọng. Lôi Hướng Đông làm bên Ngân hàng Nông nghiệp, Triệu Quốc Đống hiểu rõ Ngân hàng Nông nghiệp làm gì, sau này nông nghiệp Hoa Lâm mà phát triển thì không thể không có Ngân hàng Nông nghiệp ủng hộ. Nhất là Ngân hàng Nông nghiệp vốn là ngân hàng quốc doanh, ở nhiều phương diện sẽ có ưu thế hơn với ngân hàng thương mại. Học viện Nông nghiệp cũng khá quan trọng, nhưng nó không thuộc tỉnh quản lý, trực thuộc trường cấp quốc gia, đương nhiên chính quyền địa phương cũng có quyền lên tiếng nhưng quyết định cuối cùng đều do trường cấp quốc gia nắm trong tay. Đương nhiên tiến hành một cuộc điều tra ở cơ sở không phải việc lớn, chỉ cần lãnh đạo phụ trách trong tỉnh nói ra thì sẽ không vấn đề gì. Lần này tới Hỷ Lai đang ăn. Triệu Quốc Đống biết vợ chồng Lâm Băng thích ăn đồ Tây, không khí nơi này cũng được, người không nhiều, rất yên tĩnh. Quốc Đống, lần này cậu về bao lâu? Vương Phủ Mỹ cũng là người nho nhã, tri thức, y tốt nghiệp nghiên cứu sinh khoa Trung văn Đại học An Nguyên, nghe nói chỉ bằng một bức thư tình mà lấy được trái tim Lâm Băng. Mỹ ca, em cũng không ở vài ngày, xong việc là sẽ về. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao? Mỹ ca có phải ngứa ngáy trong người nên muốn lấy cảm giác thắng lợi và đánh vài set với em? Triệu Quốc Đống thực ra không giỏi tennis, nhưng thể lực của hắn tốt, lực tay mạnh, đánh bóng nhanh, cũng có thể chơi được. Chẳng qua Vương Phủ Mỹ là cao thủ trong trò này. Bỏ đi, giết cậu không tìm được sự tự hào khi thắng lợi, không phải một trình độ. Thật sự không tìm được người thích hợp thì lấy cậu ra là cũng được. Vương Phủ Mỹ nói chuyện khá khôi hài. Chẳng qua ở văn phòng tỉnh ủy ai cũng biết y là người rất trầm ổn. Anh không nên đả kích em như vậy chứ. Kỹ thuật của em mặc dù không tốt nhưng nếu so về thể lực thì anh chưa chắc là đối thủ của em. Hay là chúng ta đổi môn như bơi, chạy. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Lấy sở đoản của mình đánh sở trường của địch, ai làm? Vương Phủ Mỹ cười nói. Quốc Đống, có biết chơi gôn không? Gôn ư, không biết, quy tắc cũng không hiểu. Chẳng qua An Nguyên chúng ta cũng không có sân nào ra hồn, ngoài sân bên Hồ Vân Loa ra thì em chưa thấy chỗ nào có sân gôn chính thức. Đây là môn thể thao của quý tộc phương Tây, không thích hợp với quốc gia người nhiều, ít đất chúng ta. Còn nói không biết, ngay cả sân gôn Vân Loa cũng biết. Cậu định giấu tôi hả? Vương Phủ Mỹ có chút kinh ngạc nói. Không có mà, em đã đến đó hai lần nên thấy cũng được. Triệu Quốc Đống cười nói. Em chỉ biết chạy bộ, bơi thôi. Quốc Đống, được đó. Tôi nghe nói sang Hồ Vân Loa chơi không giàu cũng là sang, cán bộ cấp huyện bình thường không ai đến đó đâu.
Vương Phủ Mỹ nói. Đâu đến mức như vậy, em thấy chỉ là chỗ khá phong nhã cho mấy người có tiền mà thôi. Đương nhiên phong cảnh cũng đẹp. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Em thấy không bằng khai thác vài núi hoang ở Hoa Lâm. Quốc Đống, cậu đúng là biết nói chuyện. Hoa Lâm làm sân gôn thì cho ai chơi? Lái xe mất 7-8 tiếng, người run rẩy mà còn sức chơi sao? Lâm Băng cười hì hì mà nói. Chị đừng cười, ai có thể nói rõ 10 năm sau Hoa Lâm có biến hóa hay không? Vấn đề giao thông bây giờ không phải có phó chủ tịch huyện Triệu em chạy quanh tìm cách sao? Chỉ cần giải quyết được khó khăn về giao thông thì em tin Hoa Lâm còn có ưu thế. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Ừ, lần này cậu có thể nhân cơn gió các cơ quan trên tỉnh muốn hỗ trợ huyện nghèo một chút, hoạt động và làm ra thành tích. Lâm Băng cũng biết hai hôm nay Triệu Quốc Đống đang chạy quanh. Nhất định rồi. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Lâm tỷ, lãnh đạo phụ trách mảng giáo dục là chủ tịch Cam không? Đúng thế. Lâm Băng nói. Quốc Đống, có phải có việc cần tìm chủ tịch Cam không? Vương Phủ Mỹ nói. Vâng, em bây giờ không phải phụ trách mảng khoa học kỹ thuật sao? Mấy hôm trước em xuống xã phát hiện nông dân Hoa Lâm há nghèo, nguyên nhân chủ yếu là bế tắc, hay là thiếu con đường làm giàu. Em suy nghĩ một chút thì Hoa Lâm là vùng đồi núi, có nhiều đồi núi để không? Em muốn mời chuyên gia học viện nông nghiệp đến xem một chút, thuận tiện thành lập trụ sở thực tế, xem có thể nuôi dưỡng vật nuôi hay cây trồng gì phù hợp không? Như vậy cũng là tìm được con đường làm giàu cho nông dân Hoa Lâm. Học viện nông nghiệp, Đại học An Nguyên trực thuộc Bộ Giáo dục, tỉnh không quản được. Đại học An Nguyên nằm ở An Đô, chắc có quan hệ với chủ tịch Cam mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, điều này thì đúng. Chủ tịch Cam không phải vốn là phó hiệu trưởng Đại học An Nguyên sao? Bây giờ chủ tịch Cam vẫn còn sống trong Đại học An Nguyên. Lâm Băng gật đầu nói. Chồng chủ tịch Cam bây giờ đang dạy ở Đại học An Nguyên, hai con đều là đảng viên của trường. Không biết Lâm tỷ có quen với chủ tịch Cam không? Triệu Quốc Đống cười nói. Cũng được, Quốc Đống, cậu định làm như thế nào? Lâm Băng không từ chối, cô có quan hệ khá tốt với vị chủ tịch Cam này. Hai người chênh nhau có vài tuổi, hay tập thể dục, đi thẩm mỹ viện với nhau, lâu dần thành quen. Vậy Lâm tỷ xem có cơ hội giúp em không? Một là báo cáo công việc với chủ tịch Cam, thứ hai là mời chủ tịch Cam hỏi giúp một chút, xác nhận hai chuyện với bên học viện nông nghiệp. Triệu Quốc Đống không khỏi vui mừng vì tìm thấy cửa. Ừ, để tôi thử xem. Vợ chồng bọn họ cứ cuối tuần đều đi đến câu lạc bộ thể hình, nếu có thể thì chưa gặp nhau, ăn một bữa cơm là được. Lâm Băng suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi có thể liên hệ trước xem có thể hay không. Thấy Triệu Quốc Đống rời đi, Vương Phủ Mỹ không nhịn được cười nói. Quốc Đống này đúng là không đơn giản, anh thấy sớm muộn sẽ phát triển. Vâng, Quốc Đống này cũng được. Ít nhất còn có thể nghĩ đến việc giúp dân chúng thoát nghèo, tìm Bình tỷ giúp cũng không vấn đề gì, cũng đều là vì phát triển kinh tế bên dưới mà. Lâm Băng không nghe ra ý trong lời nói của chồng. Vương Phủ Mỹ lắc đầu rồi nói. Cậu ta nghĩ quá linh hoạt, vốn chỉ là muốn mời chúng ta nói giúp với Học viện Nông nghiệp, vậy mà biến thành muốn báo cáo công việc với Chủ tịch Cam, tính chất khác ngay. Tính chất thay đổi gì chứ? Anh đừng nghĩ người khác xấu như vậy. Lâm Băng có chút không vui nói. Em hiểu lầm rồi, anh chỉ là nói Quốc Đống biết nắm chắc cơ hội. Có thể có cơ hội báo cáo công việc với lãnh đạo tỉnh, ai có thể bỏ qua. Vương Phủ Mỹ cũng biết vợ mình có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Một chiếc khăn lụa Nhật Bản đã làm bà vợ y rất thích, tên này đúng là biết lấy lòng người. Quyển 5, chương 21, Dã Tâm. Xe lặng lẽ tiến vào cửa, bảo vệ vội vàng chạy ra chặn xe. Tìm ai? Tôi tìm Bồi Ca. Triệu Quốc Đống ngồi ở ghế lái mà đánh giá căn nhà 3 tầng mới xây. Bồi Ca nào? Bảo vệ là một người đàn ông khoảng 50, mặt mày cảnh giác. Dương Thiên Bồi. Giám đốc Dương ra ngoài chưa về. Bảo vệ nói. Cậu có thể gọi cho giám đốc. Tôi đã gọi rồi, Bồi Ca rất nhanh sẽ về. Bồi Ca bảo tôi tới văn phòng ngồi một chút. Triệu Quốc Đống nói. Bảo vệ có chút nghi ngờ nhìn Triệu Quốc Đống, xác định chưa gặp người này liền gọi lên lầu. Chị Từ, có người tìm giám đốc Dương, nói là giám đốc Dương bảo lên văn phòng đợi. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trên tầng 2 làm Triệu Quốc Đống run lên. Hắn thò đầu ra và vẫy vẫy tay. Từ Xuân Nhạn vui mừng, tim đập loạn lên, cô cố nhịn cơn tức giận mà nói. Bác Lý, để cậu ta vào đi, cậu ta là bạn của giám đốc Dương, tôi nhận ra.
Bảo vệ lúc này mới gật đầu nói. Vào đi. Triệu Quốc Đống lần đầu tới nơi này. Đây vốn là khu nhà của công ty xây dựng số 1 Giang Khẩu, bây giờ đã được sửa sang lại hoàn toàn. Tầng 1 là phòng tài liệu, phòng thiết bị, phòng hạng mục, phòng xây dựng. Tầng 2 là văn phòng và phòng của giám đốc. Từ Xuân Nhạn mặc một bộ vest màu cho, bên trong là chiếc áo trắng, trên ngực có một đóa hoa trông cô càng thêm quyến rũ. Mặt vẫn trắng nõn, quyến rũ, nhất là má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Từ Xuân Nhạn từ trước đến giờ mặc đồ đều đẹp, cô trang điểm nhạt càng thích hợp hơn cả. Triệu Quốc Đống không nói gì mà chỉ cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới rồi đi vào văn phòng. Một cô gái ở văn phòng đang chuẩn bị rót trà cho Triệu Quốc Đống nhưng Từ Xuân Nhạn đã ngăn lại. Không cần, mở văn phòng giám đốc Dương ra, đây là bạn của giám đốc. Em làm đi, để chị rót trà. Vào văn phòng của giám đốc, Triệu Quốc Đống nhìn quanh rồi nói. Ôi, văn phòng của Bồi Ca sao tiết kiệm thế, ít nhất cũng phải có một bàn lớn, một ghế lớn mới đúng. Đây chắc là đồ cũ phải không? Giám đốc Dương nói công ty Thiên Phu đang khó khăn. Tiền đều phải dùng ở chỗ thích hợp. Từ Xuân Nhạn nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra mà nói. Nhạn tỷ, mấy hôm không gặp mà mới cầm tiền của công ty Thiên Phu đã nói chuyện giúp công ty Thiên Phu rồi sao? Từ Xuân Nhạn không nhịn được cười nói. Tôi bây giờ là nhân viên của công ty Thiên Phu, tất nhiên phải nói vì công ty mà. Ừ, công ty Thiên Phu phải nên tăng lương cho nhân viên chăm chỉ như chị. Triệu Quốc Đống nói. Lát tôi sẽ đề nghị với Bồi Ca. Từ Xuân Nhạn có chút lo lắng tên này sẽ làm ra việc đó. Cô mặc dù không rõ quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Giám đốc Dương Thiên Bồi. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể trực tiếp nói với Dương Thiên Bồi về đưa cô vào công ty Thiên Phu, mà cô còn làm tránh văn phòng thì nói rõ quan hệ mật thiết. Cũng may đây là công ty tư nhân nên có thể quyết định tất cả, không ai nói gì. Thấy Từ Xuân Nhạn có chút lo lắng, Triệu Quốc Đống không nhịn được cười nói. Được rồi Nhạn tỷ, tôi đâu đến mức nhàm chán như vậy. Đúng rồi, chị tới đây từ bao giờ? Từ Xuân Nhạn đã gọi điện cho Triệu Quốc Đống để làm rõ chuyện tối hôm đó. Từ Thu Hạm là chị em ruột của cô, bề ngoài gần như giống nhau, ngoài má lúm đồng tiền sâu hay nông ra là hơi khác chút. Từ Xuân Nhạn hơi đầy đặn hơn chút, Từ Thu Hạm hơi gầy hơn chút. Nhưng lúc đó là tối nên lừa được Triệu Quốc Đống, bảo sao Triệu Quốc Đống lại thấy Từ Xuân Nhạn có chút không đúng. Sau Tết không lâu là tôi tới đây, Giám đốc Dương đã giúp nhiều. Cho tôi làm ở văn phòng. Nói thật tôi không biết gì, ở phòng bảo vệ chỉ ghi lịch mà thôi, sang đây chỉ làm công tác tiếp đón khách, đúng là xấu hổ khi nhận lương. Từ Xuân Nhạn cười nói. Nhạn tỷ, không nên đánh giá thấp mình như vậy, công việc của văn phòng chính là tiếp đãi mà. Tôi thấy người ở văn phòng huyện cũng không bằng chị, không phải suốt ngày ngồi đó uống nước, đọc báo sao, tiếp đón dân chúng tới sao. Bọn họ còn có thể làm gì chứ? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Hay là Nhạn tỷ dành thời gian học máy tính, về sau sẽ có tác dụng, nhất là mấy thứ như tính toán, đánh máy sẽ có lợi. Cậu nói máy tính có khó học không? Cũng không có gì khó cả, ta học từ dễ đến khó là được, hơn nữa thứ này nói trắng ra chỉ là quen là làm được. Chỉ cần chị muốn học thì rất dễ. Triệu Quốc Đống cười nói. Đến lúc đó tôi sẽ bảo Bồi Ca mua một máy tính để ở văn phòng. Như vậy văn phòng cũng dễ áp dụng máy móc vào hơn. Ồ, tôi quên không rót trà cho chị. Thấy Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào mình, Từ Xuân Nhạn run lên vội vàng lấy lý do quay người. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng và nhìn Từ Xuân Nhạn đi ra ngoài. Bộ đồ công sở này chắc đã làm Từ Xuân Nhạn mất không ít tiền. Mặc dù không phải đồ hàng hiệu nhưng có lẽ cũng chỉ nhân viên thành công mới có thể mua được. Bờ mông đẫy đà bước đi càng làm người ta si mê, đáng tiếc đó là chiếc quần lót lớn hẳn ở quần lại hơi xấu. Cậu nhìn gì thế? Từ Xuân Nhạn bưng cốc trà lên, cô không chịu được ánh mắt của Triệu Quốc Đống nên oán trách. Nhìn như kẻ trộm, cậu cũng là phó chủ tịch huyện rồi mà không chú ý hình tượng của mình sao? Không phải, Nhạn tỷ, em chỉ có chút nuối tiếc. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Nuối tiếc gì? Từ Xuân Nhạn có chút lo lắng nói. Nhìn chị xem. Triệu Quốc Đống chỉ vào mông cô mà nói. Hình ảnh của phụ nữ thường được tạo thành từ chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhạn tỷ có cặp mông đẹp như vậy, em đề nghị chị chú ý chọn đồ lót hơn nữa. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mặt Từ Xuân Nhạn đỏ bừng lên. Nhưng thấy Triệu Quốc Đống nói rất chân thành, cô có chút động tâm. Cậu có vẻ rất hiểu cái này nhỉ? Không phải, chỉ là không muốn hình tượng hoàn mỹ của Nhạn tỷ bị phá vì mấy chi tiết nhỏ này.
Triệu Quốc Đống cười nói. Hừ. Từ Xuân Nhạn đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang liền vội vàng nghiêm mặt đi ra. Dương Thiên Bồi đầu đầy mồ hôi đi vào, thấy Triệu Quốc Đống đang nhàn nhã ngồi đó mà uống nước, Từ Xuân Nhạn lúc nãy đi ra lại có vẻ bực bội nên cười nói. Quốc Đống, có phải là lại trêu chọc tiểu tử không? Đâu có, em chỉ là nhắc Nhạn tỷ chú ý tăng hình tượng. Về sau trụ sở của công ty Thiên Phu sẽ chuyển lên Ando, như vậy càng cần chú ý hình ảnh của công ty. Nhất là bảo vệ nhìn em như kẻ trộm, đúng là cách làm việc của công ty nhà nước. Nếu em là khách thì không phải có ấn tượng không tốt sao? Từ Xuân Nhạn ra ngoài nghiến răng nghiến lợi, người này đúng là biết tùy cơ ứng biến. Nhưng ngoài mặt cô không biểu hiện gì mà mang trà vào cho Dương Thiên Bồi. Được rồi, tiểu tử đừng khách khí, tôi tự làm, cô đi làm việc đi. Dương Thiên Bồi xua tay nói. Từ Xuân Nhạn biết Dương Thiên Bồi có việc quan trọng cần nói với Triệu Quốc Đống. Chỉ là cô không rõ sao Dương Thiên Bồi lại có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống như vậy. Cô đến công ty báo danh thì không phải phỏng vấn gì cả, hơn nữa thoáng cái điều tới làm tránh văn phòng. Thấy Từ Xuân Nhạn biết ý đóng cửa lại, Dương Thiên Bồi cười cười thần bí mà nói. Quốc Đống, chú không phải thấy tiểu tử đẹp hơn của tiểu Âu đó chứ? Nói thật tiểu tử đúng là được, nhưng dù sao đã lấy một đời chồng, không hợp với chú. Tiểu Âu mặc dù ngang bướng nhưng lại khác, anh thấy. Được rồi Bồi ca, hôm nay em tới không phải nghe anh giới thiệu phụ nữ. Em đi giày gì thoải mái thì em hiểu mà. Triệu Quốc Đống vội vàng ngăn Dương Thiên Bồi nói. Vậy đi thử hai giày có phải là hợp hơn với chú không? Dương Thiên Bồi nói làm Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa phun nước ra. Bồi ca, anh muốn hại người đó à, vậy mà cũng có thể nói. Em lúc nào thử cả hai đôi giày. Bỏ đi, anh sớm biết chú đào hoa, sớm muộn cũng chết trên bụng gái. Chúng ta quen nhau có vài năm mà anh đã thấy vài cô gái rồi. Tiểu Khổng, Tiểu Âu, còn có Tiểu Từ. Đúng, ngay cả chủ nhiệm của khu khai phát kia theo anh thấy cũng có quan hệ đặc biệt với chú. Anh thấy chú có vẻ thích phụ nữ lớn tuổi hơn. Người ta chân dẫm hai thuyền thì chết đuối. Chú thì hay rồi, chân dẫm bốn thuyền mà vẫn không sao. Bồi ca, anh không được nói bậy, danh tiếng của em không xấu như anh nghĩ đâu. Em và Nhạn tỷ là bạn bè bình thường, giúp một chút thôi. Càng không có quan hệ gì với Tiểu Âu. Được rồi, chuyện của chú thì anh không hỏi. Chú ý sức khỏe của mình thì hơn. Dương Thiên Bồi nói. Triệu Quốc Đống không còn gì để nói. Khổng Nguyệt từ đợt Tết đến giờ liền cấm tiệt hắn. Vậy mà Dương Thiên Bồi lại nghĩ hắn tay ôm tay ấp mấy cô gái. Bồi ca, bên cục công an thành phố thế nào rồi? Vẫn thuận lợi, chỉ ngoài tài chính. Dương Thiên Bồi buồn bực nói. Thái độ của cục công an thành phố rất rõ ràng. Đầu tiên bỏ hết ra làm, năm nay bọn họ trả 20%, nửa năm sau trả 30%, nửa năm sau nữa trả 20%. Còn 30% thì sẽ trả trước ngày 30 tháng 6 năm sau nữa. Tài chính có vấn đề gì không? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Theo yêu cầu thì tháng 5 sẽ khởi công, trước tháng 10 phải nghiệm thu, thời gian gấp không nói, chủ yếu sẽ khiến tài chính lưu động của công ty Thiên Phu khó khăn. Nói không vấn đề là giả. Chẳng qua anh đã trao đổi với ngân hàng xây dựng huyện, bọn họ thấy chúng ta ký hợp đồng lớn như vậy nên khá ủng hộ. Nhưng bọn họ cho vay có hạn, không thể thỏa mãn hết. Quỹ tín dụng cũng chỉ có thể cho vay một chút nhưng không đủ. Năm nay công ty Thiên Phu còn có vài công trình, cho nên có lẽ phải thông qua con đường khác. Dương Thiên Bồi vốn định nhận mấy công trình của Cục Công an thành phố rồi không nhận nữa. Nhưng Triệu Quốc Đống yêu cầu y phải nắm chắc cơ hội mà nhận thêm công trình khác. Y không biết sao Triệu Quốc Đống lại vội vàng dục nhận công trình gấp như vậy, hỏi Triệu Quốc Đống thì không trả lời. Dương Thiên Bồi thấy Triệu Quốc Đống kiên quyết như vậy đành phải nhận mấy công trình trong khu khai phát. Có mấy công trình bị Cục Công an thành phố ảnh hưởng nên tìm tới cửa. Toàn bộ đều là xây dựng khu nhà tập thể các cơ quan cấp thành phố, trong đó còn có hai khu nhà của Sở Giao thông. Đương nhiên mấy công trình này đều yêu cầu công ty Thiên Phu bỏ tiền trước. Nhưng Dương Thiên Bồi thấy bọn họ trả tiền không lâu bằng Cục Công an thành phố nên cắn răng nhận vài cái. Nói cách khác năm nay công ty đã nhận đủ việc. Ừ, em vẫn có ý đó, cố gắng nhận công trình, bảo đảm chất lượng và thời hạn. Về vấn đề tài chính thì sẽ có biện pháp. Triệu Quốc Đống đã tính trước, nếu không vay được đâu thì vay tạm bên nước suối Thương Lãng. Quyển 5, chương 22, thu hoạch ngoài ý muốn. Tương lai của nước suối Thương Lãng. Triệu Quốc Đống cũng không dám xác định. Hắn chỉ có thể dựa vào giấc mơ mà giúp Nốt trưởng thành. Nhưng thế kỷ 21,
khắp Trung Quốc dấy lên cơn sóng bất động sản làm hắn có ấn tượng quá sâu. Thời đại đó số nhà đầu tư bất động sản ngã xuống chỉ đến trên đầu ngón tay, qua đó có thể thấy ngành này lợi nhuận cao ra sao. Bảo sao ngay cả nhà đầu tư nước ngoài cũng muốn tiến vào thị trường Trung Quốc. Bảng xếp hạng những người giàu nhất trên thế giới Forbes hàng năm được công bố, nhà đầu tư bất động sản chiếm tỷ lệ khá lớn trên đó. Nhà đầu tư bất động sản dựa vào gì có thể là một bộ phận khá lớn trên bảng Forbes? Không ngoài gì khác, chính là lợi dụng sự khan hiếm về đất và chính sách của quốc gia, khiến bọn họ có thể hợp pháp, hợp lý lấy tiền của dân chúng. Triệu Quốc Đống biết mình không phải Chúa Trời, không thay đổi được cả cơn sóng này. Khủng hoảng kinh tế năm 97 là thử thách lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc. Làm như thế nào khiến kinh tế phát triển? Cuối cùng Trung ương lựa chọn thông qua ngành sản xuất bất động sản. Nếu không thể thay đổi thì không ngại mà hưởng thụ. Triệu Quốc Đống cho rằng vùng với việc để đám nhà đầu tư bất động sản không lương tâm làm loạn, tốt hơn hết để công ty Thiên Phu tham gia, ít nhất mình có thể báo đáp lại xã hội một chút. Nếu muốn tham gia bữa tiệc này, muốn lấy lợi ích lớn nhất thì nhất định cần đủ thực lực. Có đủ thực lực thì chính quyền địa phương mới tin anh, nói cách khác đây là trụ cột để anh liên minh được với chính quyền địa phương. Điểm này chính là điều công ty Thiên Phu đang cần tạo ra. Công ty Thiên Phu tiến bước quá chậm, căn cơ không đủ. Mà nay chỉ có tăng tốc phát triển, dùng thành tích huy hoàng thể hiện với chính quyền địa phương. Để bọn họ cảm nhận được thực lực của công ty Thiên Phu. Chỉ như vậy thì công ty Thiên Phu mới có thể tham gia thời đại kia. Dương Thiên Bồi cũng mơ hồ biết suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, nhưng y không rõ tại sao Triệu Quốc Đống lại tin thị trường bất động sản sẽ phát triển như vậy. Nhất là bây giờ không có dấu hiệu gì, nếu mạo hiểm đặt cược thì hơi quá. Nhưng Triệu Quốc Đống địa biểu cổ đông lớn nhất, hơn nữa gần như bước đi nào của Triệu Quốc Đống đều làm Dương Thiên Bồi tin. Nếu không dù Triệu Quốc Đống là cổ đông lớn nhất thì y cũng không mạo hiểm cùng đối phương. Công ty mở rộng như vậy, chú có thấy hơi nhanh quá không? Dương Thiên Bồi đang lo lắng, y là giám đốc nên phải suy nghĩ cho nhân viên bên dưới. Em biết anh lo lắng, vấn đề tài chính không sao cả, em lo là nhân lực của công ty. Theo công ty phát triển, cần nhân viên nhất là nhân viên quản lý và nhân viên kỹ thuật càng lúc càng nhiều, năng lực cũng yêu cầu tăng lên. Cho nên ở điểm này anh và em cần phải nhận biết rõ ràng. Dù chúng ta dùng biện pháp nào cũng được, đào tường, tuyển dụng, tự bồi dưỡng cũng được. Tóm lại phải tạo thành 10 đội mới là quan trọng nhất. Một công ty lớn thành hay bại sẽ quyết định vào việc anh có bao nhiêu nhân viên tài năng. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Dương Thiên Bồi thở dài một tiếng. Y lo nhất là Triệu Quốc Đống chỉ muốn mở rộng thị trường mà quên xây dựng trong nội bộ công ty. Lời này của Triệu Quốc Đống đủ chứng minh không mất lý trí. Quốc Đống, anh rất vui, ít nhất hai chúng ta không bị hiện tượng bên ngoài mê hoặc. Sau khi thu mua công ty xây dựng số 1 khiến nhân viên quản lý của chúng ta tăng lên không ít. Theo công trình hiện nay thì miễn cưỡng đối phó được, anh cũng bắt đầu thuê nhân viên, ngoài ra anh dự định do công ty bỏ tiền đưa nhân viên có tiềm lực phát triển đến học viện xây dựng Trùng Khánh, Ando học tập một chút. Đúng như chú nói, ngoài thuê nhân viên, hay là chúng ta phải tự bồi dưỡng. Dương Thiên Bồi dự định như vậy làm Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Xem ra Dương Thiên Bồi đã sớm tính toán trước. Tự công ty bồi dưỡng thì nhân viên mới có sự đoàn kết, như vậy càng làm bọn họ hết lòng vì công ty. Hai bên cùng làm, đó là điều quan trọng nhất đối với việc mở rộng công ty. Thuê nhân viên từ ngoài là cách nhanh nhất giải quyết lực lượng cho công ty, tự bồi dưỡng là kế lâu dài. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Về phần tài chính thì anh không cần lo lắng. Nếu khó vay từ hệ thống ngân hàng thì em sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đương nhiên chúng ta cần cố gắng được hệ thống ngân hàng ủng hộ. Việc kinh doanh Triệu Quốc Đống không bao giờ tham gia, dù là nước suối Thương Lãng hay công ty Thiên Phu, hắn đều đứng sau đưa ra phương hướng phát triển mà thôi. Hắn hy vọng việc kinh doanh thành công sẽ giúp con đường chính trị của mình thuận lợi hơn. Nhưng hai bên không thể có quan hệ trực tiếp, nếu không bị người ta phát hiện sẽ khá nguy hiểm. Dương Thiên Bồi nói vài hạng mục sắp khởi công, Triệu Quốc Đống không có hứng thú mấy. Đây là việc Dương Thiên Bồi cần quan tâm, không phải chuyện của người đưa ra phương hướng phát triển. Chính xác mà nói hắn bây giờ là chuyên gia tư vấn cao cấp, cảm giác này rất được. Câu lạc bộ Mân Lâm Khải nằm phía bắc Ando. Ando là thành phố lớn với hàng triệu dân, ở thành phố mà có một khu xanh hóa lớn như ở đây có thể nói ông chủ có tiềm lực tài chính hùng hậu. Cam Bình thấy rất hài lòng với thanh niên trông khá bình tĩnh trước mặt mình. Cam Bình biết kế hoạch phái cán bộ xuống cơ sở rèn luyện của tỉnh ủy. Cô là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, cũng nghe thấy việc này.
Nhưng đi xuống có nửa tháng đã đưa ra ý tưởng như vậy đúng là làm Cam Bình có cái nhìn mới đối với thanh niên này. Ít nhất chứng minh một điều người này xuống không phải ngồi chơi cho qua ngay. Dù là vì thành tích của y thì ít nhất cũng có tác dụng giúp dân chúng thoát nghèo. Tiểu Triệu, ý tưởng của cậu rất tốt, nhưng huyện nghèo nếu muốn thay đổi bộ mặt thì không phải một lần là xong, điểm này cậu phải hiểu. Dân chúng đúng là muốn giàu lên nhưng quan niệm truyền thống bó buộc bọn họ. Dù chuyên gia của Học viện Nông nghiệp có thể tìm con đường cho nông thôn Hoa Lâm, nhưng nếu muốn thuyết phục nông dân thay đổi quan niệm bao năm, tôi nghĩ đó là một quá trình khá khó khăn. Điểm này cậu phải chuẩn bị trước về tư tưởng. Cam Bình nói, Triệu Quốc Đống đang quan sát vị phó chủ tịch tỉnh này. Đối phương mặc dù nhận đề nghị của Lâm Băng nhưng không đồng ý ăn cơm, mà chỉ uống cà phê nửa tiếng mà thôi. Chủ tịch Cam, điểm này tôi hiểu, cho nên tôi muốn mời Học viện Nông nghiệp thành lập một điểm thực tế ở Hoa Lâm. Để các sinh viên, giáo viên Học viện Nông nghiệp tới đó trong thời gian thực tập, nghỉ ngơi, thử xem Hoa Lâm nên phát triển ngành nào có lợi nhất, nhanh nhất. Mà chúng tôi cũng dự định đưa các nông dân có quan niệm tiến bộ vào đó tham quan. Thất bại có thể làm lại, thành công sẽ là điểm mẫu cho dân chúng. Nếu là như vậy thì rất tốt, để tự bản thân nông dân cảm nhận ma lực của khoa học, ý tưởng rất sáng tạo. Dù là thất bại cũng không ảnh hưởng, chính quyền chủ yếu là đưa ra phương hướng. Cam Bình nghe vậy thì cảm thấy Triệu Quốc Đống này đúng là có ý tưởng tốt. Mục đích của chúng tôi là làm mẫu và đưa ra phương hướng, cho nên chúng tôi dự định chọn nơi có địa hình khá phổ biến mà làm mẫu, tổ chức nông dân đến tham quan. Thậm chí chúng tôi có thể phát động cán bộ xã, thị trấn làm mẫu, như vậy sẽ nhanh mang tới hiệu quả hơn. Ừ, rất tốt, cách này đáng để thử. Tiểu Triệu, chuyện này cứ nói như vậy đi. Tôi sẽ nói với Học viện Nông nghiệp, bên này tôi cũng yêu của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp coi Hoa Lâm là điểm mẫu, giúp đỡ về nhân viên và tài chính. Năm nay các sở trên tỉnh đều phải đưa ra biện pháp giúp đỡ huyện nghèo, tôi cảm thấy đây là con đường tốt. Nếu thành công, tôi cảm thấy sang năm sẽ nhân rộng ra các huyện khó khăn. Quyển 5, chương 23, gà mái thành vịt. Cam Bình đồng ý như vậy làm Triệu Quốc Đống không ngừng cảm ơn. Đối với Hoa Lâm mà nói thì dù một đồng cũng rất quan trọng. Hơn nữa Cam Bình nói rõ sẽ yêu cầu Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp giúp đỡ về tài chính và chính sách, đây đúng là quá tốt. Cam Bình này tất nhiên không muốn thời gian nghỉ ngơi của mình bị quấy rầy lâu. Triệu Quốc Đống báo cáo công việc xong, mục đích đã đạt liền biết điều rời đi. Về phần chứng thực như thế nào thì còn có Lâm Băng ở đó. Triệu Quốc Đống bây giờ cần là lập tức viết thành văn bản báo cáo lên. Triệu Quốc Đống ra ngoài liền gọi điện nói ý tưởng hợp tác với Học viện Nông nghiệp và thành lập trụ sở thí nghiệm cho Châu Trì Trường và La Đại Hải nghe. Hai người nghe nói có hy vọng được tỉnh hỗ trợ về chính sách và tài chính thì lập tức tán thành. Yêu cầu Ủy ban huyện vội vàng đưa ra văn bản báo cáo trình lên thị ủy, lên tỉnh. Chuyện không bỏ một đồng nào mà được như vậy là tốt nhất. Hai người cũng nói Triệu Quốc Đống yên tâm ở lại An Đô, không nên vội vàng về huyện, cần chi tiền cứ chi. Chỉ cần thu lớn hơn chi là lãi rồi. Du Minh Phú đến An Đô liền gọi cho Triệu Quốc Đống. Thấy Triệu Quốc Đống chạy xe Desert Green đến đón mình làm y cảm thấy vị phó chủ tịch huyện trẻ tuổi này không bình thường. Xe này y đã hỏi ban lái xe của ủy ban huyện, phải mấy 600-700 ngàn, đủ mua vài xe Santana mới. Dù là thị ủy Ninh Lăng cũng không có mấy chiếc như thế này. Hơn nữa cơ quan nhà nước hầu hết không dám mua mấy chiếc xe tốn xăng này. Bình thường chỉ có mấy ngành lũng đoạn thị trường như điện, dầu mỏ, ga thì mới dám. Lão Du, có mang tới không? Triệu Quốc Đống đón Du Minh Phú khiến xe Santana lập tức về Hoa Lâm. Huyện chuyên môn dùng xe đưa Du Minh Phú lên An Đô là do Triệu Quốc Đống dục gấp. Đã mang tới, ngài có cần xem luôn không? Du Minh Phú chỉ vào trong cặp rồi nói. Triệu Quốc Đống xem qua rồi gật đầu. Du Minh Phú này có ngòi bút khá tốt. Cũng được, bây giờ đã hơn một giờ, anh chắc chưa ăn phải không? Nếu không thì chúng ta tìm chỗ ăn một chút. Không cần, tôi và lái xe đã ăn rồi. Du Minh Phú nói dối. Bụng y đang kêu gào nhưng không tiện nói. Được rồi, chiều chúng ta lên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao thứ này lên. Tôi sẽ tìm người dục một chút, có lẽ ngày kia sẽ được Chủ tịch Cam ký tên, sau đó chúng ta sẽ chạy sang bên Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp để chứng thực. Trong này có không ít công việc cần làm, anh cố gắng. Du Minh Phú ưỡn ngực nói. Chủ tịch Triệu yên tâm, trước khi tới Chủ tịch La đã bảo tôi lấy 5.000 bên tài vụ, có gì cần ngài cứ nói. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, 5.000. Còn nói có gì cần cứ mở miệng.
Mình vừa mở miệng chắc 5.000 không còn chút nào. Một tuần, Du Minh Phú coi như mở rộng tầm mắt. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông, Sở Tài chính, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, ngay cả Du Minh Phú cũng thấy lưng mình thẳng hơn. Phó Giám đốc Trương, Sở Giao thông, Phó Giám đốc Liên, Sở Nông nghiệp, Phó Giám đốc Trương, Sở Khoa học Công nghệ, Trưởng phòng Tạ, Sở Tài chính, Trưởng phòng Vương, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, còn có Viện trưởng Hồ, Viện trưởng Tần, Học viện Nông nghiệp. Ngoài việc mời Sở Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp và Sở Khoa học Công nghệ ra ăn do Du Minh Phú thanh toán, sau đó Du Minh Phú không có cơ hội thanh toán. Dù như vậy ba bữa ăn cũng làm cho số tiền y mang đi không còn bao nhiêu. Du Minh Phú coi như thấy được mùi của quan tỉnh thành. Dù quan nhỏ cũng không ít tiền, một cán bộ cấp phó huyện ở huyện rất oai phong, lên tỉnh chỉ có thể làm người hầu theo đuôi. Điều này càng làm Du Minh Phú cảm thấy vị phó chủ tịch huyện chạy chiếc xe Toyota sâu không lường được, đây là thực lực, đây là có chỗ dựa. Không có mấy thứ này anh ở tỉnh thành không đáng gì cả. Ở tỉnh gần 2 tuần, hai chuyện kia coi như đã có một chút kết quả. Chủ tịch Triệu, thứ này anh dù anh muốn hay không cũng phải đợi một chút. Đây là xe trên bộ cấp, cả tỉnh chỉ có 5 xe, chủ yếu dùng để đẩy mạnh kỹ thuật nông nghiệp. Xe này chạy chưa nhiều, cũng ổn. Phó Giám đốc Trương Sở Nông nghiệp nói năm nay mấy thị xã như Thông Thành, Vĩnh Lương, Thiên Châu đều muốn Sở ủng hộ. Mà Sở Nông nghiệp lại trọng điểm giúp đỡ Vĩnh Lương, cho nên bây giờ Hoa Lâm lấy tiền không khác gì đoạt thịt trong miệng hổ. Triệu Quốc Đống thở hổn hển chống tay vào eo rồi nói. Trưởng Ban Dương, vậy không được, lúc đầu Giám đốc Liên đã nói rõ 200, 300 ngàn không thiếu, lần này ít đi 200 ngàn, chúng tôi lấy xe làm gì? Hoa Lâm tôi cần tiền, cần tài chính. Nếu muốn thí điểm phải làm cho hẳn hoi, nếu có thành tích không phải Sở Nông nghiệp cũng được nở mày nở mặt sao? Chủ tịch Triệu, chúng tôi cũng có khó xử của mình, Giám đốc Liên cũng không dễ dàng. Nói thật với anh, chiếc xe này ngay cả cũng không dễ lấy. Thuyết phục mãi Giám đốc Sở bên tôi mới đồng ý, vốn định cấp cho Hoài Khánh. Anh lấy đi thì còn không biết giải thích với bọn họ như thế nào. Vị trưởng Ban Dương nhỏ giọng nói. Vì chuyện này Giám đốc Liên và Giám đốc Ngụy đã tranh cãi nhau. Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ. Sở Nông nghiệp không do Chủ tịch Cam phụ trách quản lý. Lúc đầu có thể lấy được 300 ngàn thành lập trụ sở thí điểm là do Chủ tịch Cam gọi điện với Chủ tịch Thang, phụ trách nông nghiệp. Chủ tịch Thang liền giao cho Sở Nông nghiệp phối hợp, ai ngờ cuối cùng Sở Nông nghiệp lại có vấn đề. Trong nháy mắt gà mái biến thành vịt, 300 ngàn biến thành 100 ngàn, đương nhiên còn có thêm một chiếc xe. Xem ra đây là Sở Nông nghiệp động tay chân, chuyển một chiếc xe từ Bộ Nông nghiệp phân phát thành 200 ngàn, không biết ai có ý này. Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ buồn bực, trưởng Ban Dương cũng hiểu không hay. Dù sao Hoa Lâm người ta đã đưa nhiều thứ tới, bây giờ lại thành như vậy là khó nói. Chủ tịch Triệu, năm nay đúng là các nơi đều đòi, sang năm Sở nhất định sẽ bù lại, được không? Trưởng Ban Dương, cứ nói như vậy đi. Sang năm nếu không được thì anh tới Hoa Lâm thì chén rượu sẽ thành bát rượu. Chỉ sợ anh chỉ có thể nằm mà về An Đô. Vị trưởng Ban Dương này uống kém, sợ nhất là người khác mời rượu. Được, nếu không bù được thì tôi sẽ tới Hoa Lâm tự phạt 3 chén. Trưởng Ban Dương yên tâm hơn chút, cuối cùng đã làm xong việc này. 200 ngàn còn lại có thể giải quyết vài vấn đề. Chủ tịch Triệu, chìa khóa và thủ tục tôi đã làm, ký tên là được. Anh bảo người đi lấy xe đi. Nhận được điện của Du Minh Phú, là Đại Hải vừa mới tiễn vị chủ tịch Hoa đầy tức giận của Đại hội đại biểu nhân dân. Chiếc xe Santana của Đại hội đại biểu nhân dân đã hỏng hẳn, nói muốn sửa một tuần, bảo sao chủ tịch Hoa không tức. Đây không phải buồn ngủ có người đưa gối tới sao? Là Đại Hải đúng là rất vui mừng. Một xe Zeta mới, chuyện tốt này đi đâu mà tìm? Lão Du, anh nói với chủ tịch Triệu đầu tiên lấy chìa khóa, không được chậm trễ. Bây giờ thay đổi nhanh lắm, chẳng may huyện khác ra tay trước thì chúng ta xong à. La Đại Hải lớn tiếng nói. Tuyệt đối đừng để vịt đã vào nồi bay mất, tôi lập tức cho người suốt đêm lên nhận xe. Châu Trì Trường nghe thấy Hoa Đức Tài lớn tiếng nói trong văn phòng La Đại Hải liền định đóng cửa văn phòng, nhưng nghĩ điều này làm người ta thấy mình yếu thế. Hoa Đức Tài cậy mình già nên vì một chiếc xe không ngừng làm khó huyện. Huyện có tiền thì phải như vậy sao? Nghe La Đại Hải gọi điện tới. Châu Trì Trường thầm nghĩ xem ra La Đại Hải muốn tới kể khổ rồi. Châu Trì Trường cũng có chút đau đầu, không có tiền là chuyện bên ủy ban huyện, nhưng y là bí thư huyện ủy cũng không ít lần làm rùa rụt cổ.
Đây là nguyên nhân khiến Châu Trì Trường chỉ mong rời đi. Hoa Lâm này quá nghèo. Anh nói là Triệu Quốc Đống kiếm được một xe mới ở sở nông nghiệp. Nghe La Đại Hải nói, Châu Trì Trường vui mừng ra mặt nói. Còn có được 100 ngàn nữa. Y không phụ trách nông nghiệp, sao có thể lấy được tiền từ sở nông nghiệp? Bí thư Châu, bây giờ không cần biết cậu ta phụ trách mảng nào, chỉ cần có thể lấy được tiền thì dù trong tù ra tôi cũng cần. La Đại Hải nói. Tài chính là dành cho hạng mục, còn xe thì bí thư Châu thấy nên xử lý như thế nào. Châu Trì Trường cũng hiểu việc này khó giải quyết. Triệu Quốc Đống vì việc dùng xe mà khó chịu với Ngưu Đức Phát, bây giờ hắn khó khăn lắm mới kiếm được xe từ tỉnh. Áp lực công việc của Triệu Quốc Đống cũng rất nặng, cho một xe riêng cũng đúng. Nhưng trong huyện còn có mấy phó chủ tịch huyện chưa có xe riêng, anh không thể nói tỉnh cấp một xe là xe chuyên dụng. Hơn nữa còn có người trong thường vụ huyện ủy không có xe. Còn chưa tính tới Hoa Đức Tài không ngừng làm loạn. Quyển 5, chương 24, Quý Nhân. La Đại Hải cũng biết việc này không dễ làm. Lão La, anh nói đây vốn là việc tốt sao lại thành vấn đề khó đối với hai chúng ta. Chủ tịch Triệu bây giờ đang chạy tìm tài chính, xe này lại do cậu ta nghĩ biện pháp tìm về, đưa cho cậu ta dùng thì không ai nói được gì. Nhưng anh cũng biết bên đảng ủy công an không có xe, còn dùng chung với huyện ủy. Lão Bàng cũng đề cập mua xe mấy lần, tôi phải ép xuống. Xe này mà để chủ tịch Triệu dùng thì không biết lão Hoa nhảy dựng lên như thế nào. Còn cả mấy phó chủ tịch huyện khác nghĩ như thế nào. La Đại Hải ngồi đó không nói gì. Theo y thì xe này nên đưa cho Triệu Quốc Đống dùng. Điền Ngọc đòi xe, Châu Trì Trường cũng không nói gì. Triệu Quốc Đống bây giờ tự lấy được xe về, sao ông lại thấy không ổn? Chẳng qua Hoa Đức Tài đúng là rất phiền phức, có xe mới không cho y đổi thì sẽ có chuyện. Bí thư Châu, tôi thấy xe này cấp cho Chủ tịch Hoa đi, chẳng qua xe của bọn họ phải trả lại cho Ủy ban huyện. Nếu không Triệu Quốc Đống về thì chúng ta cũng khó ăn nói. La Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Bên ủy ban huyện đã có hai xe coi như đủ dùng. Tôi thấy nên chuyển sang cho Lão Bàng đi. Anh đi làm công tác tư tưởng với Chủ tịch Triệu, tôi tin đồng chí Triệu Quốc Đống hiểu nỗi khổ của chúng ta. Châu Trì Trường nhíu mày nói. Mẹ kiếp, sao mình phải đi làm việc đó? Chuyện làm mất lòng người lại muốn mình làm sao? Nhưng đối phương là bí thư, bố trí công việc thì mình phải phục tùng. La Đại Hải miễn cưỡng gật đầu. La Đại Hải vừa về đến văn phòng, chưa kịp uống nước thì Vi Biểu đã dẫn theo trưởng phòng nông nghiệp tới. Chủ tịch La, nghe nói sở nông nghiệp cho Hoa Lâm chúng ta một xe mới. Ừ, có việc này, Lão Vi, Lão Tôn, sao hai anh biết? Ha ha, Chủ tịch La, chuyện tốt này sao chúng tôi có thể không nghe thấy? Nghe nói Chủ tịch Triệu đã tranh thủ sở nông nghiệp thí điểm ở Hoa Lâm CTA. Cho nên sở nông nghiệp mới có thể cấp cho một xe. Chiếc xe Jeep của phòng sắp hỏng rồi, chúng tôi đang hy vọng xe này về, phòng tôi cũng có thể cho xe Jeep kia dừng lại. Trưởng phòng Tôn cười hì hì nói. Cục nông nghiệp đã gọi tới nói cho tôi biết tin tốt này. Lão Tôn, các anh chỉ có thể tiếp tục dùng xe Jeep kia. La Đại Hải không nhịn được nói. Xe Zeta kia có việc rồi. Sao, Chủ tịch Triệu cần ư? Trưởng phòng Tôn có chút thất vọng, vẻ mặt Vi Biểu cũng trở nên khó coi. Dù sao bây giờ y phụ trách nông nghiệp, xe này y không đụng được vào mà lại trao cho Chủ tịch Triệu kia, trong lòng đương nhiên không vui. Chủ tịch Triệu cũng không dùng, tôi và Bí thư Châu đã nghiên cứu và đưa cho Chủ tịch Hoa bên Đại hội đại biểu nhân dân. Vậy xe của Đại hội đại biểu nhân dân sẽ đưa cho phòng nông nghiệp chứ? Trưởng phòng Tôn lại thấy một tia hy vọng, xe Santana đó. Đưa bên đảng ủy công an. La Đại Hải lắc đầu nói. Cái gì, đưa bên đó, dựa vào cái gì? Trưởng phòng Tôn nhảy dựng lên nói. Vậy có phải hiếp người quá đáng không? Đây là xe mà sở nông nghiệp cấp để phòng nông nghiệp mà. Xe mới đưa cho Đại hội đại biểu nhân dân làm Vi Biểu thoáng cân bằng hơn, nhưng xe cũng lại rơi vào tay đảng ủy công an thì y không vui. Chủ tịch La, vậy có thích hợp không? Sao bên họ không nghĩ biện pháp lấy xe trên tỉnh? Lão Vi, anh nói gì vậy hả? Bên đó nghĩ được biện pháp thì còn chờ tới bây giờ sao? Không nói chuyện này nữa, tôi và Bí thư Châu đã quyết định. La Đại Hải nhíu mày nói. Chỉ sợ Chủ tịch Triệu về sẽ không vui. Đây là xe do Chủ tịch Triệu lấy về, người còn chưa về mà xe đã không thấy đâu, vậy là không được. Trưởng phòng Tôn buồn bực nói. Đi đi, đừng ở đó mà than thở. La Đại Hải nghĩ tới việc Triệu Quốc Đống về và mình phải làm công tác tư tưởng thì đúng là rất buồn bực.
Đợi trưởng phòng Tôn rời đi, La Đại Hải nói với Vi Biểu. Lão Vi, đừng suy nghĩ nhiều. Bên đảng ủy công an không có xe, cả ngày phải tới văn phòng huyện ủy mượn xe, không sang công an huyện mượn xe. Công an huyện cũng có ý kiến. Tôi thấy Triệu Quốc Đống đúng là có bản lĩnh, còn hơn cả Điền Ngọc. Tôi nghe Lão Du nói Triệu Quốc Đống đang tranh thủ tài chính bên Sở Khoa học Công nghệ, xem ra cũng được. Nếu như nói tài chính bên Sở Khoa học Công nghệ cấp nhiều thì mua một xe hỗ trợ công tác nông nghiệp. Vi Biểu nghe La Đại Hải an ủi như vậy thì mặc dù biết việc này có được hay không khó nói, nhưng La Đại Hải có lời này cũng làm y đỡ bực hơn. Tôi thì không sao, nhưng không biết Chủ tịch Triệu nghĩ như thế nào. Có thể làm sao chứ, Lão Châu bảo tôi làm công tác tư tưởng với Triệu Quốc Đống, kẻ ác cũng giao tôi làm. La Đại Hải hừ một tiếng. Bỏ đi, Lão Vi, Triệu Quốc Đống mới tới, ủy ban huyện chúng ta phải đoàn kết mới tốt. Anh là lão đồng chí, cần phải đi đầu. Vi Biểu hiểu ý của La Đại Hải nên nói. Chủ tịch La yên tâm, tôi thấy Chủ tịch Triệu rất hào sảng, tôi và cậu ta có quan hệ tốt. Triệu Quốc Đống vui vẻ lên xe thì thấy vẻ mặt của Du Minh Phú có vẻ không vui, nhìn mình có chút kỳ quái. Sao thế Lão Du, trông anh như vậy thì không phải trong nhà xảy ra chuyện chứ? Chủ tịch Triệu, tôi không biết nên nói sao. Du Minh Phú buồn bực nói. Có gì khó nói sao? Nói đi. Triệu Quốc Đống cười cười nói. Tôi nghe nói xe này vừa về liền được cấp cho Chủ tịch Hoa bên Đại hội đại biểu nhân dân. Du Minh Phú cười khổ nói. Ồ, nhanh nhỉ, vậy xe của Đại hội đại biểu nhân dân. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, hắn cũng không hy vọng xe này về tay mình. Mà dù huyện cấp cho hắn, hắn cũng không cần. Xe cũ bị cấp cho bên Bí Thư Bàng, Đảng ủy Công an. Nói là do Bí Thư Châu và Chủ tịch La quyết định. Chủ tịch Triệu, ngài không để ý chứ? Ừ. Đúng là có chút không hài lòng, tuy nói tôi không có tư cách ngồi xe đó nhưng cũng phải nói một tiếng chứ. Ngày sau giám đốc liên hỏi thì tôi nói sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bỏ đi, nếu hai vị lãnh đạo đã quyết định thì tôi không muốn nghĩ. Chẳng qua bọn họ nghĩ như vậy thì làm tôi cảm thấy không cần tranh thủ xe mới được cấp của Sở Giao thông. Du Minh Phú run lên, chỉ bằng sự thân thiết của Phó Giám đốc Trương, Phó Giám đốc từ Sở Giao thông với vị Chủ tịch Triệu này. Nếu Sở Giao thông có xe, vậy Hoa Lâm không được sao? Nhưng Triệu Quốc Đống nói như vậy thì xong rồi. Xe của Triệu Quốc Đống xuất hiện trong trụ sở ủy ban huyện đã tạo tiếng vang lớn. Trên thực tế sau khi xe Zeta về huyện đã khiến ủy ban xôn xao. Chủ tịch Triệu mới nhận chức mười mấy hôm đã có thể lấy một xe mới từ trên tỉnh, hơn nữa nghe nói còn có mấy trăm ngàn phát triển nông nghiệp vào tài khoản của huyện. Nhân lúc Triệu Quốc Đống về nhà khách rửa mặt, La Đại Hải gọi Du Minh Phú vào văn phòng mình, muốn hỏi rõ hoạt động hai tuần qua của bọn họ. Nghe thấy Triệu Quốc Đống ra vào Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông, Sở Nông nghiệp như chỗ không người. Uống rượu, nói chuyện vui vẻ với mấy vị giám đốc sở, trưởng ban, La Đại Hải cảm thấy Hoa Lâm lần này gặp quý nhân rồi. Triệu Quốc Đống này có bản lĩnh như vậy, nhất là nghe Du Minh Phú nói Sở Giao thông sẽ có một nhóm xe mới từ bộ cấp xuống thì càng vui hơn. La Đại Hải biết Châu Trì Trường nhất định sẽ đi khi Ninh Lăng lên cấp, điều này có nghĩa mình chỉ làm bí thư có 2 năm. Lãnh đạo thị ủy đã mơ hồ nói sẽ không thay đổi cả hai lãnh đạo chủ yếu. Y đã suy nghĩ với tình hình Hoa Lâm bây giờ, mình làm bí thư 2 năm cũng chỉ có thể điều tới Đại hội đại biểu nhân dân làm chủ nhiệm, làm vài năm rồi lui, đây là tình hình bình thường. Nhưng Triệu Quốc Đống xuất hiện khiến cục diện Hoa Lâm thay đổi. Triệu Quốc Đống này có chỗ dựa rất cứng ở trên tỉnh. Chỉ là tại sao hắn chấp nhận xuống Ninh Lăng, Hoa Lâm thì La Đại Hải không rõ. Muốn tạo thành tích ở huyện khó khăn và phát triển, hay muốn rèn luyện? Khả năng sau có lẽ là rất thấp, nhưng dù như thế nào thì cũng là cơ hội đối với y. Nếu có thể mượn chỗ dựa và tài nguyên của người này, mình phối hợp tốt trong 2 năm với y, không chừng Hoa Lâm có thể thay đổi. Đến lúc đó mình là bí thư huyện ủy cũng tiến thêm, có thể lên làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Vậy là phó giám đốc sở rồi. Suy nghĩ này không ngừng xuất hiện trong đầu La Đại Hải. La Đại Hải biết mình không có ai ở trên, hoàn toàn dựa vào tinh thần mà lên, nếu không thì Châu Trì Trường đâu thể làm bí thư huyện ủy. Trước đề bạt mình làm chủ tịch huyện là do lão lãnh đạo lui mà được. Mình nhiều lắm làm bí thư 2 năm, nhưng Triệu Quốc Đống xuất hiện lại khác. Quyển 5, chương 25, hai bên. Đi xe 5-6 tiếng làm Triệu Quốc Đống khá mệt. Hắn tắm xong đi ra thì hoảng hồn, Tiêu Mẫu Đan cùng Thường Quế Phân đang đứng ở ngoài cửa. Này, hai cô đứng ở cửa làm gì thế?
Triệu Quốc Đống kêu lên. Chủ tịch Triệu, Chánh văn phòng Uông đã hai lần tới dục ngài đến chỗ chủ tịch La. Tiêu Mẫu Đan to gan hơn chút, Chánh văn phòng Uông không mấy khi vào nhà khách, hôm nay lại hai lần tới dục. Biết rồi. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế, uống cốc trà và thấy người thoải mái hơn. Chủ tịch Triệu, Chánh văn phòng Uông có thể đang đợi ngài. Tiêu Mẫu Đan vội vàng nói. Chờ chút, để y chờ cũng không sao. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Hắn không có ấn tượng tốt đối với Uông Minh Hy này, gần như không qua lại gì với hắn cả. Trong mắt Uông Minh Hy chỉ có mình La Đại Hải, ngay cả Liêu Vĩnh Trung mà y cũng không thèm để ý. Tiêu Mẫu Đan và Thường Quế Phân nhìn nhau. Uông Minh Hy trong mắt các cô là nhân vật lớn. Chánh văn phòng Du hay tới đây mà cũng ngoan ngoãn trước mặt Uông Minh Hy, không ngờ chủ tịch Triệu lại bảo đối phương chờ. Triệu Quốc Đống từ từ lấy khăn lau tóc, sau đó mới lạnh nhạt đi ra ngoài. Uông Minh Hy thấy Triệu Quốc Đống đi ra liền tươi cười nói. Chủ tịch Triệu, chủ tịch La đợi ngài khá lâu. Ừ, tôi vừa từ An Đô về nên khá mệt. Triệu Quốc Đống xua tay rồi đi tới trước, Uông Minh Hy vội vàng đi theo phía sau. Y thầm suy nghĩ vị chủ tịch Triệu đúng là một như vậy, mình trước kia đã coi thường hắn. Còn nghĩ hắn giống đám cán bộ kiêm nhiệm trước đây, bây giờ dù như thế nào cũng phải bù đắp lại mới được. Trước mặt La Đại Hải, Triệu Quốc Đống vẫn tỏ vẻ tôn trọng, dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hơn nữa Tương Uẩn Hoa có đánh giá cao với La Đại Hải. La Đại Hải rất kiên nhẫn nghe Triệu Quốc Đống giới thiệu mấy hạng mục đã làm ra, sau đó vui vẻ nói. Quốc Đống, tôi thay mặt dân chúng Hoa Lâm cảm ơn cậu. Hai hạng mục này rất có tương lai, hơn nữa là không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế Hoa Lâm. Giao thông là rất quan trọng, nhưng đúng như cậu nói, làm như thế nào mang tới nguồn thu cho nông dân mới là quan trọng nhất. Chủ tịch La, đây chỉ là một ý tưởng của tôi. Sở Nông nghiệp ngoài việc cấp 100.000 còn thêm một chiếc xe. Sở Khoa học Công nghệ cấp 500.000. Tôi thấy như vậy có thể thỏa mãn các giáo sư học viện nông nghiệp đến thành lập trụ sở thí nghiệm ở Hoa Lâm. Hoa Lâm chúng ta nhiều đồi núi, bọn họ muốn chọn đâu để bọn họ, nếu thật sự tìm được con đường làm giàu thì sẽ không làm thất vọng hơn 600.000 dân chúng Hoa Lâm. La Đại Hải có chút xấu hổ, xem ra Triệu Quốc Đống này thật lòng vì dân chúng Hoa Lâm, mình lại tính toán lợi dụng đối phương. Nhưng suy nghĩ này lập tức biến mất. Chủ tịch Triệu, đầu tiên tôi xin lỗi anh. Anh lấy được xe từ Sở Nông nghiệp về đã giao cho Đại hội đại biểu nhân dân. Xe của Đại hội đại biểu nhân dân đã quá cũ, cho nên tôi và Bí thư Châu bàn bạc và quyết định giao cho Đại hội đại biểu nhân dân, không các lão đồng chí lại ý kiến. Chủ tịch La nói gì vậy? Xe này không phải của cá nhân tôi chẳng qua là lấy danh nghĩa Hoa Lâm đi một vòng mà thôi. Vừa lúc năm nay tỉnh coi trọng giúp đỡ huyện nghèo, cho nên mới có xe. Ngài và Bí thư Châu đã quyết định, tôi hoàn toàn phục tùng. Hơn nữa cá nhân tôi cũng không thích hợp dùng xe chính quyền. Ủy ban huyện nhiều việc, mấy vị phó chủ tịch huyện khác cũng có công việc quan trọng, cho nên phải ưu tiên thỏa mãn bọn họ. Điểm này Triệu Quốc Đống hiểu rõ. Xe không thể vì hắn lấy về mà cho hắn. Quốc Đống, cậu nghĩ như vậy là rất tốt. Cậu còn trẻ, tương lai rộng mở, không nên hưởng thụ trước mắt. Điều kiện Hoa Lâm còn kém, lần này có hai hạng mục cậu mang về, tôi và Bí thư Châu rất kích động. Nhất là đường từ Tân Bình tới Thành Quan là nguyện vọng của dân chúng Hoa Lâm, có thể giải quyết được là quá tốt. Tôi tin dân chúng Hoa Lâm sẽ nhớ mãi công lao của cậu. La Đại Hải thầm than ai nói là Triệu Quốc Đống này không dễ nói chuyện. Suy nghĩ như vậy thì người bình thường không thể so sánh. Chủ tịch, đây không phải công việc của tôi. Phải nói đây là công lao của ủy ban. Triệu Quốc Đống cũng không dám nhận công lao đó, đó không phải việc tốt. Chẳng qua chủ tịch La. Công tác tiền kỳ của chúng ta phải nhanh chóng triển khai. Tôi đề nghị làm chỉ huy công trình, như vậy dễ khống chế toàn cục. Trong quá trình còn phải điều động nhân lực, vật lực của vài xã, thị trấn phối hợp, cần có ngài thì mới trấn áp được tình hình. Ừ, đây là công trình quan trọng nhất trong năm của huyện Hoa Lâm, tôi thấy chúng ta phải tổ chức hội nghị phân công công việc, tranh thủ xác thực để làm dân chúng yên lòng. Quốc Đống, cậu cảm thấy tỉnh sẽ cấp bao nhiêu tài chính để chúng ta làm con đường này? La Đại Hải gật đầu nói. Triệu Quốc Đống biết đây mới là vấn đề La Đại Hải chú ý nhất. Một công trình gần 10 triệu, huyện chỉ có thể bỏ tối đa 2 triệu. Theo suy nghĩ của Triệu Quốc Đống thì huyện không bỏ ra được từng đó, cho nên hắn không ngừng kêu khổ với đám người Thái Chánh Dương. Chủ tịch La, tôi không dám giấu ngài. Sở rất ủng hộ, nhưng không chỉ có Hoa Lâm chúng ta nhìn chằm chằm vào khoản tiền này, có lẽ Thiên Châu, Thông Thành đều đang hoạt động.
Tôi lúc lên Ando vừa vặn gặp phó chủ tịch huyện phụ trách và trưởng phòng giao thông Thiên Châu cũng lên đó, xem ra đã sớm có suy nghĩ. Chẳng qua tôi đã nói với mấy vị lãnh đạo sở, mời bọn họ giúp đỡ Hoa Lâm chúng ta, tốt nhất có thể tới Hoa Lâm khảo sát thực địa, xem con đường này hạn chế sự phát triển kinh tế Hoa Lâm như thế nào. La Đại Hải có chút thất vọng, nhưng thấy cũng đúng. Nhiều huyện nghèo chú ý tới khoản tài chính này như vậy, sở giao thông cũng khó có thể bỏ mặc các nơi khác. Chẳng qua tôi cũng đã có một con số, có lẽ 5 triệu là không vấn đề gì. Nhiều hơn thì phải xem khi giám đốc Thái xuống khảo sát thực địa thì ngài và bí thư Châu thuyết phục như thế nào. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ồ, giám đốc Thái tự mình tới Ninh Lăng. La Đại Hải vui vẻ nói. Không lừa giám đốc Thái tới Hoa Lâm thì sao chúng ta có thể kiếm được nhiều. Giám đốc Thái tiến vào Hoa Lâm, chúng ta phải lợi dụng gõ mạnh, nếu không cũng đừng mong thoát khỏi Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Tôi tính rồi, đưa giám đốc Thái sang Hà Khẩu một chuyến, không chỉ có con đường Tân Bình tới Thành Quan, còn phải để giám đốc Thái hiểu rõ con đường từ Hoa Lâm đến Tân Châu khó khăn như thế nào, làm cho y cảm nhận khát vọng thay đổi hệ thống giao thông của Hoa Lâm chúng ta. Triệu Quốc Đống tính như vậy làm La Đại Hải rất vui vẻ. Người này đúng là có nhiều ý tưởng, xem ra có sức ảnh hưởng mạnh ở sở giao thông, không ngờ có thể lừa được giám đốc sở tới đây. Theo hắn nói thì cần phải tính toán mà tranh thủ sở giao thông ủng hộ. Châu Trì Trường vẫn đang chờ Triệu Quốc Đống tới báo cáo công việc, nhưng 2 tiếng trôi qua mà Triệu Quốc Đống vẫn chưa tới, điều này Châu Trì Trường có chút tức giận. Chẳng qua y rất nhanh biết chân tướng, thì ra Uông Minh Hy canh cửa Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vừa rửa mặt xong liền kéo ngay tới chỗ La Đại Hải. Triệu Quốc Đống không thể không tự mình tới báo cáo công việc với Châu Trì Trường. Triệu Quốc Đống hiểu rõ huyện Hoa Lâm đã bắt đầu có chút biến hóa khi mình tới. Mặc dù bề ngoài không thấy Châu Trì Trường và La Đại Hải có mâu thuẫn, nhưng trong một vài công việc cụ thể thì quan điểm của hai người đã không thống nhất. Đây không phải hiện tượng tốt, Thái Chánh Dương đã phân tích quan hệ giữa bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cho Triệu Quốc Đống nghe. Nói hai người này là tờ phiếu hai mặt, quan hệ có 3 khả năng. Một là dựa lưng vào nhau, nhất trí đối ngoại, đồng tâm hiệp lực như vậy sẽ tốt. Nhưng quan hệ này chỉ tồn tại trên lý thuyết, suy nghĩ, kinh nghiệm, bằng cấp, tính cách của con người là khác nhau, xử lý công việc cũng khác nhau, lâu dần sẽ có mâu thuẫn. Một loại là phối hợp lẫn nhau, ví dụ như khi cùng đối ngoại sẽ có ý kiến giống nhau, điều này miễn cưỡng chấp nhận. Khả năng thứ ba là giằng co. Như vậy là không ổn nhất, nhưng lại thường thấy nhất. Triệu Quốc Đống còn không rõ mình tới làm cho hai vị lãnh đạo mâu thuẫn hay ăn ý. Mà như thế nào mới làm mình có lợi ích lớn nhất? Quyển 5, chương 26, nhiều chuyện. Ra khỏi văn phòng Châu Trì Trường, Triệu Quốc Đống thấy bụng sôi lên. Buổi trưa lúc trên đường hắn và Du Minh Phú chỉ ăn một chút, tối nay phải hưởng thụ mới được. Triệu Quốc Đống rất thích ăn đồ ăn của nhà khách, hai cô gái kia nấu khá ngon. Hai cô đã ăn chưa? Triệu Quốc Đống biết Mã Bản Quý quản lý nhân viên nhà khách rất nghiêm, nhất là hai nữ nhân viên phục vụ hắn càng yêu cầu cao. Hắn chưa ăn, hai cô không ăn. Lấy bát lại đây cùng ăn, đồ ăn đủ cho ba chúng ta ăn. Tiêu Mẫu Đan cùng Thường Quế Phân vội vàng lắc đầu nói. Chủ tịch Triệu, bọn em sao dám cùng ăn với ngài? Sếp Mã thấy không lột ra bọn em mới lại. Mã Bản Quý lợi hại vậy sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Mã Bản Quý trước mặt lãnh đạo khác, trước mặt nhân viên nhà khách lại khác. Tiêu Mẫu Đan và Thường Quế Phân hơi tái mặt, nếu chuyện này để Mã Bản Quý nghe thấy thì hai cô chỉ có thể về nhà. Thấy hai cô sợ như vậy, Triệu Quốc Đống nói. Tôi nói hai cô sao sợ Mã Bản Quý như vậy, cùng lắm thì chính là thôi việc, chẳng lẽ hắn ăn được hai cô sao? Chủ tịch Triệu, ngài là cán bộ quốc gia, bọn em sao có thể so sánh với ngài? Chị Quế Phân và em đến đây làm đâu có dễ. Có bao chị em trong xã hâm mộ muốn chết, ngài cho rằng tìm việc ở huyện là dễ sao? Tiêu Mẫu Đan to gan hơn Thường Quế Phân nên chu miệng nói. Hơn nữa làm ở đây không mệt, không xa nhà mấy. Tôi không trực là có thể về, mỗi tuần có một ngày nghỉ giống cán bộ huyện. Ai không muốn chứ? Chẳng lẽ nói các cô nghĩ nhà khách là đường ra ư? Sao không thử ra ngoài? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Đây là điều hắn không rõ. Ninh Lăng kinh tế chậm phát triển. Không có nhà máy mấy, lao động dư thừa nhiều. Nhưng các công ty tư nhân ở Ando, Kiến Dương lại phát triển, cần lao động. Ra ngoài, hai cô cùng lắc đầu nói. Bên ngoài rất phức tạp, nhiều người xấu. Bọn em không có trình độ văn hóa, ra ngoài có thể làm gì?
nếu không có việc này thì bọn em cũng không biết làm gì, không có ai giúp chẳng may bị bán đi Nội Mông, Sơn Tây thì sao? Đúng thế, chỗ em có một cô gái được công an cứu về, bị bán sang Nội Mông, bị hành hạ thảm. Nghe cô ấy nói nước bên đó cũng không sạch, mấy tháng không được tắm một lần, ở trong nhà đất, mùa đông lạnh run, mùa hè rất nóng, tiếng nói khác nhau, thói quen sống khác nhau. Cô ấy 3 năm sinh 3 đứa con, cô ấy trước đó ra ngoài xin việc thì bị người lừa bán. Triệu Quốc Đống từ hệ thống công an đi ra nên biết mấy năm trước là thời kỳ đỉnh cao của buôn bán phụ nữ. Nhưng mấy năm nay công an không ngừng phá các đường dây, hơn nữa TV, báo hay tuyên truyền khiến nhân viên ra ngoài tìm việc cảnh giác hơn. Chẳng qua mấy vùng ven biển phát triển lại có hiện tượng gái mại dâm tăng mạnh. Hai cô gái này không hiểu sự đời đi ra thì rất dễ thành đối tượng của đám người đó. Tiêu Mẫu Đan thở dài một tiếng. Em xa nhất chỉ đến Ninh Lăng một lần, ngay cả tỉnh thành cũng chưa tới. Em còn chưa tới Ninh Lăng. Thường Quế Phân nói. Chủ tịch Triệu, nghe nói tỉnh thành có nhà cao mấy chục tầng. Cao như vậy thì người ở đó có bị choáng không? Triệu Quốc Đống cười nói. Có choáng hay không thì tôi không biết. Ngày nào đó các cô đi xem là biết mà. Được rồi, lát rồi nói. Các cô mau lấy bát tới đây ăn cùng tôi. Lão Mã có ý kiến thì để tôi nói, lãng phí không tốt. Thấy Triệu Quốc Đống nói mãi, hai cô do dự một chút rồi cười cười cũng cầm bát, ngồi một bên mà ăn. Triệu Quốc Đống thực ra thích không khí này, vừa ăn vừa nói chuyện cũng vui vẻ. Xã các cô có nhiều thanh niên ra ngoài làm thuê không? Nam nhiều hơn một chút, nữ thì rất ít, ra ngoài không an toàn mà. Vậy cứ ở nhà sao? Triệu Quốc Đống hỏi. Nam ra ngoài làm thuê ngắn hạn, nếu không ở nhà mà thôi. Ở nông thôn nhiều quán trà, 5 xu là uống được cả ngày, không sẽ đánh bài. Bây giờ không ít người thua tiền nên đến tối là ăn trộm. Tiêu Mẫu Đan tức giận nói. Gà, vịt nhà em nuôi cũng bị trộm 2 lần. Triệu Quốc Đống cũng biết đây là hiện tượng bình thường. Sau khi nhà máy ở các xã, thị trấn chậm phát triển, công ty tư nhân lại không muốn tiến vào đây khiến nông dân không có việc làm lúc hết mầu. Hơn nữa trò giải trí ở nông thôn ít, khiến dân chúng chỉ có thể đánh bạc. Mà như vậy sẽ tạo thành hiện tượng không tốt đối với an ninh trật tự. Cho nên muốn giải quyết như vậy thì chỉ có cách là phát triển công nghiệp mà thôi. Như vậy lao động nhàn rỗi sẽ có việc làm. Việc hy vọng vào người lao động tới các khu phát triển làm thuê không chữa được tận gốc vấn đề, cuối cùng mang tới nhiều hậu quả khó có thể giải quyết. Ví dụ như dân cư ở thành phố quá nhiều, nông thôn chỉ còn lại trẻ em, người già, khó có thể phát triển. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ thì thấy có tiếng bước chân vang lên. Hai cô gái tái mặt chưa kịp đứng dậy thì Mã Bản Quý đã lao vào, lớn tiếng nói. Hai cô to gan nhỉ, sao dám ăn cùng chủ tịch Triệu? Tiêu Mẫu Đan và Thường Quế Phân vội vàng đứng lên, Triệu Quốc Đống xua tay ngăn Mã Bản Quý lại. Được rồi, anh đừng mắng làm gì, tôi bảo hai cô đó ngồi xuống cùng ăn, anh cảm thấy tôi và hai cô ấy ăn cùng có vấn đề gì sao? Mã Bản Quý bị Triệu Quốc Đống nói như vậy thì á khẩu. Ớt có chút xấu hổ nói. Chủ tịch Triệu, như vậy sẽ mất quy củ, các cô ấy là nhân viên phục vụ, sao có thể ăn cơm với ngài? Quy củ do con người đặt ra. Tôi không phải hôm nào cũng ăn cùng, hôm nay có việc nên về muộn, hai cô này cũng chưa ăn nên tôi bảo ăn cùng. Sao, có phải như vậy cũng cần xin ý kiến anh? Mã Bản Quý vui vẻ nói. Chủ tịch Triệu bận lên tỉnh làm việc nên nhất định rất mệt. Bí thư Châu cùng chủ tịch La khẳng định muốn bàn bạc với ngài. Hai cô ấy chờ một chút cũng được mà. Được rồi, anh đừng có khen tôi không làm được việc lớn, đều là công việc được phân công mà thôi. Lão Mã, anh biết tôi và Bí thư Châu cùng Chủ tịch La nói chuyện sao? Triệu Quốc Đống đúng là phục tin tức của Mã Bản Quý này. Chỉ chốc lát đã biết mình tới chỗ La Đại Hải cùng Châu Trì Trường. Ha ha, ở huyện ủy, ủy ban Hoa Lâm này có việc gì giấu được tôi? Nhìn hai cô gái, Mã Bản Quý thấy Triệu Quốc Đống không tỏ vẻ nên không tiện đuổi. Chủ tịch Triệu, ngài lên tỉnh vài ngày mà lấy được một chiếc xe về đã khiến cả huyện ủy, ủy ban phải xôn xao. Chuyện này có gì đáng để bàn tán đâu, xe không phải đưa sang cho Đại hội đại biểu nhân dân rồi sao? Triệu Quốc Đống nói. Ha ha, ngài không biết trưởng phòng Tôn bên phòng nông nghiệp sang ủy ban làm căng mãi mới đi, trên đường còn hùng hổ nói mông lãnh đạo nên lớn sao? Mã Bản Quý cười hì hì nói. Nghe nói chủ tịch Lưu cũng rất khó chịu, nói xe vốn là của ủy ban huyện, dù là cho Đại hội đại biểu nhân dân thì xe của bọn họ cũng phải trả cho ủy ban huyện. Được rồi.
đừng nói mấy việc này, tôi không thích nghe. Anh dù sao cũng là lãnh đạo, nói chuyện chú ý chứ. Triệu Quốc Đống ngăn đối phương lại rồi nói với hai cô gái. Hai cô dọn đi, tôi no rồi. Hai cô gái đi ra, Triệu Quốc Đống mới nghiêm túc nói. Lão Mã, sau này nói chuyện chú ý trường hợp. Hai cô kia mặc dù không truyền loạn nhưng chuyện của lãnh đạo càng ít người biết càng tốt. Chủ tịch Triệu, mấy hôm nay Hoa Lâm rất náo nhiệt. Phòng nông nghiệp, phòng giao thông, văn phòng ủy ban đều bắt đầu nhảy dựng lên. Nghe nói ngài mang mấy hạng mục lớn từ tỉnh về nên không ngừng chạy tới ủy ban chờ ngài về. Mã Bản Quý đúng là nhiều chuyện. Triệu Quốc Đống rất khó hiểu sao tên này lại làm quản lý nhà khách huyện ủy lâu như vậy. Quyển 5, chương 27, thô lỗ. Chờ tôi về. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Chờ tôi về làm gì? Chủ tịch Triệu, ngài không phải biết còn hỏi sao? Không phải chờ hạng mục về sao? Dù là hạng mục gì thì có tài chính tới huyện, ai chẳng muốn chạm vào một chút. Mã Bản Quý nói. Chẳng lẽ hạng mục là chủ tịch Triệu có thể nắm chặt sao? Ngài cũng cần có người giúp mà. Không đến mức vậy chứ, vừa mới phê duyệt mà đã có người biết sao. Chủ tịch Triệu, ngài đừng không tin, tôi dám cuộc với ngài là lập tức có người tới. Mã Bản Quý cười hì hì nói. Không có lợi không dậy sớm, người thông minh đều biết ra tay trước. Đang nói chuyện thì ngoài cửa vang đến tiếng nói. Ồ, đây không phải con Thường lão tam thôn Nhị Liễu sao? Hai năm không gặp mà xinh như vậy sao, có bạn trai chưa? Chưa có à? Mã Bản Quý nghe thấy tiếng nói liền nhỏ giọng nói. Thấy chưa, tôi có nói sai đâu. Đó là bí thư thị ủy xã Kỳ Lân, Vương Nhị Khải, đảm bảo là tới vì chủ tịch Triệu. Triệu Quốc Đống thấy Mã Bản Quý chỉ nghe tiếng là đoán được ai. Xem ra người này khá quen với lãnh đạo các xã, thị trấn. Xã Kỳ Lân hình như thuộc khu vực Mã Thủ phải không? Đúng thế, cách thị trấn Mã Thủ không xa, từ nội thành đi 10 km là tới, vừa lúc ngay cạnh Hà Khẩu. Mã Bản Quý nói, Vương Nhị Khải này xuất thân quân đội nên khá nóng nảy. Y ở xã Kỳ Lân là người nói 102, ngay cả bí thư đảng ủy khu cũng không nể mặt. Hừ, kiêu căng cũng phải có chút bản lĩnh chứ. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Ha ha, y cùng Ngưu Đức Phát quay về đây. Chẳng qua y cũng có chút bản lĩnh. Khi y làm chủ tịch xã thì công tác kế hoạch hóa gia đình đã đứng đầu toàn thị xã, thuế nông nghiệp cũng thu được đầy đủ. Y có quan hệ khá tốt với chủ tịch Điền. Thì ra là vậy, hai công tác vốn luôn khó khăn ở nông thôn mà lại dễ giải quyết như vậy, bảo sao không được lãnh đạo coi trọng. Lão Mã, anh lại chạy đâu rồi? Có phải dưới váy con nào không? Giọng kia càng càn rỡ hơn. Ha ha, 1-2 năm không gặp mà lão Mã đã nuôi được nhiều cô gái đẹp như vậy, không sợ người ta nói gì sao? Mã Bản Quý sớm đã chạy ra ngoài mà nói. Bí thư Vương, anh đừng nói linh tinh. Chúng tôi là nhà khách huyện ủy, anh nói như vậy có phải là tát vào mặt bí thư Châu và bí thư Phương không? Ha ha, tát mặt bọn họ thì sao? Giọng kia nói. Mẹ nó chứ, chuyện tốt gì cũng không nghĩ tới chỗ tôi, bên Mã Thủ. Hà Khẩu chúng tôi có phải là con riêng không vậy? Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế mà nghe ra một chút, xem ra Vương Nhị Khải này ăn nói khá ngông cuồng, dám nói với Mã Bản Quý như vậy. Ai đang nói linh tinh gì vậy hả? Triệu Quốc Đống lớn tiếng nói. Vị này là chủ tịch Triệu. Một người đàn ông khá khỏe mạnh cười cười đi vào. Chủ tịch Triệu đừng nóng, cái miệng tôi hay nói thật, lãnh đạo không thích nghe. Chủ tịch Triệu, vị này là bí thư Vương. Vương Nhị Khải xã Kỳ Lân. Vị này là chủ tịch xã Quế. Mã Bản Quý cười nói. Chủ tịch Triệu, mấy vị nói chuyện, tôi bảo mấy cô nhân viên phục vụ rót trà. Triệu Quốc Đống có chút cảnh giác, Vương Nhị Khải này thoạt nhìn thô lỗ nhưng lại tinh tế. Mình vừa nói chuyện liền đổi giọng ngay. Hơn nữa hắn có thể nghe Vương Nhị Khải là người nói 102 ở xã. Chủ tịch Triệu, tôi là Vương Nhị Khải, chúng tôi đều từ xã Kỳ Lân tới. Chủ tịch Triệu đến không lâu đã nghe nói lên tỉnh tìm hạng mục, chúng tôi đến huyện mà không gặp ngài. Hôm nay nghe chủ tịch La nói ngài về nên tới chào. Vương Nhị Khải không quá cao nhưng khá khỏe mạnh. Bí thư Vương, chủ tịch Quế ngồi đi. Triệu Quốc Đống biết mình mới tới, công việc sau này còn cần nhờ bên dưới nên cũng phải nể mặt. Hai cô gái mang trà lên và nói. Bí thư Vương, chủ tịch Quế, hai ngài uống trà. Quế Phân. Cô bây giờ phục vụ chủ tịch Triệu thì phải làm cho tốt. Chủ tịch Triệu là quý nhân của Hoa Lâm chúng ta, đừng làm xã Kỳ Lân mất mặt. Vương Nhị Khải nói.
Thường ra chẳng được mấy người hẳn hoi, cũng may có cô nhưng đáng tiếc là nữ. Thường Quế Phân bị Vương Nhị Khải nói như vậy chỉ có thể cúi đầu đi ra. Bí thư Vương, Tiểu Thường là người xã Kỳ Lân. Triệu Quốc Đống chỉ biết Tiêu Đan Mẫn ở xã Song Hà, Thường Quế Phân thì không để ý. Ừ, thôn Nhị Liễu xã tôi, cách nhà tôi không xa. Mấy anh em của cô ta đều thành thật, bố mẹ hình như bên Thương Hóa sang. Lúc tôi đi bộ đội thì bố mẹ cô ta chuyển tới. Vương Nhị Khải xem ra khá quen thuộc nhà Thường Quế Phân. Bí thư Vương xem ra rất quen tình hình xã Kỳ Lân. Triệu Quốc Đống cười nói. Chủ tịch Triệu, không phải tôi nói quá. Xã Kỳ Lân này không chỗ nào tôi không quen. Ngài biết tôi vốn làm bên ban kế hoạch hóa gia đình, sau đó vào quân đội, làm mấy năm ở khu vực nữa. Đừng nói xã Kỳ Lân, dù là khu vực Mã Thủ cũng không chỗ nào tôi không quen. Vương Nhị Khải cười hì hì nói. Cho nên chủ tịch Triệu nếu ngài đặt trụ sở thí nghiệm nông nghiệp ở xã Kỳ Lân, ngài muốn mảnh đất, ngọn núi nào tôi đều đưa ngài. Triệu Quốc Đống bị người này nói chuyện mà khá vui vẻ. Bí thư Vương, địa điểm xây dựng trụ sở thì huyện sẽ tính toán. Nơi nào có điều kiện thích hợp nhất thì sẽ xây dựng trụ sở ở đó. Tôi không quyết định được. Triệu Quốc Đống cười nói. Chủ tịch Triệu, Bí thư Vương của chúng tôi là người thẳng thắn, nói chuyện cũng thẳng. Xã Kỳ Lân chúng tôi cách huyện thành không xa, chỉ tầm 10 km. Nếu nói điều kiện thì nông dân xã tôi chất phác, hơn nữa điều kiện đất cũng thích hợp. Muốn đất có đất, núi có núi, nước có nước. Dân chúng xã Kỳ Lân hy vọng huyện giúp một con đường làm giàu. Nói thật trong mắt huyện chỉ có mấy xã, thị trấn phía Bắc. Bên phía chúng tôi như con của vợ hai không ai nuôi. Chủ tịch Triệu, nếu không ngài có thể tới xã Kỳ Lân khảo sát thực địa xem có thích hợp không? Vị chủ tịch Quế khi lên tiếng cũng khá có lý lẽ. Triệu Quốc Đống cũng có chút ấn tượng tốt đối với hai người này. Dù cho người ta có ý gì, nhưng bọn họ muốn kéo hạng mục về xã mình là tốt rồi. Chỉ cần không kiếm lợi vào túi riêng thì Triệu Quốc Đống có thể suy nghĩ. Như vậy đi Bí thư Vương, chủ tịch Quế, ngày mai tôi tới xã Kỳ Lân, chẳng qua tôi không phải chuyên gia, chỉ có thể xem qua về hoàn cảnh, còn thích hợp không thì phải đợi chuyên gia tới xem, hay là do huyện quyết định. Tôi chỉ có thể đại biểu cá nhân mình. Được, chủ tịch Triệu rất sảng khoái, không giống đám lãnh đạo chỉ lo nhìn vú người khác to hay bé. Vương Nhị Khải đứng lên nói như vậy làm cho Triệu Quốc Đống phải nhíu mày. Tiễn Vương Nhị Khải, Mã Bản Quý lại chuồn vào. Triệu Quốc Đống hỏi. Lão Mã, Vương Nhị Khải nói ai vậy? Ha ha, còn có thể là ai? Mã Bản Quý cười hì hì nói. Hoa Lâm này đâu thiếu chuyện đó, vốn không phải việc gì. Ví dụ như chủ tịch Điền cũng kéo được nhiều hạng mục về, quan hệ với lãnh đạo xã, thị trấn khá tốt. Nhưng do cứ thích mò gái nên cũng có người nói này nói kia. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Mã Bản Quý mặc dù không điểm danh nhưng thời buổi này người có thể quyết định vận mệnh người khác ở Hoa Lâm thì không có mấy. Hơn nữa với vị trí như Vương Nhị Khải thì còn ít hơn. Bỏ đi, lão Mã, không nói việc này, cũng không quan hệ với tôi mà. Tôi cứ làm theo ý mình đi. Vương Nhị Khải là người như thế nào? Triệu Quốc Đống nói. Cũng được, mặc dù tính hơi thô lỗ, nói chuyện cũng vậy nhưng có thể làm việc, có uy tín. Quế Toàn Hữu cũng được, hai người này phối hợp khá tốt. Ồ, tôi phải mau tới xã Kỳ Lân xem như thế nào đã. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ thì thấy Thường Quế Phân có chút sửng sốt đứng cửa nên hắn nói. Tiểu Thường, có việc gì vậy? Chủ tịch Triệu, vừa nãy Bí thư Vương muốn tôi nói với ngài. Nói xã Kỳ Lân chúng tôi có thể xây dựng trụ sở gì đó. Mời chủ tịch Triệu suy nghĩ tới xã Kỳ Lân. Thường Quế Phân vân vê tà áo mà nói. Quyển 5, chương 28, xã Kỳ Lân. Tiểu Thường, cô cảm thấy Bí thư Vương kia như thế nào? Triệu Quốc Đống cười nói. Không nói được, đó là Bí thư Vương, em sao dám nói? Thường Quế Phân lắc đầu nói. Chẳng qua trong xã có người mắng, có người khen y. Điều này là rất bình thường, nếu đều bị nói xấu thì không cần phải nói làm gì. Đều nói tốt là không thể, điều này nói rõ Vương Nhị Khải cũng như Mã Bản Quý nói, có thể làm việc, nhưng chỉ sợ tác phong làm việc không được người ta hài lòng. Chờ Thường Quế Phân rời đi, Triệu Quốc Đống mới cười nói. Xem ra Hoa Lâm này không đơn giản, chỉ chuyện nhỏ này mà đã xôn xao rồi. Nếu hạng mục sửa đường từ Tân Bình tới huyện thành được xác định thì không biết sẽ như thế nào nữa. Cũng khó trách. Sửa đường cần bao triệu, bao người nhìn chằm chằm vào, ai không muốn dính một chút. Thời này tiền lướt qua miệng thì ai chẳng muốn cắn một miếng.
Mã Bản Quý cười nói. Chủ tịch Triệu, đây là thông lệ của Hoa Lâm, ngài phải làm quen. Đây không chỉ là riêng thông lệ của Hoa Lâm, ở đâu chẳng vậy. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Chiếc xe Toyota kéo theo một làn bụi chạy trên sườn núi. Triệu Quốc Đống và Du Minh Phú, còn có trưởng phòng khoa học kỹ thuật huyện, Vương Nhị Khải, Quế Toàn Hữu xuống xe. Chủ tịch Triệu, tránh văn phòng Du, trưởng phòng Ma, các vị nhìn xem. Sườn núi này kéo dài ít nhất 300 mẫu, ở đây còn có một con suối nhỏ, không lo thiếu nước. Chủ tịch Triệu, ngài xem, cây cối ở đây rất tươi tốt, nếu ở đây tạo thành trụ sở thí nghiệm thì tôi coi như vấn đề đất, nước đều không vấn đề gì. Vương Nhị Khải nói, nhưng núi hơi cao, nếu trụ sở mà xây dựng ở đây thì chỉ cần chặt cây là được. Ha ha, chỉ sợ phải bồi thường cho dân chúng một chút. Quế Toàn Hữu nói thêm, xã chúng tôi có thể cung cấp điều kiện tốt nhất, có sức lao động miễn phí giúp việc làm đường tới đây. Chủ tịch Triệu, xã Kỳ Lân xã chúng tôi thành tâm phải không? Triệu Quốc Đống phải thừa nhận Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu có bản lĩnh, ít nhất từ đường xá và nhà cửa quanh khu vực trụ sở chính quyền xã là biết được. Có vài thứ người ta muốn làm giả cũng không được, Triệu Quốc Đống ở cơ sở vài năm và biết nghệ thuật này. Xã Kỳ Lân dù cho không chuẩn bị gì thì Triệu Quốc Đống cũng nghĩ ở đây không kém mấy xã phía Bắc mà hắn đã đi qua. Ừ, cũng được, chỉ là không biết chuyên gia học viện nông nghiệp có yêu cầu đặc biệt gì không. Tôi thấy nơi này cũng được, mặc dù nghèo một chút nhưng dân chúng chất phác, coi như không có trụ sở thí nghiệm thì sau này cũng có tương lai phát triển. Triệu Quốc Đống cười nói. Đừng, Chủ tịch Triệu, đừng nói cái gì sau này. Chúng tôi cần thực tế. Ngài mời các chuyên gia tới cảm nhận sự nhiệt tình của dân chúng xã Kỳ Lân. Chúng tôi tin bọn họ sẽ nhiệt tình đến đây. Vương Nhị Khải nói chuyện khá tốt. Lão Ma, Lão Du, hai anh thấy sao? Triệu Quốc Đống không trả lời mà hỏi hai người kia. Ha ha, Bí Thư Vương và Chủ tịch Quế tích cực như vậy, huyện cũng nên ủng hộ bọn họ. Du Minh Phú nhìn trưởng phòng Ma. Lão Ma, hạng mục này do phòng khoa học kỹ thuật các anh lựa chọn địa điểm, ý của anh rất quan trọng. Vòng quanh quẩn trong đó ai chẳng biết, không có Chủ tịch Triệu thì Sở Khoa học Công nghệ sao có thể nghĩ tới Hoa Lâm chúng ta, không chừng lãnh đạo Sở còn không biết sự tồn tại của Hoa Lâm. Lão Ma trước đó đã làm Phó trưởng phòng Tài chính vài năm, cuối cùng gần đến tuổi về hưu được tăng lên làm trưởng phòng Khoa học Kỹ thuật để chuẩn bị về hưu. Chủ tịch Triệu nói là được, tôi không có ý kiến. Triệu Quốc Đống cười cười không nói gì, hắn vung tay lên, mọi người lên xe. Chủ tịch Triệu. Trưa nay ở lại ăn thử đồ ăn chay của Kỳ Lân Quan, xã Kỳ Lân chứ. Ngài thấy ngon có khi lại muốn tới ăn nhiều hơn. Vương Nhị Khải lên xe rồi nói. Ồ, đồ ăn chay. Triệu Quốc Đống nói. Ở đây còn có đồ ăn chay sao? Quế Toàn Hữu nháy mắt với Vương Nhị Khải, nhưng Vương Nhị Khải ra vẻ không thấy. Quế Toàn Hữu cũng không nói gì. Chủ tịch Triệu, ngài là người từ ngoài đến nên không biết sao xã Kỳ Lân lại có tên như vậy mà. Nghe nói Kỳ Lân Quan có từ thời Đường, bị phá hủy một lần rồi xây dựng lại, cuối cùng không thể nói rõ năm tháng. Trong quan vẫn có đạo sĩ, trước đây đạo sĩ về nhà dân ở, bây giờ lại quay lại quan. Vậy cũng được, chúng ta lên xem. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chiếc xe chạy một đoạn thì đến khu đường bằng phẳng, chạy vài km liền tới một khu rừng cây, màu xanh biếc đập vào mắt làm Triệu Quốc Đống khá thoải mái. Bí Thư Vương. Không ngờ xã Kỳ Lân còn có một nơi như thế này. Kỳ Lân Quan lớn không, có công trình nào đáng xem không? Triệu Quốc Đống có chút hứng thú mà nói. Có Thiên Sư Điện, Trần Vũ Điện, Ngọc Hoàng Điện, Lão Quân Điện, Từ Hàng Điện, chẳng qua bây giờ hình như chỉ có Thiên Sư và Lão Quân Điện là đầy đủ, mấy điện khác đều xuống cấp. Vương Nhị Khải nói. Chẳng qua đồ ăn chay ở đây rất nổi tiếng, lát Chủ tịch Triệu thử một chút. Ăn bữa ăn chay làm Triệu Quốc Đống rất thoải mái. Ở đây là đồ rất ngon, thơm, mát. Triệu Quốc Đống ăn ba bát cơm đến lo rồi mới vỗ vỗ bụng dừng lại. Bí Thư Vương, Chủ tịch Quế, đây là bữa ngon nhất từ khi tôi tới Ninh Lăng. Hai anh mà tới An Đô, tôi sẽ bố trí, tùy các anh chọn. Văn Hoa, Giả Nhật Hoa Viên, Hỷ Lai Đăng tùy các anh. Hai chai rượu này tôi nhận, không, tôi phải lấy thêm vài chai, bao tiền tôi trả. Tôi mang về An Đô cho lãnh đạo nếm thử. Đồ ngon như vậy sao lại ở mãi nông thôn không ai biết, đáng tiếc. Ha ha, không giấu ngài. Xã đã xin cấp chứng nhận di tích lịch sử cho Kỳ Lân Quan nhưng phòng tôn giáo nói vị trí quá hẻo lánh, không có đặc sắc nên không chấp nhận. Nói thật huyện để Kỳ Lân Quan coi như hoạt động phi pháp,
dân chúng xung quanh đều tới cầu khẩn mà. Vậy sao có thể được? Vương Nhị Khải nói. Chủ tịch Triệu, ngài nếu có thể làm Kỳ Lân Quan được công nhận, đừng nói vài chai, tôi có thể tỏ thái độ hàng năm tặng chủ tịch Triệu 20 vỏ cộng thêm đồ ăn không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, Kỳ Lân Quan này có diện tích không nhỏ, phong cảnh cũng đẹp, có không ít cây cổ thụ, bảo vệ khá tốt, hương khói cũng nhiều, nếu có thể xác định là trụ sở tôn giáo thì chắc không vấn đề gì lớn mấy. Ở đây do quy mô lớn, vài di tích mặc dù đã xuống cấp nhưng vẫn còn giữ được bộ khung. Chẳng qua thiếu quy hoạch, một khi sửa chữa là có thể thành một di tích lịch sử. Nhất là hoàn cảnh sau núi rất yên tĩnh, khí hậu mát mẻ, cây cối cao lớn, là nơi thích hợp để nghỉ hè. Nếu xung quanh phát triển mấy nhà nghỉ, mấy hạng mục giải trí, quảng cáo xong thì sẽ có thể phát triển du lịch. Thấy Triệu Quốc Đống hơi động tâm, Quế Toàn Hữu nói thêm. Chủ tịch Triệu, chúng tôi cũng biết ngài không phụ trách mảng này, chẳng qua ngài nếu tới thì đạo sĩ ở đây hy vọng ngài có thể nghe ý kiến của bọn họ. Hay là ngài gặp bọn họ. Lão Quế, anh đừng đẩy việc cho tôi. Anh bảo Kỳ Lân Quan lấy ra bản giới thiệu và ý tưởng, ngoài ra xã cũng đưa ra ý kiến, làm chi tiết một chút. Tôi về huyện sẽ bàn với chủ tịch Tân, xem có thể biến đây thành trụ sở tôn giáo không. Điều kiện ở đây rất được, không dùng thì quá đáng tiếc. Vậy cảm ơn chủ tịch Triệu, thực ra Hoa Lâm chúng ta cũng có vài tài nguyên có thể sử dụng, nhưng từ trên xuống dưới không xem xét thực địa, giao thông khó khăn, hầu hết đều mai một. Khu vực Mã Thủ còn có suối nước nóng, lượng nước lớn, người tắm ở đó về đều nói khỏe hơn. Nhưng người ngoài không ai biết nên bỏ hoang. Quế Toàn Hữu nói. Quyển 5, chương 29, Núi Hốt Luân. Núi Hốt Luân. Nghe thấy tên núi, Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Sao lại gọi là Núi Hốt Luân? Ở đó có suối nước nóng sao? Núi Hốt Luân ngay ở bên kia, trên núi có một rừng cây tảo, nghe nói từ Hốt Luân xuất hiện từ một thành ngữ địa phương, ở chân núi có một loạt con suối, có suối nước lạnh, cũng có không ít suối nước nóng. Quế Toàn Hữu trước đây vốn là giáo viên dạy văn nên nghiên cứu nhiều về khu vực Mã Thủ này. Một loạt con suối chạy liên tục 2-3 km, nếu như không phải vị trí quá xa xôi thì ở dưới chân núi Hốt Luân có một thung lũng, trồng lúa nước cũng được. Lão Quế, dùng nước suối có phải quá xa xỉ không? Vì sao không lợi dụng suối nước nóng để người ngoài đến tắm không? Triệu Quốc Đống hỏi lại. Chủ tịch Triệu, nói thì dễ nhưng vào Kỳ Lân Quan chỉ có một số thiện nam tín nữ gần đây mà thôi, đường cũng do bọn họ quyên góp, năm ngoái mới sửa nếu không xe sao vào được. Núi Hốt Luân từ bên thị trấn Mã Thủ không tiến vào được, phải đi vòng quanh xã Kỳ Lân chúng tôi. Quế Toàn Hữu lắc đầu nói. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Vậy phong cảnh núi Hốt Luân như thế nào? Có gì đáng xem không? Núi Hốt Luân ngoài rừng tỏa ra thì sâu bên trong có không ít rừng rậm nguyên thủy. Chẳng qua khu đất bên ngoài đã bị chặt sạch cây, mấy năm trước cũng trồng lại và có lẽ đã lớn. Tôi lúc còn công tác ở khu thì cũng đã tới đó, ở trong núi có thác nước, suối. Không ít động vật. Chẳng qua đường núi rất khó đi. Năm ngoái có người vào núi săn và ngã gãy chân, sau lại bị kiểm lâm bắt. Vương Nhị Khải nói xen vào. Chủ tịch Triệu nếu có hứng thú thì chiều nay chúng ta tới đó xem. Trên đỉnh núi có một hồ gọi là Hồ Hàn Thủy, diện tích khoảng hơn 100 mẫu, nước trong suốt không thấy đấy nhưng sâu phải tầm 20 mét, ngày nóng mà ngâm trong đó nửa tiếng là lạnh cóng. Ngày nóng người ngồi ở đó cũng mát mẻ, thiếu chút nữa còn phải mặc áo khoác. Ồ, còn có nơi như vậy sao? Đây không phải là nơi để tránh nắng sao? Triệu Quốc Đống nói. Nghỉ hè, tránh nắng ư? Chẳng có ai lên núi, ngoài người lén lên núi đốn củi, săn bắn thì ai còn buồn lên tận đó? Vương Nhị Khải cười nói. Kỳ Lân Quan có diện tích không nhỏ, hơn nữa hương khói rất thịnh vượng. Nếu thật sự xác định là trụ sở tôn giáo thì thoáng thay đổi một chút là chính quyền có thể quang minh chính đại khai thác. Nhất là Kỳ Lân Quan ngoài các công trình kiến trúc ra thì còn có rượu và đồ ăn chay rất ngon. Nếu như tạo được danh tiếng thì hoàn toàn có thể hấp dẫn không ít khách thập phương tới. Đáng tiếc chính là Hoa Lâm không chú trọng điều này. Bây giờ hắn nghe núi Hốt Luân còn có suối nước nóng, còn có hồ nước lạnh và rừng nguyên thủy. Đây chính là thắng cảnh du lịch trời sinh, phối hợp hoàn hảo với Kỳ Lân Quan. Hai nơi kết hợp, tuyên truyền thì tương lai khá tốt. Ít nhất có thể thành một điểm sáng du lịch của Hoa Lâm. Lão Vương, tôi thấy như vậy. Hôm nay chúng tôi tới xem trụ sở khu thí nghiệm, không tới núi Hốt Luân. Để hôm khác tôi về nói chuyện với chủ tịch Tân, cũng gọi thêm bí thư và lãnh đạo khu vực Mã Thủ rồi cùng tới nghiên cứu nơi này. Người dân quanh đây thấy nó bình thường, nhưng với người thành phố lại khác.
Khi cuộc sống của nhân dân tăng cao, ngành du lịch sẽ là ngành rất phức tạp, đây là một đề tài cần nghiên cứu cẩn thận. Triệu Quốc Đống nói xong và thấy dù là Vương Nhị Khải, hay dù Minh Phú đều không cho là đúng. Chẳng qua Quế Toàn Hữu lại chớp chớp mắt, xem ra khá động tâm. Chẳng qua nói đi lại nói lại, bây giờ bọn họ cảm nhận được ngành du lịch sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương là không thể. Mặc dù ngành này mới đầu không tăng chỉ số GDP lên, nhưng lại làm nông dân tăng lên thu nhập. Vậy cũng được, chúng tôi chờ Chủ tịch Triệu gọi. Vương Nhị Khải cười nói. Đi thôi, hôm nay coi như đã xem, Chủ tịch La nói xã Cử Thủy mà khu vực Tân Bình đề cử cũng được, đồng thời xã Thái Lăng, khu Thái Hòa cũng được. Tôi phải tranh thủ trong hôm nay chạy một vòng, có ấn tượng sơ bộ rồi đề nghị với các chuyên gia. Triệu Quốc Đống nói. Lão Vương, xã Kỳ Lân làm rất tốt, chỉ là điều kiện trụ cột kém một chút. Ừ, anh và Lão Quế sau đây cũng làm bắt tay vào các chúng ta chuẩn bị. Đường từ huyện tới Hà Khẩu sớm muộn sẽ làm, hơn nữa thời gian cũng không lâu nữa. Các anh có thể huy động dân chúng làm mấy công tác chuẩn bị, như vậy khi có kế hoạch là lập tức bắt đầu được. Tôi lộ với các anh một chút, tôi đoán huyện sẽ lập tức nghiên cứu vấn đề xây dựng giao thông, mặc dù làm đường từ huyện thành đến Tân Bình là quan trọng nhất, nhưng đường từ Hà Khẩu tới huyện cũng rất quan trọng, đây là cải thiện hệ thống giao thông phía Nam Hoa Lâm, đồng thời cũng là động mạch chính phát triển kinh tế. Mắt Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu sáng lên mà nói. Chủ tịch Triệu, ngài nói là thật ư? Tân Bình đến huyện nghe nói sẽ sửa đường, nhưng đường từ Hà Khẩu đến huyện thành thì chưa từng nghe tới. Anh bây giờ không phải nghe tôi nói sao? Đường phía Bắc nhất định sẽ làm trước, đó là đường nối liền từ Hoa Lâm tới các khu vực trong tỉnh. Nhưng đường phía Nam nhất định phải giải quyết, hơn nữa phải nhanh chóng giải quyết, điều này quan hệ tới sự phát triển của hai khu, 9 xã, thị trấn Hoa Lâm, đồng thời là hơn 2 triệu dân chúng thoát nghèo, giàu lên. Tôi nếu phụ trách mảng giao thông của Hoa Lâm thì nhất định phải giải quyết hai vấn đề này. Triệu Quốc Đống kiên quyết nói. Chủ tịch Triệu, nếu thật sự làm đường từ Hà Khẩu tới huyện, xã Kỳ Lân chúng tôi cần người sẽ bỏ người. Chỉ là không có tiền phải không? Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, Chủ tịch Triệu, ngài cũng biết đó, bây giờ tài chính xã, thị trấn bên dưới rất khó khăn. Ngài xem bí thư, chủ tịch xã chúng tôi hút thuốc gì, thuốc Asima chỉ là mua dùng tạm. Bình thường đều là hồng mai hoặc trà hoa là tốt rồi. Chủ tịch Triệu, bí thư, chủ tịch xã trên tỉnh chắc không như chúng tôi phải không? Vương Nhị Khải cười khổ nói. Nói gì cũng được, nói tiền thì không có. Xã tôi khi thu tiền thuế nông nghiệp, phí thủy lợi đã mất bao công sức rồi. Huyện ép rất chặt, cán bộ thôn cũng cần tiền lương, tiền dù một phân cũng phải dùng tới. Nói khó nghe một chút chính là lấy đi một chút là nợ dân chúng một chút. Quế Toàn Hữu thở dài một tiếng. Bây giờ giá lương thực lúc cao lúc thấp, dân chúng kiếm chút tiền cũng không dễ. Chúng tôi cũng không muốn thu thuế nhưng không thể. Bây giờ thanh niên của xã đều ra ngoài làm thuê, nhưng nửa năm chẳng về. Bọn họ muốn về đợt mùa vụ cũng tốn không ít tiền xe, nhưng ở lại nhà thì không có việc làm. Cả ngày ở nhà chỉ có thường xuyên đánh bạc mà thôi, gây mất an ninh trật tự. Chúng tôi cũng không có biện pháp tốt mà giải quyết. Vương Nhị Khải nói. Triệu Quốc Đống cũng biết mâu thuẫn ở nông thôn đang bùng phát. Hàng năm cứ đến thu hoạch vụ đông xuân là thời kỳ thu thuế tốt nhất, thu hoạch vụ này của dân chúng về cơ bản để ra nộp thuế, có thể nói nếu như không có người ra ngoài làm thuê thì đời sống gia đình là rất khó khăn. Triệu Quốc Đống biết vì như vậy nên mấy cô gái trong nhà khách huyện ủy lại coi trọng công việc của mình như vậy. Dù sao một tháng ngoài tiền ăn ra thì cũng được 200 tệ, tốt hơn nhiều so với bố mẹ làm vất vả cả ngày. Nếu như con đường Bắc Nam được làm, chỉ riêng mở rộng đường và đào đất, chuyển đá cũng đã có việc cho không ít nông dân làm. Mà giao thông một khi được cải thiện cũng có thể tạo điều kiện thu hút đầu tư. Quyển 5, chương 30, cán bộ. Đứng trước cửa chính quyền xã nhìn xe rời đi, Vương Nhị Khải nói. Lão Quế, anh nói vị chủ tịch Triệu là kẻ nói chơi hay là người có lai lịch, hay bại gia tử? Quế Toàn Hữu ngẩn ra rồi nói. Bí thư Vương, anh có ý gì? Anh nói trụ sở thí nghiệm có đến xã ta không? Cái này thì không rõ, trụ sở thí nghiệm tôi hiểu có lẽ là thật. Từ trong tỉnh lấy được xe về không phải đã được chủ tịch Hoa ngồi ấm chỗ sao? Không thấy chủ tịch Hoa gặp ai đều nói chủ tịch Triệu có năng lực, là quý nhân của Hoa Lâm chúng ta sao? Vương Nhị Khải cười nói. Một chiếc xe có thể thành quý nhân của Hoa Lâm chúng ta, vậy Hoa Lâm chúng ta có phải quá kém không? Chủ tịch Điền trước đây hàng năm không phải đều lấy được vài triệu tiền trợ cấp trên tỉnh xuống sao? Quế Toàn Hữu lắc đầu nói.
Bí thư Vương, ngài nói chủ tịch Triệu là một tên bại gia tử có nghĩa là gì? Lão Quế, anh nghĩ xem, đường từ Tân Bình tới huyện cần bao tiền? Theo chủ tịch La nói thì làm đường tiêu chuẩn cấp 2 thì không có tầm chục triệu thì sao có thể làm được? Vương Nhị Khải hừ một tiếng. Vị chủ tịch Triệu cũng từ sở giao thông xuống, như vậy cũng biết được tài chính cần thiết mà. Vậy mà còn nói sẽ làm đường từ huyện tới Hà Khẩu, hơn nữa cũng có tiêu chuẩn như đường từ Tân Bình tới huyện, vậy không phải cần 20 triệu sao? Anh nói y có thể làm được không? Có lẽ y có bản lĩnh đó thì sao? Quế Toàn Hữu cũng hiểu việc này không có khả năng. Không thể, anh cho rằng y là giám đốc sở giao thông chủ tịch tỉnh. Sở giao thông là nhà của y mở nên chỉ giúp Hoa Lâm chúng ta sao? Đường từ Tân Bình tới huyện thì y có thể chuẩn bị được tài chính coi như có bản lĩnh lớn, đâu có nhiều việc tốt cho Hoa Lâm chúng ta như vậy. Vương Nhị Khải khinh thường nói. Y nếu có thể làm được đường từ Hà Khẩu tới huyện thành, không, chỉ cần làm được từ xã ta tới huyện, y bảo Vương Nhị Khải tôi làm gì, dù bảo tôi đi giết người tôi cũng làm. Bí thư Vương, anh đừng nói chắc chắn như vậy, tôi thấy vị chủ tịch Triệu không phải người nói loạn, nhất là suy nghĩ của y về sự việc. Ví dụ như nói Kỳ Lân Quan và núi Hốt Luân vậy, y nói rất có lý lẽ. Mặc dù hơi nằm ngoài tình hình thực tế của xã, nhưng con đường mà được sửa thì có thể sẽ khác. Cho nên tôi cảm thấy y thực lòng muốn làm đường phía Nam. Ừ, Lão Quế, y có lòng thì tôi thừa nhận, nhưng vấn đề là có năng lực hay không? Có lòng vô lực thì chúng ta thấy nhiều. Vương Nhị Khải khinh thường nói. Chúng ta không phải là đám ngốc không hiểu gì, y không dọa được chúng ta đâu. Có lẽ vị chủ tịch Triệu này không giống. Quế Toàn Hữu cũng hiểu làm cả hai con đường rất khó tưởng tượng. Nhưng y vẫn thấy Triệu Quốc Đống rất tự tin, làm cho y phải tin đối phương đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Trên đường về, Triệu Quốc Đống rất hiên tĩnh, Du Minh Phú và trưởng phòng ma cũng thấy trong lòng vị phó chủ tịch huyện có gì đó, nhưng từ sau khi Triệu Quốc Đống tới Hoa Lâm thì có không ít chuyện đã diễn ra. Điều này làm cho các cán bộ huyện rất tò mò về Triệu Quốc Đống. Có người nói Triệu Quốc Đống là cán bộ đi rèn luyện, về sẽ đề bạt thành phó giám đốc sở, đến đây chỉ là tăng cấp bậc. Có người nói hắn làm việc ở phòng cao tốc được lãnh đạo tỉnh ủy nào đó coi trọng, yêu cầu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trọng điểm khảo sát. Có người đoán hắn có quan hệ thân thiết với lãnh đạo tỉnh ủy nào đó. Nhưng có một điều dám khẳng định là vị phó chủ tịch huyện này không đơn giản. Chỉ hơn 10 ngày mà đã có tiếng tăm mơ hồ vượt qua vị phó chủ tịch thường trực Điền trước đây. Đương nhiên đây hỉ là lời đồn, dù sao hắn còn chưa phải thường vụ huyện ủy, hơn nữa cũng tỏ vẻ nhã nhặn. Các hội nghị quan trọng của huyện thường không thấy hắn. Đi cả ngày làm Triệu Quốc Đống khá mệt, hai xã hắn tới có điều kiện không bằng Kỳ Lân, nhưng Châu Trì Trường lại yêu cầu khảo sát hai xã này. Triệu Quốc Đống chú ý tới vị nữ chủ tịch xã Cử Thủy. Không biết có phải câu nói của Vương Nhị Khải làm hắn suy nghĩ hay không? Triệu Quốc Đống rất nghi ngờ sở dĩ xếp xã Cử Thủy có điều kiện bình thường vào đối tượng khảo sát nơi xây dựng trụ sở thí nghiệm là do có liên quan tới vị nữ chủ tịch xã có bộ ngực to này. Hai xã Cử Thủy, Thái Lăng cách huyện thành không xa, chỉ có 7, 8 km. Triệu Quốc Đống sơ bộ chạy qua xem rồi về huyện. Hắn vừa về văn phòng thì tránh văn phòng ủy ban huyện Uông Minh Hy đã tới. Chủ tịch Triệu, chiều mai có hội nghị quan trọng, tôi đến thông báo với ngài. 12 giờ 30 trưa mai đến trụ sở ủy ban huyện, không ai được vắng mặt. Ồ, hội nghị gì mà lại không được có người vắng mặt? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Đây là nội dung, ngài xem qua, tất cả cán bộ từ cấp phó huyện trở lên đều tham gia. Trừ khi bị bệnh ở trong bệnh viện phải xin phép trưởng ban mục, còn đâu không được vắng mặt. Uông Minh Hy có chút buồn bực, Điền Ngọc nên thừa ra một chức phó chủ tịch huyện, Triệu Quốc Đống đáng lẽ chỉ kiêm nhiệm thì không giữ chức này. Vậy chức này phải của Uông Minh Hy. Nhưng Triệu Quốc Đống lại được Đại hội đại biểu nhân dân thông qua, hơn nữa chức phó chủ tịch huyện thiếu lại không có tin tức làm Uông Minh Hy rất buồn bực. Nhìn thanh niên còn quá trẻ này lại thành cấp trên của mình, Uông Minh Hy rất buồn bực và phải nuốt vào trong bụng. Triệu Quốc Đống nhìn tờ nhật báo nhân dân trong tay Uông Minh Hy. Đó là một tờ báo trước đây, Tân Hoa xã viết về cán bộ lãnh đạo tiêu biểu, Khổng Phồn Sâm. Ban tổ chức cán bộ Trung ương và Ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm, tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị, thị ủy cũng rất chú trọng cho nên lập tức bố trí. Uông Minh Hy nói, ừ, xem ra động tác của thị ủy khá nhanh, tỉnh ủy vừa họp 2-3 hôm, tôi vốn dự định mai tới vài xã xem một chút. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, nghe nói bí thư Kỳ rất chú trọng,
yêu cầu cán bộ toàn thị xã phải đề cao nhận thức triển khai hoạt động phê bình và tự phê bình theo gương đồng chí Khổng Phồn Sâm, kêu gọi đảng viên toàn thị xã học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm. Uông Minh Hy cười nói. Nghe nói hội nghị kéo dài 2 ngày, huyện ngoài lưu một lãnh đạo ra thì mọi người sẽ lên nhà khách thị ủy học. Ồ, vậy là mất 2 ngày. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Đúng thế, có lẽ là chia tổ mà học. Uông Minh Hy có chút hâm mộ nói. Cơ hội này mình cũng không được tham gia. Uông Minh Hy rời đi, Triệu Quốc Đống lại bắt đầu suy nghĩ. Học tập Khổng Phồn Sâm thì thế kỷ 21 cũng thường xuyên nhắc tới. Hội trường thị ủy được xây dựng từ những năm 80, nhìn qua như một rạp chiếu phim nhỏ vậy. Phòng này có lẽ không mấy khi được sử dụng, người nhiều thì không chứa hết, người ít thì phòng hội nghị của thị ủy sẽ dùng được. Cho nên có người trong thị ủy đề nghị dỡ nơi này đi. Một đám lãnh đạo huyện Hoa Lâm 11 giờ chưa ăn cơm ở nhà khách rồi vội vàng chạy lên Ninh Lăng. Bọn họ thuê một chiếc xe 12 chỗ khá tốt, nhưng đường từ Hoa Lâm đến Ninh Lăng cũng làm lãnh đạo cảm thấy mệt. Đến nơi thì đã là hơn 2 tiếng, các lãnh đạo huyện khác đều đã lục tục tới. Cửa hội trường khá náo nhiệt, lãnh đạo các huyện hiếm khi tụ tập đông đủ như vậy nên nói chuyện rất sôi nổi. Bãi đỗ xe rất nhanh đỗ đầy xe. Triệu Quốc Đống cũng theo các lãnh đạo khác đi sau lưng Châu Chỉ Trường và La Đại Hải. Dù sao hắn cũng không quen ai ở đây mấy, ngoài hai cán bộ kiêm nhiệm cùng xuống với mình thì có lẽ chỉ quen Bí Thư Tương, trưởng ban mục và trưởng ban thư ký Chu Gia, các lãnh đạo thị ủy khác, hoặc lãnh đạo huyện khác thì hắn không nhận ra. Quyển 5, chương 31, chiếc bật lửa. Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhìn tới thì thấy là Khúc Vân Phong. Vân Phong. Ha ha, anh cũng tham gia hội nghị. Khúc Vân Phong có chút hưng phấn vì gặp người quen. Sao không thấy Kiến Bân đâu nhỉ? Huyện Thương Hóa có lẽ đã tới rồi. Học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm sẽ làm chúng ta tăng lên phẩm chất, không ai được vắng mặt. Chúng ta là cán bộ trẻ tuổi càng nên học tập. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Ông đi đi, đừng có giả vờ nói đạo lý với tôi. Ai chẳng biết điều này, anh đã về lần nào chưa? Khúc Vân Phong một bên nhìn người bên mình đang làm gì, một bên nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Về một lần, còn anh? Triệu Quốc Đống nói,